Chương 895, cô tôi là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Ha ha, vị ở nhà tôi không thể lợi hại bằng vị ở nhà cậu được. Hoa Tiêu Diêu và Lô Vĩ đánh bài bí hiểm. Em nói với hai người này, đừng có chơi bài bí hiểm nữa, có gì thì lật hết lên đi. Chắc hẳn trong năm anh em chúng ta chỉ có mình em đây là hồ đồ, nếu mọi người còn coi Diệp Phàm em là anh em, thì đừng có che giấu nữa. Diệp Phàm đương nhiên trong lòng biết rõ, cô của Lô Vĩ, Lô Minh Châu là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cái này hắn biết từ sớm, chỉ có điều là đang giả ngu thôi. Còn gia thế của Hoa Tiêu Diêu thì thực sự là không biết. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu, nếu muốn Hoa Tiêu Diêu thực sự giúp đỡ mình, chắc hẳn có khả năng. Vì, dù bản thân mình và anh ta chẳng có giao tình gì, nhưng giờ người ta đã đồng ý một chút rồi, còn không phải là nhìn mặt đám Lô Vĩ và Ngư Thái sao. Không chơi trò bí hiểm nữa, anh Diệp, cô em là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Cha anh Hoa là nhân vật số 1 của Viện Kiểm sát tỉnh, đường đường là kiểm sát trưởng, dậm chân một cái là ngưu nhân ở Nam Phúc đều run rẩy, ha ha. Lô Vĩ dĩ nhiên đang cố ý làm xấu rồi. Tôi nói ông em Lô nghe nhé, cha tôi cho dù là cấp phó tỉnh, nhưng cán bộ cấp phó tỉnh của cả Nam Phúc chắc hẳn không phải 1.000 thì cũng 100 người. So với cô của cậu thì còn lém xa. Cô cậu còn mang một chữ thường bên trên, cả tỉnh chỉ được có 10 người, mỗi ngày đều nhìn thấy nhân vật số 1 tỉnh ủy, còn nữa, ở Bắc Kinh, ha ha, không nói nữa. Hoa Tiêu Diêu lập tức phản bác nói. Hai, cha em chỉ là một chủ nhiệm phòng lao động huyện Cổ Xuyên, chẳng thể so với mọi người. Nhà ông em Ngư chắc chắn cũng không thảm đâu nhỉ. Diệp Phàm tương đối gian trá, chỉ chớp mắt, đã bắt đầu đào bới gốc gác của Ngư Thái. Dù sao cũng khó tụ tập. Nếu đã đào thì phải đào cho hết, làm rõ ràng, sau này có muốn mượn dùng thì mượn dùng, không dùng thì cũng không đáng tiếc, càng tiện để sau này hành sự. Ha ha, cha em chỉ là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, không thể so được với hai người bọn họ. Ngư Thái nói sơ qua. Diệp Phàm giật mình kinh hãi, chợt nghĩ ra, thầm nhủ, quyền lực của ủy ban kế hoạch tỉnh tương đối lớn, ắt hẳn là khống chế điều tiết kinh tế của toàn tỉnh. So với Viện Kiểm sát tỉnh liên quan đến chấp pháp quốc gia còn lợi hại hơn. Hiện nay kế hoạch kinh tế của nhà nước chủ nghĩa xã hội đang bước đầu quá độ chuyển hình thành nền kinh tế thị trường, khẩu hiệu cải cách mở cửa rất vang dội. Nhà nước cũng đang gia tăng chính sách nâng đỡ, khống chế điều tiết từ vĩ mô đến vi mô. Ủy ban kế hoạch tỉnh trước kia phạm vi quản lý lớn vô cùng, chẳng hạn như cố vấn công trình mới, hợp tác kinh tế, quản lý lưu vựa đường sông. Hạn định vật giá, thống kê, đều là những ban lệ thuộc trực tiếp ủy ban kế hoạch tỉnh ủy. Hiện nay nghe nói quyền lực có rút lại, nhiều ban đã tách ra lập thành phòng ban độc lập, chẳng hạn như ban vật giá, ban thống kê vốn là hai phòng ban, cơ cấu cũng là phó giám đốc sở. Những ban này đều tách ra thành một ban, cũng có thể nói khác một cấp bậc so với các phòng ban cấp sở khác ở tỉnh. Nhưng, quyền lực của ủy ban kế hoạch vẫn tương đối lớn. Thằng nhãi này nghĩ thầm trong lòng. Thuận miệng nói. Ban quản lý thuốc lá hình như cũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban kế hoạch tỉnh. Đúng vậy, chẳng những thuốc lá, như lương thực, rồi cả các xí nghiệp mỏ đồng mà anh vừa nói cũng có liên quan đến Ủy ban kế hoạch tỉnh. Nếu như anh Ngư đồng ý gật đầu, chỉ một câu, chuyện xúc tiến xây dựng căn cứ mỏ đồng huyện Ma Xuyên, cấp cho các anh vài triệu chẳng thành vấn đề. Lô Vĩ âm trầm cười nói, đương nhiên là muốn giật dây cho Diệp Phàm mò tiền rồi. Ồ! Ông em Ngư núp kín quá, chúng ta ở trong trường đảng mấy tháng, mà một chút gốc gác cũng không để lọt ra, ha ha. Diệp Phàm liếc nhìn Ngư Thái, thằng nhãi này lập tức hơi ngượng ngùng. Kỳ thực các anh đừng thấy gia thế của anh Diệp không tốt, nhưng người quen của người ta không đơn giản đâu, nhân vật có phân lượng cũng chẳng ít. Lô Vĩ nâng Diệp Phàm lên, đương nhiên là muốn tăng phân lượng của Diệp Phàm với Hoa Tiêu Diêu rồi. Dù nói những người này tương đối tốt. Nhưng Diệp Phàm không thể đem ra chút thứ gì có phân lượng, ắt hẳn cũng khó được Hoa Tiêu Diêu tán thành. Người với người kết giao vô hình chung có bàn đến đẳng cấp, bình đến cấp bậc. Những người cùng đẳng cấp thì tùy ý kết giao, đẳng cấp bất đồng thì khó mà tiến vào vòng tròn. Nếu anh thực sự muốn vào vòng tròn, thế thì có khả năng khó tránh trở thành kẻ hầu hạ chạy việc. Lô Vĩ đương nhiên không muốn thấy Hoa Tiêu Diêu xem nhẹ Diệp Phàm, nên cố gắng hết sức chống cho hắn. Nghe cậu ta thổi phồng như vậy, ánh mắt đám Hoa Tiêu Diêu quả nhiên dừng hết trên người Diệp Phàm. Các anh biết Tề Thiên không? Lô Vĩ khẽ mỉm cười. Không hiểu. Hoa Tiêu Diêu lắc đầu.
không phải có liên quan đến chủ tịch tỉnh Tề chứ? Ngư Thái giật mình, vì ngày đó khi ăn cơm ở Bát Bảo gần trường đảng, cậu ta cũng có từng đi kính rượu, nên khi vừa nhắc đến họ Tề, trong lòng tên nhãi lập tức linh lay, miệng thử thăm dò. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Tề Chấn. Hoa Tiêu Diêu trong lòng chấn động, hỏi. Không thể ngờ anh Ngư cũng đoán được. Lô Vĩ thở dài. Tề Thiên Chính là công tử của phó chủ tịch tỉnh Tề, cậu ấy cũng phải gọi em một tiếng nhị ca, đại ca đương nhiên là anh Diệp rồi. Thằng nhãi này lại khôi phục một tia đắc ý. Không thể ngờ tên họ Diệp này cũng có bản lĩnh, Lô Vĩ gọi hắn là đại ca, công tử phó chủ tịch tỉnh Tề cũng gọi hắn đại ca, tên này rốt cuộc có chỗ nào xuất sắc đáng để thái tử gia tỉnh bám vào. Quái lạ thật, trong lòng Hoa Tiêu Diêu tự nhiên nâng cấp bậc của Diệp Phàm lên. Cũng bước đầu tán thành để cho Diệp Phàm vào vòng tròn của họ. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Phàm vang lên. Diệp, Diệp tiên sinh, anh mới đến Thủy Châu à, có thể đến đây chút không? Chủ tịch hội đồng quản trị Thượng Thiên Đồ tập đoàn Hoành Xương có chút dồn dập, nói. Anh Thượng, có chuyện gì cứ nói đi, tôi đang uống rượu với bạn. Diệp Phàm nói thẳng. Chuyện nói với anh lần trước, tên Âm Gia Sơn kia mang theo vài người đến cửa địa tranh, còn có đám người cửu muội Hải Nam Điêu Câu cũng hẹn ở chùa Bạch Vân dùng võ lực để giải quyết tranh chấp địa bàn kinh doanh giữa tập đoàn địa tranh và tập đoàn Hoành Xương chúng tôi. Người làm chứng là hai anh em Vạn Đông Tuyền và La Mại. Giọng nói Thượng Thiên Đồ đầy bất đắc dĩ. Không thể đổi ngày sao? Diệp Phàm hỏi, cảm thấy chẳng dễ dàng gì mới gặp được mấy người trong vòng chóp của Lô Vĩ. Vẫn chưa bắt đầu nói chuyện đã phải đi rồi, có chút đáng tiếc. Bọn họ nói đây là kỳ hạn cuối cùng, đương nhiên, trước đó cũng có hẹn. Nhưng tôi vẫn kéo dài thời gian, sợ anh không rảnh. Nếu cứ kéo dài hiệp định nữa thì coi như tôi tự động bỏ quyền. Thượng Thiên Đồ cũng tương đối căm tức vì chuyện này, nhưng không chút lộng quyền. Được, tôi đến ngay. Diệp Phàm không do dự nữa, đã đồng ý giúp Lão Thường rồi thì phải giúp người ta giải quyết cho xong phiền phức. Bằng không, người ta bỏ ra 3 triệu không bằng nuôi một con chó, thậm chí chó còn biết vẫy đuôi. Chuyện gì vậy anh Diệp? Lô Vĩ cảm giác được chút bất bình thường, hỏi. Có biết Tứ Ưng của Thủy Châu không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ngư Thái và Hoa Tiêu Diêu đều lắc đầu, còn Lô Vĩ và Lô Vân gật đầu, nói. Mấy tên bình thường, chỉ là đám kiêu ngạo, ngông cuồng thôi, công lực cũng chỉ khoảng nhị đẳng, giọng điệu tương đối lớn, còn bịp bợm. Xưng là Tứ Ưng Thủy Châu, ông đây đá vài cái là nằm úp xuống rồi. Thấy vẻ mặt Ngư Thái và Hoa Tiêu Diêu hứng thú nhìn chăm chú, Lô Vân cười nói. Lão đại của Tứ Ưng Thủy Châu là Cẩm Mao Thỏ, có một sơn trang hào hưng độ giả, trước kia ở đỉnh Bạch Vân cũng có xây mấy cái nhà tranh, vài cái hồ nước, ắt hẳn cũng đầu tư gần 20 triệu. Lão nhị quỷ thủ La Mại, có công ty vệ sĩ Thiên Tiến, kỳ thực chỉ là một công ty ngụy trang. Công ty này chuyên gia làm chuyện phi pháp, dựa vào nắm đấm có chút khí lực của mình, thường xuyên sắm vai người trung gian. Hoặc là giúp người ta đòi nợ, nhưng mà phí cũng tương đối cao. Đòi được thì y sẽ lấy 500 ngàn, tức là chia 5 năm. Nhưng, vì đám người trong công ty vệ sĩ của y để nóng nảy, nên người bình thường cũng hơi sợ. Hiện nay tài sản chắc cũng được hơn 20 triệu rồi. Lão Tam chính là chủ tịch Thượng Thiên Đồ tập đoàn Hoành Xương, được xưng Hắc Miêu. Có tài sản 100 triệu, nghe nói trước kia buôn bán ô tô, dầu mỏ, những thứ nhà nước đánh thuế cao. Nhưng, hiện nay đã nghi tay được nhiều năm, giờ cơ bản là đã rửa tay, chuyên làm dịch vụ logistics. Lão Tứ Âm Gia Sơn, được xưng là Phi Thiên Thử, rất khinh mẫn, tập đoàn địa tranh, thực sự tập đoàn này chính là phái địa tranh sáng lập. Ắt hẳn tài sản của tập đoàn địa tranh cũng trên 100 triệu. Lô Vân là thiếu tá tiểu đoàn trưởng đoàn quân thứ 2 Thủy Châu. Cùng căn cứ với báo săn, hơn nữa, Lô Gia ở Thủy Châu cũng là một gia tộc cấp thủ lĩnh, chỉ hơi kém hơn so với Phượng Gia. Cho nên, những tên có chút danh tiếng trong xã hội đen cũng có biết. Ồ, hóa ra là những nhân vật trong giới xã hội đen. Hoa Tiêu Diêu gật đầu, lờ mờ liếc nhìn Diệp Phàm, cảm giác những người này sao lại có liên quan đến bí thư huyện ủy Diệp Phàm. Làm quan sợ nhất dính đến những thứ này, dính đến rồi thì sẽ không phân được rõ. Tốt nhất là cứ nên tránh đi. Nhưng, Hoa Tiêu Diêu không ngẫm lại, gia tộc Lô Vĩ ăn cả trắng cả đen, anh ta không phải vẫn kết giao sao? Kỳ thực, xã hội này, có khi, trắng đen chẳng ai phân được rõ. Người xã hội đen nói bạch nhân là đen, bạch nhân đương nhiên tự cho mình là người chính nghĩa.
Có Bạch Nhân còn hung ác chẳng kém gì thủ lĩnh xã hội đen. Ha ha, trước đây chủ tịch Thượng đến Lâm Tuyền đầu tư, mấy hôm trước còn quyên tặng cho huyện Ma Xuyên 3 triệu, hơn nữa, còn bỏ vốn đầu tư cho hạng mục trà thanh vụ sắp tới. Điều kiện duy nhất là tôi phải giúp anh ta xử lý chút phiền toái này. Kỳ thực tập đoàn Địa Tranh với tập đoàn Hoành Xương có chút hút mắc. Cuối cùng ắt hẳn Thượng Thiên Đồ và Âm Gia Sơn không cần đánh mất hòa khí anh em, nên đồng ý cách luận võ giải quyết tranh chấp. Người thắng thì chiếm khoản lợi nhuận kinh tế lớn hơn một chút. Diệp Phàm thản nhiên nói, không chút đề phòng bạn bè của Lô Vĩ. Đánh nhau, ha ha ha, lão đại, tính em nữa. Lô Vân lập tức đổi màu mắt, đây căn bản là một phần tử hiếu chiến, từng đứng thứ ba trong cuộc luận võ ở quân khu lĩnh Nam, cũng coi là một tay giỏi. Đem em theo nữa đại ca, cho em đi học hỏi chút, ha ha. Lô Vĩ cũng bước lên trước. Chương 896, cô em lái chiếc Ferrari. Đi, gọi cả Tề Thiên, chắc là cậu ấy đã về rồi. Mất anh em chúng ta tụ tập náo nhiệt một bữa, xem người ta luận võ thế nào, ha ha. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn Hoa Tiêu Diêu nói. Anh Hoa, ông em Ngư, xem ra không thể ngồi cùng mọi người rồi. Hôm khác tôi sẽ mời nhé. Muốn đi cùng đi, dù sao cũng coi náo nhiệt mà. Em rất hứng thú với cái gọi là giang hồ ngầm hiện nay. Ngư Thái cười nói, Hoa Tiêu Diêu dĩ nhiên không ý kiến, cả đám cùng đi. Không lâu sau Tề Thiên lái chiếc xe màu đen như lái phi cơ chạy đến, thằng nhãi này ló đầu ra lớn tiếng nói. Lão đại, đánh nhau ở đâu vậy, tính em một phần, mẹ kiếp, lâu rồi không ra ngoài hoạt động, tay chân sắp đầy lông rồi đây này. Đánh đánh đánh, sao không đánh chết cậu đi cho rồi, hừ. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Ha ha, lão đại, em mà chết đi rồi thì sau này lão đại anh làm gì còn lâu la trung thành nữa, em là điển hình của lâu la nhân tài đó. Người ta nói, nghề nào cũng có trạng nguyên, trong các lâu la cũng có lâu la kiệt xuất mà. Tề Thiên cười nịnh, bước lên. Nhị đệ, cũng không thể nói như vậy được, cậu có đi rồi, vẫn còn những người ở sau mà. Thằng nhãi Lô Vĩ liếc nhìn Tề Thiên một cái, cười nói. Còn có người sau, ai? Tề Thiên giả bộ nhìn xung quanh mình, cố ý hử giọng nói. Chẳng lẽ là Lô Vân à? No, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, mắt cậu bị làm sao đấy? Lô Vĩ lập tức lắc đầu phủ nhận. Hoa Tiêu Diêu và Ngư Thái trong lòng lại chấn động mạnh, không thể ngờ hai người có bối cảnh thâm hậu, thái tử gia tỉnh Tề Thiên và Lô Vĩ, lại đi tranh giành nhau. Tranh giành cái gì? Tranh giành làm lâu la cho đồng chí bí thư huyện ủy Diệp Phàm của một huyện nát nhất tỉnh. Chẳng lẽ trời đất đảo lộn rồi sao, đây là đạo lý gì chứ? Lẽ nào phẩm vị của người ta đã suy đồi đến mức này? Ồ, em quên mất cái này, đương nhiên, lâu la lớn nhường cho lão nhị anh, còn em làm lâu la hay vậy, ha ha ha. Trong lời nói của Tề Thiên, hai chữ lão nhị thốt ra rất không tự nhiên. Lô Vĩ sao có thể không nghe ra được? Bèn đá một cú đá xoắn ốc qua. Nhưng, thân hình Tề Thiên nhẹ nhàng tránh né. Ồ, công lực của cậu tăng lên không ít, mấy đẳng rồi. Lô Vĩ hơi ngạc nhiên, hỏi. Ha ha, Tề Thiên đắc ý cười gượng không đáp, liếc nhìn Diệp Phàm. Cấp 3 tam đẳng. Trước mặt người ngoài, dĩ nhiên Diệp Phàm không dùng thuật ngữ luyện kình bậc chuyên nghiệp mà dùng khái niệm cấp bậc dực quan. Ắt hẳn Ngư Thái và Hoa Tiêu Diêu thường xuyên đi cùng Lô Vĩ. Cũng hiểu được chút khác biệt của đẳng cấp quốc thuật. Là đại ca làm cho à? Hai mắt Lô Vĩ bắt đầu đổi màu, thằng nhãi này dĩ nhiên có lòng tham, lại nghĩ cách kiếm trác của Diệp Phàm. Được rồi, đi thôi, tạm thời cậu không cần. Diệp Phàm khoát tay, vì Lô Vĩ đã là tứ đẳng khai nguyên, trong vòng 2 năm nữa đừng nghĩ đến chuyện thăng cấp. Cái thứ công lực này không thể gấp gáp được, dĩ nhiên, Diệp Phàm lại là loại khác, lúc đó là do tình thế ép phải như vậy. Dùng tính mạng để đột phá. Mấy người lên xe nhắm thẳng chùa Bạch Vân trên núi Bạch Vân. Chùa Bạch Vân, cách Thủy Châu 2 mấy cây, ngọn núi Sơn Minh Thủy Tú sừng sững, có vẻ nhàn nhã. Do đi vòng đường núi, mấy chiếc xe đều hổn hển thẳng đường mà đi. Xe vừa mới dừng lại ở bãi đất trải đá rộng lớn bên ngoài chùa, thì thấy đã có 10 mấy chiếc xe dừng trước ở đó, Audi, BMW, Santana đều có. Kỳ lạ là không ngờ lại có một chiếc xe vô cùng xa xỉ, một chiếc Ferrari thể thao đỏ xinh đẹp. Mẹ nó, cái xe này tốt quá, chắc cũng hơn 1 triệu.
Tề Thiên và Lô Vĩ bước lên vài bước, đang xoay qua xoay lại trước chiếc Ferrari đỏ. Tề Thiên và Lô Vĩ đều cảm thấy rất thích, bèn nhảy vào trong chiếc Ferrari, đưa tay sờ chỗ này, gõ chỗ kia, giống như các chuyên gia đang đánh giá đồ cổ vậy. Chiếc xe này hở mui, nên có thể trực tiếp nhảy vào. Khốn kiếp, biến ra cho chị. Đúng lúc này, đằng xa vang lên tiếng la lối sắc nhọn của phụ nữ. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một đám người đang đi đến. Cô nàng mắng khốn kiếp mặc chiếc áo choàng màu đỏ, chiếc quần jean bó sát màu xanh da trời, đầu tóc tùy tiện buộc thành đuôi ngựa. Nhìn qua như một nữ sinh xinh đẹp thuần khiết nhưng lại có khuôn mặt thành thục, sắc sảo thoát khỏi vẻ nữ sinh. Khuôn mặt khẽ cười và sinh động, ánh mắt như vầng trăng khuyết con cong mê người, nhất là khóe miệng cô lúc này có chút sinh khí, nó nhếch cao lên, cho người ta cảm giác rất bướng bỉnh, điêu ngoa, đáng yêu, tàn nhẫn. Ánh mắt Diệp Phàm lướt qua khuôn mặt cô, trong lòng thầm nghĩ, không phải là câu cửu muội Hải Nam Điêu do Phi Thiên Thử Âm Gia Sơn tập đoàn Địa Tranh mời đến chứ. Dáng người đúng là xinh đẹp thoát tục, giống như ướt cay. Trên người cô nàng này có cỗ nội tức lờ mờ tràn khắp cơ thể, đẳng cấp hẳn không cao, cũng không cách biệt lắm so với khí thế tràn trề trên người Tề Thiên lúc giật, chắc là tam đẳng, chưa đến tứ đẳng. Thằng nhãi này trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt sau khi lướt qua lần nữa, lập tức có chút ngạc nhiên. Vì sau lưng câu cửu muội còn có một cô gái toàn thân mặc bộ đồ tím. Dáng vẻ sáu phần giống câu cửu muội, chỉ có điều, so với câu cửu muội thì thướt tha hơn, thành thục hơn, làm cho người khác thấy sợ hãi. Hừ, thấy ánh mắt Diệp Phàm lướt qua mình, cô nàng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Phàm một cái, miệng hừ thành tiếng. Giận dữ, sóng khí trên người cô nàng chấn động, dưới đôi mắt ưng và thuật xem tướng của Diệp Phàm. Có thể cảm nhận được cơ khí trên người cô gái này dũng mãnh hơn câu cửu muội nhiều, so với Lô Vĩ còn lợi hại hơn một chút. Chắc hẳn là tứ đẳng bậc trung, chưa đến ngũ đẳng. Ở đâu ra nhiều cao thủ thế, không thể tưởng tượng được. Trước đây, đoàn trưởng Thiết nói tổ đặc nhiệm A muốn tuyển người cũng khó, cô nàng này đã đạt tiêu chuẩn về đẳng, là ánh cửa thấp nhất rồi. Trong lòng Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, trong nháy mắt, suýt chút nữa là thốt thành tiếng, thầm nhủ. Chẳng lẽ từ tộc họ Câu đảo Lục Bàn Hải Nam đến, vậy là chuyện vui tìm đến rồi. Nếu như vậy thì sẽ dựa vào chuyện này để dụ người cầm đầu Câu Trần Âm Quỳ được xưng là mãnh hán Nam Hải nhất thần cước xuất hiện, giải quyết chuyện con trai chủ tịch hội đồng quản trị Hồ, đỡ phải đi Hải Nam một chuyến. Đợi chút. Ha ha ha, chỉ là một chiếc xe nát, khoe khoang cái gì, bổn thiếu gia ngồi vào, là để mắt đến cô em rồi đó. Tề Thiên càn rỡ cười, nước miếng bay tứ tung. Lô Vĩ còn tuyệt vời hơn, hai chân vểnh lên trên tay lái, suýt chút nữa làm câu cửu muội hôn mê. Không cút xuống thì sẽ gãy tay gãy chân đó. Hừ. Lúc này, một thanh niên bước lên trước, hừ lạnh, cơ khí tập trung vào Lô Vĩ và Tề Thiên. Ha ha, mở màn hay rồi, đây không phải Phi Thiên Lão Thử Âm Gia Sơn người đối đầu với Thượng Thiên Đồ sao, cơ khí trên người này quá yếu, còn không dũng mãnh bằng Tề Thiên, chắc là khoảng nhị đẳng. Mà cái lão thượng kia chẳng biết đi đâu mất rồi. Diệp Phàm trong lòng buồn cười nghĩ, đương nhiên không nói những lời này ra rồi. Cả đám người hiện thân này, còn khó mới được hắn để vào mắt. Thằng nhãi này gần đây công lực được đề cao, nhãn quang dường như cũng cao hơn nhiều. Đối thủ chưa đến ngũ đẳng, lục đẳng, căn bản không làm hắn hứng thú. Em sợ quá đi anh Lô ơi, làm sao đây? Tề Thiên giả bộ sợ hãi, nhún vai. Cái tên mắt ngắn kia. Dám không nghe lời ông âm chúng ta à, muốn chết đúng không? Người đàn ông vạm vỡ hung hăng không nhịn được, bước lên, đưa bàn tay to lớn chộp lấy Lô Vĩ. Là mày à? Lô Vĩ vô cùng khinh thường, liếc mắt nhìn tên hung hăng một cái, mỉm cười đưa tay chụp lấy tay của tên to cao đó. Tên to cao cảm thấy xương tay của mình có cảm giác đau đớn truyền tới, lập tức liều mạng lui ra sau muốn thoát khỏi móng vuốt của Lô Vĩ, nhưng Lô Vĩ đâu để tên này được như ý muốn. Tên to cao cố gắng thoát ra mấy lần, nhưng không thể nào thoát được, khuôn mặt kia, trương lên như gan lợn rồi. Âm Gia Sơn trong lòng cả kinh, âm thầm suy nghĩ, thủ hạ báo tử Dương Sung của mình lực tay cũng không tệ, dù nói không mạnh bằng mình, nhưng bình thường ra tay cũng hạ được vài người bình thường khổn tốn nhiều sức lực. Tên thanh niên kia, nhìn trắng trẻo như bạch diện thư sinh, không ngờ lực tay lại mạnh như vậy. Ắt hẳn cho dù mình có muốn đưa tay túm chặt Dương Sung thì cũng phải tốn nhiều sức, tên thanh niên này, hình như dáng vẻ coi thường chẳng thèm để ý gì, lẽ nào công lực còn cao hơn ông đây?
Đây là đám nào? Hai người trong xe ngạo khí ngút trời, người đứng bên ngoài hình như không có gì đặc biệt, nhưng, dường như vô cùng bình tĩnh, không phải đều là cao thủ chứ? Chắc không phải, trên đời này đâu có nhiều cao thủ như vậy, ông đây phải mất sức chín châu hai hổ mới mời được Câu Cửu Muội và Câu Ngũ Tỷ Nam Hải tới đó. Hừ! Câu Cửu Muội tiến lên trước một bước, đưa tay ra, cuối cùng tên to con cũng thoát được khỏi tay Lô Vĩ, nhưng Lô Vĩ này rất xấu tính, thấy Câu Cửu Muội vừa ra tay, chẳng những buông lỏng ra, còn cố sức giúp đỡ cô một phen. Tên vạm vỡ không ngờ Lô Vĩ sẽ đột nhiên buông tay, dưới sự lôi kéo của Câu Cửu Muội, lại thêm lực đẩy của Lô Vĩ, rồi còn lực kéo của bản thân, ba cổ xe lớn cùng hướng về một nơi. Một tiếng hét lên, người của tên to con đã bay ra xa năm mé, không đứng vững nữa, đã nằm ngã chỏng vó, tư thế này, rất bất nhã. Ngay cả Câu Cửu Muội cũng không kìm nổi cười khanh khách. Con rùa kia, dám quẳng đại dương đại gia à, ông đây liều mạng với mày. Dương Sung bò dậy, tay cầm cục đá hung hăng xông lên. Anh Diệp đến rồi, thất lễ, lúc nãy em vội đi vào nhà vệ sinh. Lúc này rốt cục cũng nghe được giọng Thượng Thiên Đồ. Anh Diệp, tên vạm vỡ lộ ánh mắt kỳ dị liếc nhìn Diệp Phàm, trong lòng buồn bực, đường đường là Thượng Thiên Đồ Hắc Miêu mà lại kêu cái tên non nớt này là anh Diệp, chẳng lẽ người này có chỗ nào đặc biệt lợi hại? Ắt hẳn anh Diệp này được lão thượng mời đến giúp đỡ. Ánh mắt của Câu Cửu Muội và Câu Ngũ Tỷ dừng lại trên người Diệp Phàm, nhưng hai cô nàng đều thất vọng. Vì trên người Diệp Phàm căn bản không có chút cơ khí của người luyện võ công, căn bản chỉ là một người bình thường. Chương 897, Hải Nam điêu Câu Cửu Muội. Chẳng lẽ người này chỉ là một kẻ giả danh, cao thủ thật sự còn đang ở trong đám người kia? Tuy nhiên, điều này lý giải vì sao Thượng Thiên Đồ gọi hắn là Diệp ca. Hơn nữa, không ngờ Thượng Thiên Đồ kia chắp tay, mặt lại lộ ra vẻ nịnh nọt, chí ít cũng là rất cung kính. Ngay cả khi đối mặt với bọn Tư Ưng Vạn Đông Tuyền, Thượng Thiên Đồ cũng chưa có thái độ như thế này. Điều này có vẻ kỳ quái, Diệp ca, nhất định có chút vấn đề. Câu Ngũ Tỷ trong lòng suy tính. Câu Cửu Muội đã sớm không kìm nổi, lạnh lùng nói. Hắc Miêu, đây là kẻ mà cậu gọi là cao nhân à? Ha ha, chỉ là một đứa trẻ con, dám gọi là cao nhân, tôi nhổ vào. Câu Cửu Muội còn muốn đùa giỡn nữa, nhưng Câu Ngũ Tỷ phía sau đã kéo em gái mình, miệng nói. Cửu Muội, nói chuyện cần chú ý chút. Cao nhân hay không cao nhân, không phải để cô định đoạt, nhà cô chẳng khác chân thối là mấy, không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, bộ dạng hồn nhiên như không để ý. Nghe xong lời này, những người khác không có nói gì, chỉ cảm thấy Diệp Phàm có vẻ kênh kiệu. Chỉ có Câu Cửu Muội và Câu Ngũ Tỷ kia trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, đôi mắt kia tương đối rõ ràng. Người có thể dùng giọng điệu này nói về chân thối, đó thực sự là cấp số gì? Bởi vì, chỉ có chị em các cô trong lòng hiểu được hai từ chân thối Diệp Phàm nói ra chính là chỉ đại ca bọn họ Câu Trần Âm Quỳ. Tự xưng là Nam Hải nhất thần cước, cũng chính là một trong bốn cao thủ trẻ nhất Trung Hoa, đương nhiên là được cả nước biết, cho nên bị Diệp Phàm gọi là chân thối. Anh làm càn. Câu Cửu Muội không cẩn trọng được như Câu Ngũ Tỷ, cuối cùng không kìm nổi, hét lớn lên, tiến lên trước vài bước, đầu ngón tay lan hoa chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm. Đầu ngón tay kia chỉ cách khuôn mặt Diệp Phàm hơn 10 phân. Đại ca của tôi, không phải cô bé như cô có thể tùy tiện sủa. Lô Vĩ và Tề Thiên cùng đứng lên, Lô Vĩ giơ tay chặn ngang, thét một tiếng, Câu Cửu Muội phải lùi ba bước mới đứng vững, vẻ mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lô Vĩ. Tự nhiên trong lòng Âm Gia Sơn chấn động, thầm nhủ, xem ra hôm nay ván bài này hơi khó chơi. Nếu người này là cao thủ lão thượng mời đến, Câu Cửu Muội sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, vừa rồi nghe người kia gọi là Diệp ca. Người thanh niên này chỉ một cái chặn tay đã đánh văng Câu Cửu Muội ba bước mà cũng chỉ là đệ của Diệp ca. Em còn lợi hại như vậy, Diệp ca kia chắc hẳn trình độ rất cao. Tuy nhiên, Âm Gia Sơn lại quét mắt sang bên cạnh nhìn Câu Ngũ Tỷ một cái, lòng tin trở lại, bởi vì Câu Ngũ Tỷ lợi hại hơn nhiều so với Câu Cửu Muội, chưa chắc không thể thắng. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một trận náo loạn, ít nhất trong lòng Âm Gia Sơn cũng hiểu rõ. Thượng Thiên Đồ tự nhiên trong lòng thầm vui. Không thể tưởng tượng được thực lực của Diệp ca còn chưa có thể hiện, người em dưới tay hắn chỉ một cái chắn tay đã đẩy lui Câu Cửu Muội ba bước, Diệp ca này không phải càng thần bí sao? Lão thượng lúc này lại kiên định sẽ nịnh bợ Diệp Phàm. Ha ha, các vị, vào đi thôi. Lúc này,
hai người từ trong đi ra, một người gầy teo mở miệng cười nói, người còn lại trông khỏe mạnh một chút, chỉ có điều anh ta âm trầm quét mắt nhìn mọi người một cái mà không nói gì. Anh Vạn, anh La, được, chúng ta vào đi. Thượng Thiên Đồ cười nói. Thỏ Đen Vạn Đông Tuyền, Tay Quỷ La Mại, hai vị hắc ca. Diệp Phàm trong lòng nghĩ mà buồn cười. Đi vào bên trong, phía sau núi, hiện ra một bãi cỏ rất lớn. Xung quanh cây xanh bao bọc, cảnh trí tương đối thanh nhã. Trên mặt cỏ đã sớm bày hơn 10 ghế dựa gỗ. Hai nhân chứng Vạn Đông Tuyền, La Mại đã sớm ngồi ở trên vị trí trung tâm. Thượng Thiên Đồ hơi ngượng ngùng, bởi vì anh ta biết được Diệp Phàm mới là người có công lực cao nhất trong nhóm người này. Nhưng không, Diệp Phàm chỉ cười cười, đương nhiên cũng không so đo cùng Lão Vạn, Lão La. Hôm nay, tôi cùng ông em La mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu Thượng Thiên Đồ và Chủ tịch Tập đoàn Địa Tranh Âm Gia Sơn đến đây để giải quyết tranh chấp tuyến đường hậu cần phía Tây Đông Thành. Tất cả mọi người đều là anh em, nói trắng ra đều là người một nhà. Hai vị lão tổng quyết định dùng phương thức đấu võ để hòa giải việc này. Quy tắc trận đấu là 3 trận thắng 2. Hai bên tùy ý lấy ra tuyển thủ, có thể đấu nhiều trận. Ví như người nào đó của bên A đặc biệt lợi hại, anh ta thắng liền lúc 2 trận, như vậy bên A thắng. Trận đấu chỉ đánh 3 trận, hết giờ mới thôi, không được làm ảnh hưởng tới tính mạng. Đương nhiên, trong đấu võ khó tránh khỏi thương gân động cốt. Trước trận chiến cần ký kết hiệp định. Gãy chân đoạn cốt tự mình phải chịu. Sau này không được khơi mào lại việc này nữa. Nếu ai vi phạm hiệp ước, Vạn Đông Tuyền tôi cùng La Mại quyết không đồng ý. Vạn Đông Tuyền đứng lên trước, chắp tay hướng xung quanh, đây là lễ của người học võ ngày xưa. Ngư Thái và Hoa Tiêu Diêu nhìn thấy trong bụng hô, giống như xem diễn trò điện ảnh, cảm giác chuyến đi này không tệ. La Mại đương nhiên cũng gật gật đầu, không hé răng. Thành viên âm ra liếc mắt nhìn Câu Cửu Muội một cái. Tôi chọn trận đầu. Câu Cửu Muội đi nhanh về phía trước, giơ tay cầm bút ký vào ước định, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tôi là Câu Cửu Muội, đến từ Hải Nam. Người ta đều gọi tôi là Hải Nam Điêu. Ha ha, có dũng khí thì lên, anh không phải được bọn họ gọi là Diệp ca sao, có vẻ là đại ca của bọn họ, đúng không? Nếu đã làm đại ca, phải có chút cân lượng mới được. Ha ha. Cô gái này đương nhiên cũng không phải đầu đất, vừa rồi Lô Vĩ một tay khiến cho cô ta lùi 3 bước, biết chính mình không phải đối thủ của người này. Sau khi Diệp Phàm nói ra hai chữ thần chân, Câu Cửu Muội thật ra muốn thử xem Diệp ca này rốt cuộc là đùa chơi hay là thật sự có bản lĩnh. Bởi vì, Câu Cửu Muội và Câu Ngũ Tỷ cơ bản là không tin Diệp Phàm bằng đại ca nhà mình, cùng cấp bậc với nhất thần cước Câu Trần Âm Quỳ, bởi vì Diệp Phàm còn rất trẻ, nhiều nhất chỉ ngoài 20 tuổi. Đại ca Câu Trần Âm Quỳ được gọi là một trong tứ tú Trung Hoa, cùng Phượng Tứ Tỷ, Hoành Bạch Can, Đỗ Tử Nguyệt, bốn người là đại biểu cho bốn vị cao thủ trẻ tuổi nhất Trung Hoa. Vị Diệp ca này, nói như thế nào cũng không thể bằng bọn họ được. Cô à, ha ha. Diệp Phàm trầm ổn như sơn, ngồi yên trên ghế nhắm một nửa mắt liếc nhìn thế khí ngẩng cao đầu của Câu Cửu Muội một cái, lại nghiêng nhìn Tề Thiên một cái, thằng nhãi này đương nhiên hiểu được, lập tức cười nói. Cô khiêu chiến với đại ca của tôi còn chưa đủ tư cách. Tôi chơi trước với cô, tôi đây chính là Tề Thiên, đang tham gia đội báo săn. Báo săn, hiện trường lập tức phát ra một loạt tiếng kinh hô, ngay cả trong ánh mắt thản nhiên của Câu Ngũ Tỷ kia cũng đột nhiên bắn ra một tia sáng dị thường. Trên mặt Tề Thiên thản nhiên cười, đắc ý 10 phần, xem ra uy danh báo săn tương đối vang dội. Người thường có lẽ không mấy người biết báo săn, nhưng những người này là người giang hồ. Có thể biết một chút về uy danh của báo săn. Ha ha, báo săn ư, lâu nay tôi chưa từng nghe thấy đại danh này. Tề Thiên, nếu thua đừng trở về cầu cứu lãnh đạo đến là được. Hừ, gia tộc Câu ở Hải Nam chúng ta cũng không phải uống cháo. Câu Cửu Muội sau khi nhất thời ngạc nhiên, lập tức khôi phục tư thế mắt cao hơn trán. Bởi vì cô ta nghĩ đại ca mình chính là cao thủ thất đẳng, dù là báo săn, phỏng chứng cũng không có cao thủ hạng nhất như vậy. Cho nên, dũng khí lập tức trở lại. Cô nương, mồm mép cũng giảo hoạt đấy. Yên tâm, chỉ cần cô thắng được tôi, lãnh đạo báo săn tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Việc này cũng không quan hệ gì với báo săn, là hành vi của cá nhân tôi. Tề Thiên miệng trêu chọc, đi nhanh lên trước, ký soạt soạt vài cái vào hiệp ước. Sau đó xoay người hướng trung tâm bãi cỏ đi tới, khí thế như núi. Vạn Đông Tuyền và La Mại trao nhau ánh mắt có vẻ không hiểu.
Hải Nam Điêu Câu cửu muội cũng thừa hưởng đặc điểm chân công thần hồ của gia tộc Câu thị, hơn nữa cô này dáng người như điêu trên không, dốc hết sức mình, dưới chân hung hăng dẫm nát mặt cỏ, khởi đầu từ độ cao trên dưới 1,5 mét, một chân từ không trung bổ về phía Tề Thiên. Mà Tề Thiên cũng sở trường là dùng chân tấn công, hơn nữa sau lại được Diệp Phàm dạy dỗ cẩn thận, công phu chân lại cao thêm một bậc. Hai người thật ra thử tài nhau, vừa ra tay đã dùng phương thức độc địa tiếp đón. Tề Thiên vừa nhấc chân hướng lên trên đá, hai chân nhấc một cái đã đụng tới cái gì cứng rắn rồi. Câu cửu muội bởi vì từ khoảng không bổ chân xuống, mà Tề Thiên lại từ dưới đá lên trên, cho nên, câu cửu muội bị đánh bật ra sau hơn 5 thước, cơ thể nghiêng ngả mới dừng lại được. Mà Tề Thiên đương nhiên thảm hại hơn một chút, bởi vì bị lệch trọng lực, chân trái dẫm sâu vào mặt cỏ chừng 1 thước. Ăn một cước của ông mày đây. Tề Thiên cảm thấy mất mặt, thân mình nhoáng lên một cái, xoay tròn trái phải, khi gặp phải thân mình câu cửu muội bay lên tránh né, đột nhiên chuyển hướng, một đường chân xoay tròn dựng lên, hơn nữa, thân mình đột nhiên hướng bên cạnh lộn ngược qua trước. Câu cửu muội tránh né không kịp, kêu lên một tiếng, mông bị Tề Thiên hung hăng đá trúng. Cả người đang trên không trung bổ nhào rơi xuống đất, ngay cả đầu cũng dính đầy bùn cỏ. Cô nàng tức giận mặt đỏ bừng, Tề Thiên một chiêu đánh trúng trên không. Tuy nhiên là kỳ chiêu Diệp Phàm truyền cho, Tề Thiên không chỉnh chuẩn cường độ, vốn một chiêu này định đá vào phần eo đối thủ, mà Tề Thiên lại đá vào mông đang vểnh lên của cô nàng kia. Diệp Phàm vừa thấy, thiếu chút nữa không kìm nổi cười. Câu ngũ tỷ ở một bên hừ kêu lên. Vô sỉ! Nói chung các cao thủ võ đạo, khi tấn công đối thủ nữ đều chú ý tới những chỗ tối kỵ, ví như bộ ngực, phần thân dưới và phần mông là 3 chỗ. Tề Thiên đương nhiên cũng hiểu được điều này, chỉ có điều nhất thời lực đánh không chuẩn, cho nên trở thành một tên vô sỉ. Tuy nhiên, khi đấu võ, ai còn có thể để ý nhiều như vậy, trước tiên đá chết anh đã rồi nói sau, cũng sẽ không e dè nhiều như vậy, đương nhiên là không nói đến trình tự quy tắc. Tôi đá chết anh đồ lưu manh thối. Câu cửu muội cảm thấy bị mất mặt, nổi giận bừng bừng, hung hăng xông đến, một chân chọc thẳng về phía Tề Thiên. Tới đây cô em. Tề Thiên hơi có vẻ cười, mắt đảo tay chuyển, hai tay cũng vung lên. Câu cửu muội dù sao cũng là phụ nữ, thể lực so với Tề Thiên kém hơn một chút. Hơn nữa Tề Thiên lại ở báo săn vài năm, đã làm chuyện đả thương người cũng không ít, phỏng chừng cũng đã giết người, kinh nghiệm đánh nhau quyết liệt đương nhiên nhiều hơn câu cửu muội. Một tiếng binh vang lên. Chương 898, người lành nghề ra tay. Một tiếng động truyền đến, tiếng gió vù vù, cú đá của câu cửu muội bị Tề Thiên bắt được, hai tay xoay tròn, thân mình câu cửu muội cũng xoay tròn như gió vút trên trời cao. Tề Thiên hung hăng dùng lực đẩy về phía trước, một tiếng đập mạnh vang lên. Câu cửu muội bị anh ta hung hăng xoay tròn nện xuống đất, như một mảnh lá héo úa. Đất cát cỏ cây bắn tung tóe lên, khiến cho toàn thân một nửa rơi vào trong đất, nhúc nhích vài cái, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Cuối cùng Tề Thiên cũng một đòn bỏ ra toàn bộ kinh lực, thân mình bị phản lực lại giống như uống rượu, lùi lại đến 10 bước. Thân mình cũng không ổn định, một tiếng rầm ngã trên mặt cỏ, tuy nhiên, Tề Thiên ngọ nguậy vẫn còn có thể đứng lên. Trận này, thắng bại xem như đã rõ. Cửu muội, không có sao chứ? Câu ngũ tỷ vội vàng tiến lên trước tiên hỏi. Cô chủ yếu là lo lắng câu cửu muội có bị thương hay không, không dám xê dịch thân thể của cô. Vẫn được, chỉ là toàn thân không có lực, chỉ đỡ em đứng lên. Câu cửu muội hung tính lập tức đều bị đánh tan, miệng giật giật, nhờ câu ngũ tỷ giúp đỡ ngồi xuống ghế, cặp mắt kia tóe lửa hướng về phía Tề Thiên. Trận thứ nhất phía Thượng Thiên Đồ thắng. Vạn Đông Tuyền và La Mại đứng lên tuyên bố, Âm Gia Sơn kia nét mặt tự nhiên nhục nhã, liếc mặt nhìn câu ngũ tỷ một cái. Ký thác toàn bộ hy vọng trên người cô. Câu ngũ tỷ nghe nói là cao thủ tứ đẳng, Thượng Thiên Đồ mời người đến hẳn là không có khả năng như vậy. Chỉ cần cô có thể thắng 2 trận, như vậy xem như là thắng lợi. Câu ngũ tỷ kiểm tra em gái một chút xem có bị thương nặng không, sau đó tinh thần mới ổn định lại. Đứng lên trước ký soạt soạt vài cái vào ước định, sau đó bình thản bước tới giữa đám cỏ, thản nhiên cười nói. Đến đây đi, tôi đến giúp cô luyện mấy bài. Lô Vĩ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, cũng đến ký ước định, tiến lên vài bước nghênh chiến. Lô Vĩ hai tay đánh ra một chưởng như kiểu thái cực, nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, không làm ra một chút gió nào. Chỉ có Diệp Phàm biết đây là Lô Thị Thủy Châu, tương đối sát thương.
Truyền thuyết là tổ tông họ Lô cải tổ từ thái cực của Trương Tam Phong đại sư, có vẻ như hơi giống đẩy tay trong thái cực. Trong lồng ngực cuồn cuộn khí, toàn bộ ngưng tụ vào hai trường, xuất ra nhẹ nhàng, đợi khi đối phương khinh địch thì hai trường đón chào, khi phát hiện thì đã bị một đòn nghiêm trọng. Câu Ngũ Tỷ liếc mắt khinh thường Lô Vĩ một cái, quả nhiên không phát hiện sự lợi hại trong đó. Cặp tay trơn mềm như nước trực diện đánh đến, một trận sóng dữ dội bám vào, hung hăng hướng về phía Lô Vĩ. Bốn trường chạm nhau cũng không có nhiều thanh âm vang lên, kỳ quái chính là không ngờ bốn tay hai người thân mật như tình nhân thường làm. Mà biến hóa rõ ràng nhất chính là bốn chân của hai người đều vùi lấp xuống dưới mặt cỏ. Mọi người chứng kiến toàn bộ mắt trợn tròn, Đông Tuyền và La Mại trong lòng ngạc nhiên, thầm nhủ, sao va chạm nhẹ nhàng, nhìn như không có kình lực gì, kỳ thật toàn bộ lực dồn xuống trên hai chân kia. Đây mới chính là cao thủ, so với các đòn mạnh mẽ đẹp mắt kia thì lợi hại hơn nhiều lắm. Câu Ngũ Tỷ đột nhiên cảm thấy có một lực trong tay mạnh mẽ đánh lên, làm bốn trưởng cùng một chỗ lập tức như bị sét đánh, cơ thể hoảng loạn, may mắn công lực của Câu Ngũ Tỷ rất cao, cứng rắn đem lực dồn vào hai chân dưới. Cho nên, hai chân Câu Ngũ Tỷ lại vùi xuống càng sâu thêm, một mùi máu tươi từ trong truyền đến, vào tới yết hầu thì bị cô cứng rắn mà nuốt vào trong bụng, tự nhiên là bị thua ngầm rất lớn. Người này quá mạnh, hai trưởng bình thường như Thái Sơn, quá nặng. Chẳng lẽ là người nhà Lô Thị Thủy Châu? Câu Ngũ Tỷ giật mình, hai chân xuất lực mạnh mẽ, đem toàn bộ lực dồn vào hai trưởng đánh tới. Mẹ nó, người đàn bà này nội lực so với mình rất thâm hậu, khó xơi đây. Lô Vĩ cảm thấy đối phương một trận đè ép như lăng ưng khiếu đè đến từ khoảng không, thân mình lung lay mãi mới ổn định lại được. Mà không, hai chân lại chôn sâu xuống bùn cỏ vài phân, hình như sâu hơn hai chân của Câu Ngũ Tỷ. Xem ra Vĩ Tử thua rồi. Ôi, đẳng cấp kém nhiều lắm, cô này phỏng chừng là tầng thứ 3 trong tứ đẳng, Vĩ Tử thua là vì nội lực không thâm hậu bằng cô ta. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, Lô Vĩ âm thầm kêu khổ, muốn thoát ra khỏi hai trưởng của Câu Ngũ Tỷ. Tuy nhiên giờ phút này Câu Ngũ Tỷ đương nhiên không để y rời tay. Từng làn sóng nội lực mạnh mẽ theo bàn tay truyền vào áp chế cơ thể, đương nhiên, bọn họ đều không có khả năng phun ra nội lực, bởi vì, đó là cao thủ cửu đẳng mới có quyền này. Ngay cả Diệp Phàm, trước mắt cũng chỉ có thể buộc một tia nội lực phát ra, dùng nội lực trực tiếp tấn công địch không có nhiều hiệu quả. Nếu Lô Vĩ mạo hiểm thoát ra, phỏng chừng sẽ bị thương nặng. Đành phải kiên trì rằng co đến cùng. Vài phút trôi qua, mặt Lô Vĩ đã bắt đầu hiện lên một màu tái nhợt, đặc biệt là đùi phải, đã bị vùi lấp xuống khoảng chừng 10 phân. Tuy nhiên anh chàng này liều mình mà chống lại, mắt thấy chân mình còn đang lún xuống, trong lòng giận khôn tả, đột nhiên. Hai mắt lóe lên một tia nhìn lạnh băng. Hét lớn một tiếng nói. Khai bi nhất xuất thiên hạ kinh. Song trưởng đột nhiên lấy lực lớn giằng ra hướng vào phía sườn trái đánh tới. Lai đắc hảo hải lưu phiên cổn năng thôn hải. Câu Ngũ Tỷ nhợt nhạt cười, hai chân đột nhiên dồn lực, đá lên không trung, hai trưởng lớn đè ép xuống. Binh! Lô Vĩ bị áp chế làm hai chân lún vào mặt cỏ tới gần đầu gối, cả người giống như thấp đi một nửa. Đánh! Lô Vĩ hét lên một tiếng lớn, dùng lực đá lên. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Bốn trưởng tách ra, tuy nhiên, một thân Câu Ngũ Tỷ bay lên không trung, rơi xuống đất một cách tự nhiên, trái lại Lô Vĩ không được như vậy, cả người ngồi trên mặt cỏ, sắc mặt chỉ một màu vàng nhợt. Tôi, nhận, thua. Lô Vĩ chua xót hộc ra vài chữ này, dòng máu tươi cố nuốt lại trong họng. Không sao. Diệp Phàm đến trước mặt Lô Vĩ. Nhẹ nhàng nói một tiếng, hai tay nhẹ nhàng đưa đến, nội lực như dòng chảy nhỏ giọt tràn ra, truyền đến lập tức làm dịu đau đớn của Lô Vĩ, cảm giác rất thoải mái. Cảm ơn đại ca. Lô Vĩ rốt cuộc khống chế được tình cảm, liếc mắt nhìn Câu Ngũ Tỷ một cái, nói. Cô là người gia tộc Câu Thị Hải Nam. Đúng vậy, công tử phỏng chừng là người nhà Lô Thị Thủy Châu. Câu Ngũ Tỷ lạnh như băng hừ nói, coi như là khách khí. Dù sao. Lô Thị cũng là gia tộc lớn. Đúng vậy. Lô Vĩ gật gật đầu, đến ngồi lại trên ghế. Vạn Đông Tuyền và La Mại cùng đám người Âm Gia Sơn kia sắc mặt lập tức khó coi. Đặc biệt là Vạn Đông Tuyền và La Mại, đột nhiên cảm giác mông kia như ngồi trên lửa, đã không ngồi yên rồi. Phải biết rằng Câu gia Hải Nam ở Trung Quốc này cũng nổi tiếng như sấm bên tai, tuy nói đám người Vạn Đông Tuyền còn không hiểu được danh tiếng Nam Hải nhất thần cước của Câu Trần Âm Quỳ. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa đạt tới trình độ đó.
nhưng bởi vì Câu gia quan hệ tốt với Phượng gia Thủy Châu, cho nên có khi cũng đã đến Thủy Châu. Mà Lô Thị Thủy Châu cũng là đại thủ lĩnh chân chính ở vùng Giang Nam, hai bên hắc bạch gặp nhau, lại cùng là những nhà nổi tiếng, một con rồng trong giới giang hồ. Đương nhiên tự mình không thể địch nổi các gia tộc đó. Bình thường ngay cả muốn đi phân giao đều cũng không có cửa. Không thể tưởng tượng hôm nay chính mắt được nhìn đám người nổi tiếng như thế, cao thủ ngồi bên cạnh, sâu gió mình còn dám ngồi ở vị trí trung ương, thực sự có chút không biết điều. Giống cá sấu lớn trên đường. Một cước giẫm chết chính mình cũng không khác đám người giẫm chết sâu gióm là mấy. Nếu luận tiền thì người ta có thể xếp thành núi, luận thế thì càng không thể so sánh. Âm Gia Sơn nhẹ nhẹ hối hận, liếc mắt nhìn Thượng Thiên Đồ một cái, thầm nhủ lão thượng làm thế nào mà biết cây đại thụ Lô gia này. Sau này có một ngày y bay cao hơn, phỏng chừng chắc làm người khác càng thót tim. Thất lễ, không thể ngờ là Lô công tử, Câu tỷ tiểu thư. Vạn Đông Tuyền và La Mại đi về phía trước thi lễ. Ha ha, không sao, luận võ tranh đấu, phải công bằng, thắng thua là bình thường. Lô Vĩ khoát tay áo cười nói, nhưng thật ra khiến đám người Âm Gia Sơn trong lòng bình ổn một chút. Không biết còn muốn tiếp tục hay không? Vạn Đông Tuyền hỏi. Không tiếp tục cũng được, chỉ cần bọn họ đồng ý nhận thua, khấu lại bà cô tôi ba cái, gọi một tiếng cửu tỷ là được, hừ. Câu cửu muội đột nhiên nói ra một câu độc địa, tự nhiên cho rằng phía mình là thắng. Bởi vì, cô nhìn ra trong mắt đám người Vạn Đông Tuyền có vẻ kính sợ gia tộc Câu thị ở Nam Hải, nhất thời có phần đắc ý. Câu ngũ tỷ không hé răng, đương nhiên là thừa nhận. Ha ha, cô em, giọng điệu không cần lớn như vậy, nơi này là Nam Phúc, không phải Nam Hải các cô. Tề Thiên không nhịn được phản bác nói. Nam Phúc không phải là lãnh thổ Trung Hoa sao? Hừ. Gia tộc Câu Trần, không cần nói ở Nam Phúc, mà ở toàn bộ Trung Hoa, chỉ cần dậm chân một cái đã khiến người ta run rẩy. Câu cửu muội dù sao còn trẻ tuổi, cơ bản không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nói xong câu kia, ngay cả Vạn Đông Tuyền và La Mại đều nhíu mày. Âm Gia Sơn trong lòng chửi thầm hỏng bét, bởi vì câu này sẽ làm nhiều người tức giận. Chính bản thân Âm Gia Sơn mà nói. Đối với câu cửu muội càn rỡ cũng có chút không ưng thì càng đừng nói đám người Lô Vĩ. Ha ha, Nam Phúc hình như chưa có động đất, bởi vì, Nam Phúc có tứ gia Thủy Châu, hừ. Lô Vĩ lạnh giọng nói hừ, lập tức lôi danh hiệu bốn gia tộc lâu đời Thủy Châu là Phượng gia, Lô gia, Tôn gia, Diệp gia liên kết lại để áp chế. Hãy bớt xàm ngôn đi, các người không chịu nhận thua. Lúc này, câu ngũ tỷ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Cô ta đương nhiên hiểu được, đừng thấy Lô Vĩ thế khí rất mạnh, phỏng chừng còn phải nghe lời Diệp đại ca thần bí này, hắn mới là chủ của hai người kia. Người ta không rên một tiếng, bất hiện sơn, bất lộ thủy, người tài giỏi như thế mới là cao nhân, phong cách thực sự quý phái. Đương nhiên, câu ngũ tỷ chính là muốn áp chế khí thế của Diệp Phàm, bằng không lúc trước Diệp Phàm nói ra thần chân cũng làm cô quá tức giận rồi. Cô em câu ra còn muốn so nữa sao? Diệp Phàm thản nhiên nói, hai mắt mở một nửa, trong mắt vô thần, vẻ mặt cũng lãnh đạm, nhìn làm người ta thấy tức chết, dường như cơ bản không để đám người đó vào trong mắt. Hừ, câu ngũ tỷ đứng lên, một trận gió lớn thổi qua, áo choàng bay lên, giống như tiên nữ ánh mắt tóe lửa đứng ở giữa mặt cỏ. Ý tứ không cần nói cũng biết, tôi chính là đang chờ anh ra tay. Diệp Phàm thản nhiên đứng lên, đi về phía câu ngũ tỷ. Chương 899 Cao thủ ẩn danh. Anh còn chưa ký ước định. Câu cửu muội nói, phỏng chừng lo lắng anh chàng này bị chị mình chặt đứt chân sẽ đi đòi nợ. Không cần, chỉ cần cô có bản lĩnh, tự bản thân mình chịu trách nhiệm. Diệp Phàm thản nhiên cười, quét mắt nhìn mọi người giữa sân một cái, phong độ bậc thầy chợt lóe, cười nói. Tôi dùng một tay là đủ rồi. Nói xong, tay phải vươn lên, tay trái để ở phía sau lưng. Giống như một thi nhân nhàn tản dạo chơi cùng sông núi. Điều này làm chị em câu thì tức giận không ít. Ăn một trưởng của tôi. Câu ngũ tỷ rốt cuộc khó có thể chịu được đồng chí Diệp kiêu ngạo. Chân kia hướng ngầm hung hăng đạp đến, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, một trưởng nhắm thẳng trên người Diệp Phàm mà đến. Một trưởng đủ rồi. Diệp Phàm vẫn với bộ dáng lười nhác như vậy, bình tĩnh cười, vươn tay phải ôm lấy, câu ngũ tỷ mạnh mẽ như vậy. Một quyền hung hãn cứng rắn phang đến, bàn tay đã vững vàng mà bị Diệp Phàm nắm chặt, giống như hai người yêu nhau dắt tay du ngoạn.
Chậc chậc, bàn tay này khá non. Diệp Phàm đưa ra một ngón tay bắn vài cái vào lòng bàn tay Câu Ngũ Tỷ, mặt Câu Ngũ Tỷ kia lập tức đỏ hồng. Lời này vừa nói ra, có chút đáng khinh. Diệp Phàm đương nhiên có quyết định của chính mình, hắn muốn chọc giận Câu Ngũ Tỷ, sau đó đem Thiên Âm Lôi Cương Chỉ mà Trần Khiếu Thiên chỉ cho hắn để cứu Nam Cung Cẩm Thần lên trên người Câu Ngũ Tỷ. Cũng chính chiêu này đã làm cho đại ca của cô ta, Nam Hải Nhất Thần Cước Câu Trần Âm quỳ hiển thân, kết thúc tâm bệnh của chủ tịch Hồ Thế Lâm công ty giấy Thái Hưng Thủy Châu. Cái này gọi là kỳ nhân chi đạo phản trị kỳ nhân chi thân. Quả nhiên, ngông cuồng, Câu Ngũ Tỷ hét lớn một tiếng, như chim oanh kêu trên 9 tầng mây, một chân giơ lên đá về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tùy thế nắm tay cô qua trước, một tiếng bốp, Câu Ngũ Tỷ chính chân mình nặng nề đá vào cổ tay mình, cổ tay kia lập tức bầm tím một chỗ, giống như một quả cà lớn. Đủ rồi, nếu chân thối muốn tìm người, bảo anh ta liên hệ Lô Gia Thủy Châu, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tay kia vừa đi xuống, cánh tay lướt qua trên cổ tay Câu Ngũ Tỷ, theo thế tự nhiên thi ra Thiên Âm Lôi Cương Chỉ. Dùng hoàn toàn từ sau đẩy về trước, một tiếng kêu lớn, Câu Ngũ Tỷ giống như một cái áo da bị ném xa tới 3 thước trên mặt cỏ. Thân mình lăn vài cái trên mặt cỏ, mái tóc vốn chỉnh tề lập tức rối tung như cỏ dại, thật sự nhếch nhác. Chị, tim mật Câu Cửu Muội muốn nứt ra, hô to xông lên phía trước, một chân hướng trên người Diệp Phàm đi tới. Cửu Muội quay về ngay, tôi nhận thua. Câu Ngũ Tỷ không phải là người không có đầu óc, vừa thấy lập tức hô, chỉ sợ em mình cũng tự rước lấy nhục nhã. Bởi vì cô phát hiện, một bàn tay của chính mình đã không thể động đậy, trong lòng chợt lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thầm nhủ, ngũ âm tiệt mạch năm huyệt đạo của người, có thể làm cho người ta ngu ngốc, phát cuồng hoặc thành xác ướp. Người kia phải là cao thủ lục đẳng trở lên mới có thể thi triển bí thuật. Không thể tưởng tượng người này còn trẻ như vậy mà đã có thủ pháp này, lai lịch của hắn, sợ sẽ kinh thiên. Có thể nuôi dưỡng ra 20 cao thủ lục đẳng như thế, kia khẳng định là cao thủ bát đẳng trở lên. Loại cao nhân này, ngay cả gia tộc Câu Thị Nam Hải cũng phải cân nhắc suy tính. Chúng ta còn có thể quay lại, có thể cho biết tên không? Chị em Câu Thị bỏ lại những lời này, Câu Cửu Muội quàng một tay đỡ chị lên. Muốn tìm Diệp Phàm tôi thì cứ nói với Lô Gia, tôi tất đến. Diệp Phàm thản nhiên nói, hồn nhiên coi không có gì quan trọng. Diệp Phàm nói như vậy, vô tình làm Lô Vĩ rất vui sướng, bởi vì lời này của đại ca nói ra ngoài, tức là thừa nhận Lô Thị Thủy Châu rồi. Lô Vĩ hiện tại càng mơ hồ về năng lực của đại ca, cũng muốn làm rõ rốt cuộc hắn là cao thủ gì, ít nhất cũng là bậc ngũ đẳng. Thượng ca, tuyến đường kia toàn bộ cho tập đoàn Hoành Xương các anh. Âm Gia Sơn thở dài, đau lòng đưa ra lựa chọn. Ông em Âm, phía anh cũng không phải hại tôi, cứ theo ước định đi. Chúng ta phân ra 6-4, tôi không thể ăn một mình. Ông anh Vạn và anh La đều có thể làm chứng. Trong lòng Thượng Thiên Đồ thiếu chút nữa vui như điên rồi, hôm nay, thể diện con mẹ nó quá lớn. Bởi vì, miêu thử chi tranh tồn tại đã lâu, hai người trong Tứ Ưng Thủy Châu đều muốn ngồi ở vị trí thứ 3, tuy nhiên, cho tới nay, hai người không ai phục ai. Hiện tại, Âm Gia Sơn gọi một tiếng thượng ca, đương nhiên đã sáng tỏ, người ta đã nhận thua. Kiếm Tiền còn đang đứng vị trí thứ 2, giờ nghe tiếng thượng ca từ miệng Âm Gia Sơn nói ra khiến Thượng Thiên Đồ đắc ý, sau này mọi người ở đây sẽ hiểu Thượng Thiên Đồ tôi chính là đại ca của Âm Gia Sơn, vị trí sắp xếp của Tứ Ưng Thủy Châu rốt cuộc đã định. Thượng Thiên Đồ cảm kích quét mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nhủ. Phải trả ơn Diệp ca nhanh mới được, đầu tư 10 triệu vào trà thanh vụ quá ít, cần phải coi trọng, tăng giá cả, thêm 10 triệu nữa. Chợt cười nói. Diệp ca, tôi cảm thấy hạng mục trà thanh vụ của Ma Xuyên rất có tiền đồ, nếu Sở Nông nghiệp tỉnh có thể thông qua, về sau tăng cường giúp đỡ, nói không chừng có thể thành như trà danh tiếng tỉnh Tây Hồ Long. Cho nên, tôi thay đổi chút, quyết định đầu tư thêm 10 triệu nữa, tạo ra sản phẩm đầu. Trà thanh vụ, Ma Xuyên, vị Diệp huynh đệ này, anh ở Ma Xuyên sao? Vạn Đông Tuyền giật mình, hơi có vẻ cung kính cười nói. Ha ha, đại ca, anh có thể không biết. Thân phận thực sự của Diệp ca chính là bí thư huyện ủy Ma Xuyên. Tôi đầu tư 20 triệu vào Ma Xuyên, muốn làm trà thanh vụ. Nghe Diệp ca nói ở xã Kim Đào bọn họ, mấy trăm mẫu đất trồng đào, một tháng nữa, hoa đào nở rộ, mảnh đất kia đẹp không sao tả xiết. Anh Vạn, không phải anh đang chuẩn bị mở rộng các sơn trang sao, ngẫm lại,
nếu đem các sơn trang này xây ở Hải Hoa Đào, đó chẳng phải là phong cảnh đẹp biết bao. Đợi cho đến tháng 6, tháng 7 quả đào chín, du khách ngồi ở ghế dựa bên cạnh cây đào một tay phe phẩy cây quạt, một tay hái đào ăn, thực là thư thái. Đừng tưởng Thượng Thiên Đồ tướng tá to lớn thì đầu óc thô kệch. Thằng nhãi này ở việc kinh doanh rất có năng lực, một câu nói ra khéo léo, hơn nữa, y đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này dụ dỗ Vạn Đông Tuyền, biết Vạn Đông Tuyền trong lòng cũng dao động, muốn giao tiếp với Diệp Phàm. Rõ ràng coi như mình là người dẫn đường, về sau việc kinh doanh ở Ma Xuyên xem như cũng có bạn. Nếu thực sự như ông em nói, tôi rất quan tâm, không biết Diệp ca có cho tôi cơ hội này hay không, ha ha. Vạn Đông Tuyền không ngờ tự hạ thân phận, ngay cả hai chữ Diệp ca cũng nói ra. Nhưng thật ra khiến Hoa Tiêu Diêu giật mình, cảm thấy chính mình còn lớn hơn Diệp Phàm, nghe Diệp Phàm gọi mình là Hoa ca dường như còn hơi thái quá. Xem tình hình hôm nay, vị Diệp ca này tài năng quả thật không tồi, về sau rất có tiền đồ, nói không chừng là có thể thăng chức. Tuy hiện tại chức quan của hắn hơi thấp, nhưng người ta còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để thăng tiến. Hơn nữa, tốc độ thăng quan của người ta mau chóng vượt qua hỏa tiễn, tiền đồ rộng lớn. Hoa Tiêu Diêu và Ngư Thái trong lòng thầm đánh giá Diệp Phàm. Ha ha, sắp tới đường quốc lộ thiên tường xây dựng lại, tôi hoan nghênh các anh em đến đầu tư vào Ma Xuyên, mặc kệ nhiều hay ít, 100 ngàn, 100 triệu đều là đầu tư, khách đến đầu tư, về sau đều có thể trở thành bằng hữu của tôi. Diệp Phàm bật cười ha hả, vẻ mặt nhiệt tình. Đương nhiên đối với những ưu đãi như thế này hắn không phản đối. Anh Diệp, đến Sơn Trang Hào Hưng Độ của tôi chơi xem thế nào. Vạn Đông Tuyền thuận miệng liền mời Diệp Phàm. Đi. Diệp Phàm gật gật đầu, đoàn người nhằm thẳng Sơn Trang mà đi. Sơn Trang Hào Hưng Độ làm ở một độ dốc bằng phẳng giữa sườn núi Bạch Vỡ, cây cối xanh tươi, hơn nữa có một dòng chảy nhân tạo, một vài hồ nước, phòng ốc dựng ngay cạnh, cảnh vật có hương vị rất khác biệt. Ông chủ Vạn, Sơn Trang của ông làm tốn không ít tiền nhỉ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ha ha, không nhiều lắm, vài người hùn vốn, mất hơn 50 triệu. Tuy nhiên, nơi này địa thế rất hẹp, không thể mở rộng không gian. Cho nên, gần đây tôi luôn luôn tìm kiếm một địa điểm khác thích hợp hơn, muốn xây dựng lại. Vạn Đông Tuyền có ẩn núp trong ánh mắt một chút đắc ý, liếc mắt nhìn Lô Vĩ và Thượng Thiên Đồ một cái, vừa cười nói. Đương nhiên. Cũng không so được với Lô công tử, tôi chỉ có thể nghĩ cách. Không tồi, các anh đều là tỷ phú, tôi một tháng có mấy trăm tệ tiền lương, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Anh một tháng lấy mấy trăm tệ tiền lương, Diệp phủ Sở Thiên Các của anh cũng trị giá hơn 10 triệu, đại ca hiện tại ngày càng khéo giả bộ. Hơn nữa, với tài nghệ của anh, nói lời này ai tin, Tề Thiên trong lòng khinh miệt nghĩ. Diệp ca, anh đường đường là bí thư huyện ủy, ăn cơm nhà nước. Dùng xe nhà nước, cái gì cũng không lo. Chúng tôi sao có thể so với anh, không thể so được. Vạn Đông Tuyền cười nói. Vạn ca, lần sau tìm được mảnh đất tốt, khi làm sơn trang nhớ để tôi một phần. Lúc này, La Mại không giả ngôn từ quỷ thủ nói góp tiền. Được, chúng ta làm một trận, có tiền cùng nhau kiếm. Vạn Đông Tuyền cười, ánh mặt khó hiểu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nhủ, ông em La này. Trước kia tôi đều mời qua, tuy nhiên ông đều không chịu hùn vốn, hiện tại sao lại thay đổi như vậy? Phỏng chừng có ý này khi nghe mình nói muốn đến huyện Ma Xuyên xem, không ngờ cũng đồng ý đầu tư. Xem ra tính cách bí thư Diệp này có sức hấp dẫn không phải bình thường. Mấy người vào một phòng khách rộng, bên trong có một TV plasma lớn. Một cô nàng mặc quần áo dân tộc tuyệt đẹp bưng trà và vài món điểm tâm lên. Vạn Đông Tuyền lấy từ trên đĩa ra hai tấm thẻ vàng. Lập tức ký tên, đưa cho Diệp Phàm và Lô Vĩ, cười nói. Đây là thẻ vàng tập đoàn Hào Hưng, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt trước Sơn Trang, chiết khấu ưu đãi. Mời anh Diệp và Lô công tử có rảnh đến chơi, tôi cũng kiếm ít tiền lời, ha ha. Tề Thiên, nhà cậu ở Thủy Châu, thẻ này cho cậu đi, tôi thời gian dài ở Ma Xuyên, không cần phải lãng phí. Diệp Phàm biết Vạn Đông Tuyền còn không biết được thân phận của Tề Thiên. Cho nên cố ý đẩy về phía Tề Thiên. Đại ca, loại thẻ này em rất nhiều, không cần. Tề Thiên lắc lắc đầu, biết Vạn Đông Tuyền mắt chó thấy người thấp, cũng không để ý, cười. Lão Vạn, chẳng mấy khi, gặp người có thân phận, ha ha ha. Thượng Thiên Đồ bật cười ha hả, hướng ánh mắt nhìn Vạn Đông Tuyền, giới thiệu. Anh Vạn,
đây là Tề công tử Tề Thiên con trai phó chủ tịch tỉnh, đều là bạn bè của Lô công tử. Ôi chao! Vạn Đông Tuyền trong lòng chấn động, không thể tưởng tượng người thanh niên này cũng rất có lai lịch, không ngờ là con trai phó chủ tịch tỉnh, bình thường những công tử như thế này mình có thắp hương cũng khó mà cầu được. Bộ dáng liền có chút khẩn trương, hướng tới cô gái đưa thẻ kia, hừ nói. Sao lại thế này, lấy thêm mấy cái lại đây. Vạn, giám đốc Vạn, thẻ này hết rồi, còn đang đi làm. Cô kia là người thông minh, lập tức hiểu ý nói đỡ lão Vạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 900, Tề Chấn Đào phải đề bạt. Tốt lắm, dục bọn họ nhanh lên, làm xong rồi tôi tự mình đưa đến chỗ Diệp ca, xin các vị thứ lỗi. Vạn Đông Tuyền cười nói. Lúc này, màn hình TV Plasma đang phát tin tức thời sự. Buổi sáng hôm nay, UFO lại xuất hiện trên một hòn đảo hẻo lánh của Thái Bình Dương, lần này rất rõ ràng, rất nhiều du khách đã quay chụp được ảnh thật. Sau giọng nói duyên dáng của MC, hình ảnh truyền đến. UFO lại bảo vật thể bay không xác định, việc này rốt cuộc thật giả thế nào? Tề Thiên có vẻ hứng thú. Ôi, mỗi ngày các nơi trên thế giới đều đã phát hiện ra rất nhiều loại như thế này, sau các nhà khoa học cũng tìm ra lời giải, nói 90% đều là do ảo giác tạo thành. Tuy nhiên, cũng có những việc đến nay chưa thể giải thích. Hiện tại càng nói càng thấy hồ đồ, cái gì mà người ngoài hành tinh đến địa cầu, cũng có người nói vật thể bay không xác định kia là nước Mỹ muốn làm một ít loại máy bay mới. Dù sao cũng là mơ mơ màng màng, mọi người nghe được không hiểu ra sao cả, phỏng chừng đều là lừa gạt người. Lô Vĩ thản nhiên cười nói. Nói như vậy cũng không chính xác, khoa học nước Mỹ rốt cuộc tiến bộ đến thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu đã có thể lên mặt trăng thì cũng có thể lên sao hỏa, cũng có khả năng tạo ra cái đĩa bay. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đương nhiên không để điều này ở trong lòng. Trở về Thủy Châu đã chạng vạng, Diệp Phàm đi theo Tề Thiên đến Tề gia thăm hỏi Tề Chấn Đào, nhân tiện lại làm đẹp cho mẹ Tề Thiên, bây giờ muốn làm việc này, dược phẩm thượng hạng có thể giải quyết được. Tiểu Diệp, nghe nói cháu còn làm bí thư nữa hả? Tề Chấn Đào cười hỏi. Quyền bí thư thôi ạ. Ha ha! Diệp Phàm khiêm tốn nói. Quyền bí thư, không tồi, chúng ta là cán bộ đảng, quyền rồi cũng sẽ lên chính, ha ha! Tề Chấn Đào cười nói. Không có khả năng, cháu tuổi còn quá trẻ ạ. Diệp Phàm có chút xấu hổ, sờ sờ đầu. Không trẻ, người ta 12 tuổi đã làm tể tướng, trong Tam Quốc, khi Chu Du 13 tuổi đã làm đô đốc thủy quân. Cháu đã 20, tính tuổi mụ là 21. Cháu chỉ nhỏ một tháng thôi. Theo logic này, rồi cũng sớm lên chức chủ tịch thành phố thôi, ha ha. Tề Chấn Đào không ngờ cũng trêu ghẹo người. Lão Tề, ông đưa Tiểu Diệp lên đi, Tiểu Diệp luôn quan tâm con trai mình, ông xem, Tề Thiên thực đã ngoan hơn nhiều. Vợ Tề Chấn Đào là Phong Nhã Mai nói ra một câu, thiếu chút nữa làm nghẹn chết Tề Chấn Đào, bên này, Tề Thiên có chút ngượng ngùng. Cái này, ha ha, chủ tịch thành phố. Không phải dễ dàng như vậy. Quan lớn muốn lên hội nghị thường vụ tỉnh thường phải đua kịch liệt. Bộ dáng Tề Chấn Đào có chút xấu hổ nói. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Tuy nhiên, Tiểu Diệp trẻ tuổi như vậy đã là quyền bí thư, tin tưởng sau 5-6 năm nữa, cậu ấy có thể ngồi lên vị trí kia. Đương nhiên, lời nói Tề Chấn Đào là để tăng thêm độ vô cùng khó khăn. Thật sự muốn cho Diệp Phàm làm chức vị phó chủ tịch thành phố, với ông ta mà nói. Cũng không phải chuyện đặc biệt khó. Nếu là phó chủ tịch thường trực thành phố, những cái khác đừng bàn. Chỉ có điều tuổi Diệp Phàm thế nào, quả thực quá mức nghịch thiên. Mặc dù Tề Chấn Đào là phó chủ tịch thường trực tỉnh, cũng có băn khoăn. Vậy ông nên giúp đỡ cháu nó, tôi rất vừa mắt. Phong Nhã Mai gật gật đầu, nhìn như vẻ nói giỡn nhưng lại rất nghiêm túc. Tiểu Diệp, cháu nói thật cho tôi biết, đến Ma Xuyên nhận chức, rốt cuộc làm sao lại trở về. Vẻ mặt Tề Chấn Đào cũng nghiêm túc. Việc này, ha ha, cái đó. Trong đầu Diệp Phàm quay vòng, tự nhiên muốn nghĩ một lý do lấy lệ một chút. Bởi vì quan hệ nơi này rất phức tạp, hơn nữa, Diệp Phàm cũng không dám xác định rốt cuộc mình trở về như thế nào, khẳng định là Trang Thế Thành điểm tướng. Tuy nhiên, Phượng lão đầu kia còn có chút thần bí. Hơn nữa, Trang Thế Thành rốt cuộc thuộc phái nào ở tỉnh, Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Nếu Trang Thế Thành thuộc phái chủ tịch tỉnh, nghe nói Tề Chấn Đào cũng liên minh cùng chủ tịch tỉnh,
chính mình có thể làm lộ ra chuyện Lão Phượng. Nếu Trang Thế Thành thuộc phái bí thư tỉnh ủy Quách Phát Dương, chính mình đem việc này tiết lộ sẽ gây phiền toái lớn cho Trang Thế Thành. Ở Đức Bình, chính mình lắm miệng đã khiến Trang Thế Thành nổi cáu một trận. Thằng nhóc này, đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi để lừa đảo, trong mắt trông giống kẻ trộm, muốn tìm lý do để tránh tôi có phải hay không, cánh dài khỏe mạnh phải bay có phải hay không. Có thể đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, đó cần nhiều năng lực, mạng lưới quan hệ, khả năng của bản thân, còn phải có người hậu thuẫn, thiếu một thứ cũng không được. Tề Chấn Đào nói một câu, sắc mặt âm u, ý tứ đương nhiên là thằng nhóc cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi để lừa đảo. Lão Tề, ông đừng nghiêm túc như vậy mà dọa Tiểu Diệp. Đúng lúc này Phong Nhã Mai đến giải vây, quay đầu về hướng Diệp Phàm cười nói. Đừng để ý đến ông ấy dạo này khó tính lắm, ôi thôi, không nói nữa. Có phải chú Tề gặp vấn đề gì khó hay không? Diệp Phàm nhìn Phong Nhã Mai muốn nói lại thôi, cảm thấy Tề Chấn Đào đối với mình không tồi, hơn nữa Tề Thiên lại là anh em của mình, không cần quá để ý. Ôi, Tiểu Diệp, đừng tưởng chú Tề của cháu làm quan to, phó chủ tịch thường trực tỉnh, trong mắt người khác, vung tay lên có thể quyết định một cấp cán bộ cục, thực sự có nhiều việc chú ấy cũng không thể giải quyết. Mẹ, có phải chuyện bầu phó bí thư gần đây không? Không phải nghe nói ở tỉnh còn có một vị trí phó bí thư, cha hẳn là muốn tranh giành. Nếu có thể đảm nhiệm chức vụ đó có phải rất tốt? Bí thư tỉnh ủy muốn họp hội ý bí thư thì cha cũng có phần. Tề Thiên miệng nói liên tục. Thả cái rắm gì, con cho rằng bầu một phó bí thư dễ dàng như vậy sao? Đó là phó bí thư tỉnh ủy, phải được trung ương đồng ý, cũng không phải bí thư chi bộ thôn vớ vẩn. Tề Chấn Đào phát giận, trước mặt Diệp Phàm mắng Tề Thiên. Làm cho thằng nhãi này mặt đỏ bừng, miệng lầm bầm. Con không phải là vì muốn tốt cho cha sao, lại còn làm con xấu mặt. Thì ra là thế, Tề Chấn Đào cũng muốn vị trí phó bí thư tỉnh ủy kia. Làm quan, ai không muốn làm cao trong lòng Diệp Phàm đánh dấu chấm hỏi, miệng nói. Chú Tề, cháu tin rằng với uy tín của chú, hẳn là có thể thắng. Đừng nói nữa. Tề Chấn Đào có chút buồn bực, khoát tay áo nói. Tiểu Diệp, chúng ta uống rượu. Loảng xoảng, hai người buồn bực làm liền ba bốn chén. Trong đầu Diệp Phàm luôn muốn chuyển đề tài, suy nghĩ có nên hay không đem đầu đuôi chuyện Phượng Lão Đầu nói cho Tề Chấn Đào, nếu thật có thể giúp Tề Chấn Đào thông qua Trang Thế Thành giao tiếp với Phượng Lão Đầu, có lẽ có thể giúp Tề Chấn Đào ngồi lên chức phó bí thư tỉnh ủy. Phải biết rằng năm nay được làm phó bí thư tỉnh ủy có rất nhiều cái lợi. Như vậy từ nay về sau, chính mình sẽ thật sự đi vào trong lòng Tề Chấn Đào. Trở thành thân tín của ông ấy, tuy chỉ là nhân vật người hầu nhưng so với quan hệ nửa vời như bây giờ thì tốt hơn nhiều. Trước mắt chính mình đã cải thiện thêm một bước trong quan hệ với Tề gia, nhưng còn lâu mới đến mức làm tâm phúc của ông ta. Lúc này, người giúp việc của Tề gia tiến vào nói. Tiên sinh, anh rể ngài ở Bắc Kinh về tới rồi, đã tới cửa. Biết rồi. Tề Chấn Đào và Phong Nhã Mai đều đi ra ngoài đón, đương nhiên Diệp Phàm và Tề Thiên cũng nhanh theo sau. Chấn Đào, chúc năm mới tốt lành. Phong Thanh Lục cười ha hả đi đến, bên cạnh còn có hai người phụ nữ, phỏng chừng là mẹ con, bởi vì bộ dáng có phần giống nhau. Anh rể, như thế nào mà không báo trước để em tiếp đón, định làm một trận tập kích bất thình lình à? Tề Chấn Đào cười nói. Chị dâu và Tuyết Nhi đều đến đây rồi, còn chưa có ăn cơm, vừa lúc cùng nhau ăn đi. Ồ, vị này không phải Ngư Dương. Nhìn thấy Diệp Phàm đứng phía sau, Phong Thanh Lục ngạc nhiên một chút, nhưng không nhớ ra tên hắn. Lúc ấy Diệp Phàm cho ông ta Xuân Cung Hoàn, cho nên, ông ta ấn tượng rất sâu. Phụ trưởng Phong, chào ngài, tôi là Diệp Phàm, lúc trước tôi ở Ngư Dương may mắn được ngài gọi điện thoại cho lãnh đạo Sở Tài Chính tỉnh. Bằng không, khoản tiền mấy triệu kia của huyện chúng tôi sẽ không rút được. Diệp Phàm khẩn trương nói. Ha ha, không có gì. Phong Thanh Lục có vẻ hòa nhã, cũng không lên mặt tự cao. Đương nhiên, bởi vì Tề Chấn Đào ở đây, bằng không, không chỉ nói Diệp Phàm, ngay cả thấy cán bộ cấp sở tỉnh Nam Phúc người ta cũng không chắc để ý. Chú Tề, phụ trưởng Phong, cháu về trước. Diệp Phàm rất biết điều. Biết anh em hai người gặp lại phỏng chừng có chuyện bí mật muốn nói, có lẽ nên khẩn trương chuồn đi, bằng không sẽ làm phiền người ta. Còn muốn chạy, thằng nhóc cậu cho ta là kẻ ngốc sao, hôm nay chưa giải thích rõ ràng chuyện Ma Xuyên còn muốn đi sao. Quay về nhà, ăn cơm trước.
vẻ mặt Tề Chấn Đào nghiêm túc nói. Đi Ma Xuyên, sao lại thế? Vụ trưởng Phong có chút ngạc nhiên quét mắt nhìn Diệp Phàm một cái, mấy người đi vào đại sảnh, người giúp việc đã sớm dọn bát đũa, lại làm thêm đồ ăn nữa. Tiểu Diệp rất lợi hại, vô thanh vô tức đi huyện Ma Xuyên đảm nhiệm chủ tịch huyện. Hơn nữa, chưa đến 2 tháng, hiện cậu ta đã là quyền bí thư huyện ủy, đáng kiêu ngạo đấy. Giọng nói Tề Chấn Đào rõ ràng có chút không thoải mái. Lão Tề, chú quả lợi hại, khâm phục. Phong Thanh Lục rõ ràng không hiểu được ý tứ Tề Chấn Đào, còn tưởng rằng là do Tề Chấn Đào giúp cho đi lên. Anh rể, anh lầm rồi, cậu ta cũng không cần đến tôi. Tề Chấn Đào tức giận nói. Ha ha, năng lực Tiểu Diệp rất lớn mà thôi. Không ngờ Phong Thanh Lục kết phường với Tề Chấn Đào đứng lên ép đồng chí Diệp Phàm. Năng lực, có năng lực gì, không phải chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ sao? Lúc này người tên Tuyết Nhi ở một bên không nhịn được, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Tuyết Nhi, sao lại nói vậy? Mẹ cô ta hừ nói khiến Phong Bạch Tuyết im miệng không dám hé răng. Nửa giờ sau, toàn bộ phụ nữ rời bàn lên trên lầu nói chuyện, trên bàn chỉ có Tề Thiên và Diệp Phàm còn ở lại. Diệp Phàm đương nhiên là muốn trốn, lại liếc mắt nhìn Tề Chấn Đào một cái nói. Chú Tề, cháu đi trước. Còn muốn chạy, nói một chút đến Ma Xuyên như thế nào. Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hừ giọng. Chú Tề cảm thấy Bí Thư Trang là người như thế nào. Diệp Phàm không đáp, hỏi ngược lại. Đương nhiên muốn biết thái độ Tề Chấn Đào với Trang Thế Thành như thế nào rồi mới quyết định. Nếu đã bị Chấn Đào bước tới đây, cũng không có cách nào, xem ra hôm nay không nói ra hết thì không thể chạy thoát. Trang Thế Thành, ừ, cũng được, có khí lớn, nhưng trái tim không đủ tàn nhẫn. Tề Chấn Đào nói vài câu không hiểu ra sao cả, khiến Diệp Phàm có chút buồn bực. Chương 901, tiểu tử kiên cường này. Nghe nói cháu là do Trang Thế Thành tự mình điểm tướng. Vâng. Diệp Phàm gật gật đầu. Điều này lạ thật, Trang Thế Thành ở Đức Bình, sao lại đi Mạc Hương đem cháu về? Tề Chấn Đào ép tới. Việc này, lúc ấy ông ấy đến đập nước Thiên Thủy ở Lâm Tuyền Ngư Dương câu cá, cháu lúc ấy đang bị cổ bảo toàn Ngư Dương chỉnh sửa thật sự thảm, tạm thời bị cắt chức, cho nên buồn bực, cũng đi câu cá, rồi quen biết. Diệp Phàm nói qua loa thực giả cho xong. Trang Thế Thành đường đường là bí thư địa ủy. Làm sao lại thảnh thơi đến đập nước Thiên Thủy câu cá, có bằng hữu nào đi cùng ông ấy không? Câu nói đầu tiên của Phong Thanh Lục đã nói đến chỗ hiểm. Có bằng hữu ạ, tên là gì cháu không nhớ rõ lắm, là một lão già. Diệp Phàm nói chính là sự thật, hắn quả thực không hiểu được thân phận thực sự của lão Phượng, nhưng sau xem ảnh chụp của Hạ Hải Vĩ khiến hắn hiểu ra đó là một pho tượng của nhà tiên tri. Còn không nói thật với tôi, Trang Thế Thành nếu đã chọn cháu. Làm sao cháu lại không rõ lão già kia, muốn lừa tôi à, tiểu tử, cháu còn quá non, hừ. Tề Chấn Đào đột nhiên đập bàn một cái, có vẻ tức giận. Vậy cháu nói trước cho tôi xem, thái độ của cháu với Trang Thế Thành thế nào. Dù sao Diệp Phàm cũng bằng mọi giá cũng không để Tề Chấn Đào biết thái độ thực sự của hắn đối với Trang Thế Thành thế nào, vì vậy không nói gì. Cháu đối với ông ấy không có ác ý. Tề Chấn Đào nói ra một câu. Cuối cùng là biểu lộ một chút thái độ. Chú Tề, chú nói một chút, bí thư Trang có phải do bí thư Quách đưa lên không? Diệp Phàm hỏi lại, cho dù thế nào, vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại, tuyệt đối không sợ sệt. Không phải. Tề Chấn Đào rất thẳng thắn, biết thằng nhỏ này thăm dò mình. Rõ ràng thỏa mãn một chút tâm tư của hắn. Vậy thì kỳ lạ thật, bí thư địa ủy cũng là quan ở biên giới, ở tỉnh khẳng định có người. Bằng không làm sao có thể lấy được vị trí đó, chẳng lẽ là chủ tịch tỉnh Chu? Vẻ dáng Diệp Phàm có chút không hiểu, giả bộ ngu dốt. Cũng không phải. Tề Chấn Đào lại rất thẳng thắn. Không phải bí thư Quách, cũng không phải chủ tịch tỉnh Chu, vậy bí thư Trang quả thật lợi hại, tự thân lên rồi ha ha. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Tiểu tử, cháu rốt cuộc muốn biết cái gì, hôm nay Tề Chấn Đào tôi sẽ làm rõ ngọn nguồn cho cháu. Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sụ mặt nói. Chú Tề có thể nói cho cháu biết hay không, chú quan hệ với chủ tịch tỉnh Chu thế nào? Diệp Phàm hỏi lại một câu rõ ràng về sự việc. Ha ha, Tiểu Diệp, đây là việc lớn ở tỉnh, cậu đi vào làm chi, làm như là chuyện của mình đến nơi rồi. Cậu còn trẻ, sau này tới lúc đó hãy hay, có nhiều việc,
không phải đơn giản như sự tưởng tượng của cậu, ví dụ như nói mỗi lãnh đạo quan hệ với lãnh đạo cũng không tệ lắm, kỳ thật không phải vậy, có lẽ những điều mắt cậu thấy không phải là sự thật. Phong Thanh Lục cũng hiểu được Diệp Phàm có vẻ hơi quá mức nên vừa trách cứ vừa khuyên bảo. Vâng, Diệp Phàm gật gật đầu, thằng nhãi này thật sự có điều chưa hiểu rõ. Con chuột đập trên trống, không hiểu cũng giả bộ hiểu thôi. Thế cục ở tỉnh hiện tại phức tạp, vì một vị trí phó bí thư tỉnh ủy, không khác biệt lắm, toàn bộ các ủy viên thường vụ có triển vọng phát động một cuộc đua mới. Ví như nói trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Sơ Kiệt có nhà mẹ vợ, cũng chính là nhà họ Tào ở thủ đô ủng hộ, ủy ban chính trị pháp luật bí thư Mã Quốc Chính có bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương ủng hộ, trưởng ban tuyên giáo Thang Vàng Ngọc có nhân vật số 3 tỉnh ủy, quản lý đảng và quần chúng Cố Thiên Phong có phó bí thư ủng hộ, mà phía sau Cố Thiên Phong lại có bóng dáng nhà họ Cố ở thủ đô. Còn Tề Chấn Đào tuy nói liên minh cùng chủ tịch tỉnh Chu đã lâu, nhưng lần này dường như trong lòng chủ tịch tỉnh Chu đã chọn người khác, phỏng chừng là muốn đẩy bí thư tỉnh thành Hứa Vạn Sơn vào vị trí kia, dù sao Hứa Vạn Sơn cũng là tay sai đắc lực của chính mình. Tề Chấn Đào chỉ có thể nói là đồng bọn cùng hợp tác mà thôi, toàn bộ đều là vì lợi ích mà liên minh, đương nhiên không bằng đưa Hứa Vạn Sơn vào. Mà gia tộc Tề Chấn Đào chỉ hùng mạnh ở phía Nam, ở Trung ương thì chẳng có gì. Ngay cả anh rể Phong Thanh Lục là một vụ trưởng, tuy nói là ở Bộ Tài chính, nhưng cơ bản không thể giúp được mấy. Trình tự quá thấp, trước kia nhà họ Tề ở thủ đô cũng có người giúp đỡ, tuy nhiên mấy năm qua gia tộc kia toàn bộ suy tàn. Ngay cả một ủy viên Bộ Chính trị cũng chưa đạt được, còn có khả năng gì trợ lực cho nhà họ Tề. Cho nên nhà họ Tề phải kiếm được một ông chủ mới thật là tốt mới có thể đi lên được. Bằng không, hai con cá sấu lớn nhà họ Tề, một là chủ tịch tỉnh Giang Đô hiện nay Tề Thả Nhã, một là Tề Chấn Đào đều khó có thể tiến lên một bước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Chấn Đào muốn qua lại với thư ký Trương tới từ thủ đô. Đương nhiên, ngoại trừ số ủy viên thường vụ ở tỉnh Nam Phúc có triển vọng cạnh tranh, còn có rất nhiều ủy viên thường vụ ở tỉnh ngoài cũng coi trọng cái vị trí kia. Danh sách triển vọng đưa ra, không dưới 100 người, áp lực cạnh tranh tương đối lớn, khó trách Tề Chấn Đào sao lại thất lễ như vậy. Hơn nữa, phó chủ tịch thường trực tỉnh so với phó bí thư tỉnh, tuy nói cấp bậc không thay đổi, nhưng phó chủ tịch thường trực tỉnh chỉ trợ giúp chủ tịch tỉnh về vấn đề kinh tế, việc chính trị, không có nhiều quyền hành lắm. Nếu có thể kiêm thêm chức phó bí thư, như vậy có thể hội họp cùng bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương, quyền hành đó đương nhiên là tăng lên không ít. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là phó bí thư có hy vọng ngồi lên chức bí thư tỉnh ủy, mà phó chủ tịch thường trực tỉnh cực độ chỉ có thể lên đến chức chủ tịch tỉnh, phó bí thư ngồi trên ngai vàng chủ tịch tỉnh lại càng có hy vọng lớn hơn rất nhiều. Đây chính là cầu thang trong quan trường, dù sao cũng phải đi từng bước một. Chú Tề, cháu cảm thấy con người bí thư Trang Đức Bình không tệ. Chú có thể ủng hộ công việc của ông ta. Diệp Phàm nói qua loa, bắt đầu phát lực bên cạnh. Tâm tư ấy đã sớm bị Tề Chấn Đào và Phong Thanh Lục thấy được, hai cáo giả trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau. Phong Thanh Lục cười nói. Tiểu Diệp, chú Tề cậu đương nhiên ủng hộ việc làm của bí thư Trang thôi, chú ấy làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, kinh tế Đức Bình đi lên, cũng có một phần công lao của chú ấy phải không? Hừ, còn giả bộ hồ đồ với mình. Diệp Phàm đã sớm dùng đôi mắt ưng và thuật xem tướng phát hiện chút manh mối, thầm oán hai lão cáo giả này. Miệng thằng nhãi này nói, cháu nói không phải ý này, là muốn chú Tề có thể toàn lực ủng hộ công việc của bí thư Trang, ví như, nếu bí thư Trang không phải do bí thư Quách đẩy lên, cũng không phải do chủ tịch tỉnh Chu đề lên, vậy chú Tề có thể giúp đỡ ông ta. Việc này tôi không rõ, thứ nhất Trang Thế Thành gần đây không đến Bái Sơn, thứ hai lại không giao tình với chú Tề cậu nhiều lắm. Tuy nói ông ấy thân thiết với cậu, nhưng một ngựa chỉ là một ngựa phải không? Coi như nể mặt cậu. Chú Tề cậu có thể giúp đỡ ông ấy một chút, nhưng, việc đó, cũng có mức độ, không thể giúp đỡ vô hạn được. Trừ khi là... Phong Thanh Lục nói một nửa rồi không nói. Nghe cháu là không sai đâu chú Tề, chú giúp đỡ ông ta chắc chắn sẽ có lợi. Diệp Phàm cắn răng một cái, nói trắng ra, không chơi trò đẩy tay thái cực với hai cáo giả nữa. Nói ra lý do, bằng không không có khả năng. Tề Chấn Đào liếc xéo Diệp Phàm một cái. Biết trong lòng tiểu tử này còn tính toán điều gì? Không, không lý do, cháu chỉ cảm thấy bí thư Trang không tệ, chú Tề, cháu về trước. Diệp Phàm lại nói rời đi, rốt cục làm cho Tề Chấn Đào được gọi là Tề Đại Pháo đã bạo nộ rồi, lạnh như băng nói.
Đi đi, về sau không cần trở lại. Hừ. Diệp Phàm kiên cường lên, lạnh lùng nhìn Tề Chấn Đào và Phong Thanh Lục một cái, đứng lên muốn đi. Đại ca, anh thật sự mặc kệ người anh em này sao, chúng ta có phải anh em hay không? Lúc này, Tề Thiên bất quá hô lớn, liếc mắt nhìn ba anh ta một cái, tức giận kêu lên. Ba rốt cuộc muốn làm gì, có phải ngay cả con ba cũng đuổi đi, nếu đại ca về sau đừng tới nữa, con Tề Thiên cũng không trở lại, phải đi cùng nhau, hừ. Tư thế tiểu tử này khá thích hợp, giọng lại lớn, ngay cả các phụ nữ đang nói chuyện trên nhà đều chạy cả xuống lầu dưới. Phong Nhã Mai thấy mặt Diệp Phàm với dáng điệu phải đi, bản mặt đứa con Tề Thiên cũng vậy, tư thế trốn nhà rời đi, khẩn trương nói. Ông Tề, giọng ông không thể nhỏ chút sao? Nhỏ cái rắm, nhỏ cũng không phải với thằng nhãi con, toàn bộ cút hết đi. Tề Chấn Đào đập bàn một cái, quát. Được rồi Chấn Đào, Tiểu Diệp, Tề Thiên, tất cả ngồi xuống. Phong Thanh Lục giảng hòa, đứng dậy hướng Tề Thiên và Diệp Phàm nói, Tề Thiên đương nhiên nhận tấm lòng, lôi Diệp Phàm ngồi lại xuống. Kỳ thật, thằng nhãi Diệp Phàm cũng làm bộ tư thế, đương nhiên không thực sự đi rồi. Tề Chấn Đào này nếu không nhịn nổi về sau còn lăn lộn cái gì? Các cô lên lầu trước đi, tôi cùng Tiểu Diệp nói chuyện. Phong Thanh Lục nói, mấy phu nhân trở lại lên lầu. Tiểu Diệp, chú Tề cậu đối đãi với cậu như thế nào, Tề Thiên đối đãi với cậu như thế nào? Phong Thanh Lục nói, tốt lắm, giống như bậc cha chú. Tề Thiên vĩnh viễn là chú em của cháu vĩnh viễn giúp đỡ cậu ta. Đương nhiên, mọi người cho rằng cháu nói mạnh miệng, tuy nhiên, cháu không nói chơi. Diệp Phàm nói trắng ra. Anh ấy nói là sự thật. Tề Thiên nói, đương nhiên chỉ có Tề Thiên biết thân phận thực sự của Diệp Phàm, thân phận đội viên chính thức tổ đặc nhiệm A, hắn nói đúng, cũng không phải nói chơi. Đại ca, cảm ơn, Tề Thiên em vĩnh viễn là tiểu đệ của anh. Dù ba không cần em cũng sẽ cùng anh thống trị thiên hạ, ha ha. Tề Thiên đột nhiên thoải mái, mỉm cười rạng rỡ. Tình cảm anh em hai đứa thật tốt, giống như anh em ruột thịt. Thằng danh Tề Thiên này. Đối với cháu còn tốt hơn so với lão già này. Tề Chấn Đào đột nhiên giống như có cảm xúc, thở dài. Quét mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cháu Diệp, chú Tề vì muốn tốt cho cháu, không muốn cho cháu tiến vào sớm. Quan hệ ở tỉnh rất phức tạp, không phải nói dăm ba câu có thể giải thích. Trước mắt đối với cháu mà nói, chính là làm kinh tế ma xuyên cho tốt, chống lại, xử lý tốt quan hệ với lãnh đạo địa khu, đối với cấp dưới. Được lòng cấp dưới, cân bằng các quan hệ ở huyện là được. Chuyện ở tỉnh, cháu tốt nhất đừng hỏi nhiều, biết được càng nhiều cháu lại không có cách thay đổi, lại phiền não thêm. Đợi đến khi cháu tới cấp độ đó rồi tìm hiểu cũng chưa muộn. Đương nhiên, xã hội hiện đại là xã hội thông tin cũng chính là mũ quan. Thời điểm thích hợp có thể cho cháu biết một chút chú sẽ cho cháu biết. Yên tâm, làm chuyện gì, chú Tề cũng không hại cháu. Cháu không phải muốn làm đường lớn ba tỉnh sao? Cháu cứ lo chạy trước đi, đối với cháu mà nói cũng là một cách rèn luyện tốt, biết các đốt ngón tay, biết trình tự các hạng mục muốn làm, đối với cháu mà nói, thật sự cũng tốt. Đến lúc đó khi không thể thực hiện được, ta sẽ nói chuyện cùng với bác của Tề Thiên. Nhìn hai người các cháu, ta lại nghĩ tới trước đây, hai. Lời nói Tề Chấn Đào khá trầm thấp, nhưng Diệp Phàm có thể nghe thấy được trong đó thật hay giả. Tương đối chân thành, thân thiết. Chương 902, cánh cửa lớn nhà họ Phong Bắc Kinh rộng mở đón cậu. Chú Tề, chú xem cháu như người trong nhà, cháu. Lời nói Diệp Phàm có chút nghẹn ngào, đột nhiên, hạ rõ quyết tâm, vạch rõ ngọn ngành nói. Kỳ thật, không phải cháu không muốn nói, có việc, cháu sợ nói ra lại làm cho chú phiền. Nói tới Bí Thư Trang, ông ta có chỗ dựa lớn thật vững chắc, cho nên cháu muốn chú giúp đỡ ông ta. Đương nhiên, cũng tại cháu nói chuyện thô tục. Tiểu Diệp, cái này không phải là thô tục, mà phải gọi là chân thành tha thiết. Từ sau, đến thủ đô, cửa chính nhà họ Phong tôi bất cứ lúc nào cũng rộng mở đón cậu. Phong Thanh Lục nói chuyện, lấy trong cặp da ra một tấm thẻ màu tím. Diệp Phàm giật mình, cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu, trong lòng rất nhiễu loạn, mới nhớ lại hình như Tống Sơ Kiệt đã đưa cho mình một tấm, cái kia có vẻ như là ấn chế quan lớn ở tỉnh. Cấp cho người thân thiết nhất. Có điện thoại tư mật của cán bộ, địa chỉ trên danh thiếp mà Phong Thanh Lục cấp cho mình, điều này đã nói lên, ông ta thực sự coi mình là người một nhà. Trong lòng Diệp Phàm rất xúc động,
tuy nhiên, cũng không hiểu được giá trị thẻ này, cẩn thận nhận lấy, miệng nói. Cảm ơn, sau này có rảnh đến thủ đô, nhất định sẽ đến thăm chú Phong. Thằng nhãi này tự nhiên thuận miệng nói, ngay cả chú Phong cũng đã gọi. Ha ha, gọi chú hay lắm, thân thiết, là anh của Tề Thiên, cũng nên gọi ta bằng chú. Phong Thanh Lục cười nói, tuy nhiên Tề Chấn Đào sôi nổi lên, bộ dáng không khác Phong Thanh Lục lắm, nhìn Diệp Phàm, chờ hắn vạch rõ ngọn ngành. Ngày đó ở đập nước Thiên Thủy, có lão già họ Phượng câu cá cùng Trang Thế Thành, tên gì cháu không nhớ rõ lắm. Lúc ấy cháu còn tưởng ông ta là bí thư Phượng Bảo Sơn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, bởi vì Trang Thế Thành đường đường là bí thư địa ủy lại rất cung kính với lão già đó, sau đó mới biết trong lãnh đạo tỉnh ủy Nam Phúc chúng ta cũng không có ai họ Phượng. Diệp Phàm nói tới đây dừng lại uống trà. Lúc ấy làm sao cháu lại đoán ông ta là bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Tề Chấn Đào cảm giác cổ họng dường như hơi khô, giống như có chút run sợ. Đường đường là phó chủ tịch thường trực tỉnh, khi nghe tên tuổi Phượng Bảo Sơn thì trông cũng không khác Diệp Phàm lắm. Diệp Phàm cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ, xem ra tất cả mọi người không khác nhau lắm, gặp gỡ những đại thần chức to đều không thể bình tĩnh. Phong Thanh Lục cũng không khác biệt lắm, ánh mắt có chút lóe lên, tuy nhiên tốt hơn Tề Chấn Đào một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Một là do ông ta làm việc ở Ủy ban Trung ương và các bộ Trung ương, gặp qua nhiều quan lớn lắm, đương nhiên tâm lý mạnh mẽ hơn một chút. Thứ hai là do Tề Chấn Đào đang ở thời khắc mấu chốt tranh chức phó bí thư, đề cập này liên hệ mật thiết đến lợi ích của ông ta nên có kích động hơn bình thường một chút. Thứ ba, tính cách Tề Chấn Đào có vẻ thẳng thắn hơn. Về phần Tề Thiên, miệng kia đã sớm mở lớn thành một chữ O thật to, không khép lại được, lại không dám nói trước. Nước miếng chảy ra thành sợi dài cũng không biết. Tuy nhiên, Tề Chấn Đào và Phong Thanh Lục đang chăm chú nhìn Diệp Phàm, cũng không phát hiện thằng nhãi này đáng khinh vô cùng. Thân thủ của cháu chú Tề cũng biết một chút, anh Thiết là thủ trưởng báo săn, nghe anh Thiết nói là ở Trung ương có một đám cao thủ bảo vệ mấy ủy viên thường vụ lớn của Trung ương, gọi là vệ sĩ Trung Nam Hải. Bởi vì lúc ấy lão già họ Phượng kia có một cái lều màu lục, trong trăm mét của phương viên đều có cao thủ ẩn núp. Hơn nữa, trong lều trại đi ra một người mặc áo xanh, thân thủ tương đối cao, cháu cảm nhận được người đó còn lợi hại hơn Tề Thiên nhiều lắm. Phỏng chừng thân thủ không kém vài người phó đoàn trưởng báo săn. Cháu liền nhớ tới lời của anh Thiết, đã có cao thủ như thế bảo vệ, cấp bậc của lão ta còn có thể thấp sao. Cho nên, lúc ấy đã nghĩ đến Phượng Bảo Sơn. Diệp Phàm nói, đúng, văn phòng trung ương có một khâu ngành, gọi là cục bảo vệ. Chuyên môn bảo vệ các lãnh đạo trung ương. Nghe nói một tổ chức nòng cốt nhất bên trong là vệ sĩ Trung Nam Hải, những người đó thuộc cấp bậc khác. Phong Thanh Lục vẻ mặt trầm trọng, nói. Sau đó cháu làm thế nào lại biết đó không phải là Phượng Bảo Sơn? Tề Chấn Đào hỏi, vẻ thất vọng chợt lóe trên mặt rồi biến mất. Lúc ấy cháu bắt kẻ giết người nên đi tới, người áo xanh muốn bắt cháu trở về, tuy nhiên bị lão già họ Phượng cản lại. Cháu đi tới, vừa lúc, một cô nàng đang xem sách nằm trên một cây đại thụ, cây kia cũng không biết sao lại thế, đột nhiên khô gãy rớt xuống, lúc ấy cháu vừa ở đó nên đã cứu cô nàng kia. Cho nên, lão già mời cháu uống trà, vừa đến gần thấy, không giống Phượng Bảo Sơn. Diệp Phàm nói, lão ấy nhìn giống ai? Phong Thanh Lục hỏi, cũng có vẻ khẩn trương. Mấy ngày hôm trước ở huyện Ma Xuyên, cháu có người anh em thân thiết là Hạ Hải Vĩ. Chính là bí thư ủy ban chính trị pháp luật địa khu Đức Bình, cháu nghĩ, bảo anh ta đi theo bí thư Trang, anh ta vẫn còn do dự. Cho nên cháu liền đem chuyện này nói cho anh ta. Anh ta đã lợi dụng một vài thủ đoạn đặc thù và tìm được tư liệu rồi, cháu vừa xem xong, đã bị dọa một cái. Diệp Phàm nói tới đây cảm thấy khô miệng, giơ tay lấy chén trà, phát hiện bên trong đã hết trà. Không ngờ Tề Chấn Đào tự mình đi đến trên bàn lấy bình nước sôi lại đây cho. Làm trong mắt Diệp Phàm thiếu chút nữa rớt xuống, thầm nhủ, mẹ nó, nếu việc này nói ra ngoài, phỏng chừng toàn bộ cán bộ tỉnh rớt trong mắt. Phó chủ tịch thường trực tỉnh còn rót trà cho hạng tép siêu như ông đây, đây là cái đạo lý gì? Là ai? Nói nhanh lên, cứ làm người ta tò mò. Tề Thiên thúc giục nói. Hình như là phó chủ tịch Phượng đã về hưu. Lời Diệp Phàm vừa nói đi ra, mọi người cũng lập tức rời rạc, tựa người vào ghế cảm thấy có chút hư thoát. Phượng Thiên Diêu. Phong Thanh Lục nhẹ giọng nói một câu. Cháu khẳng định. Trong ánh mắt Tề Chấn Đào đột nhiên bắn ra một tia giống như điên cuồng.
Chắc chắn không sai, mắt cháu rất tốt. Diệp Phàm gật gật đầu. Tiểu tử người, phát tài. Cứu con gái ông ta, sẽ có lúc đạt được. Ha ha ha. Tề Chấn Đào đột nhiên mỉm cười, chuyển người nói. Phỏng chừng cái chức chủ tịch huyện kia của cháu là do chủ tịch Phượng ban cho. Trang Thế Thành, không phải chủ tịch Phượng nhắc nhở hẳn là còn chưa quyết tâm. Phải biết rằng, cháu không phải là thường vụ huyện ủy, chức vụ lại xếp hạng chót, lập tức không trải qua đốt phó chủ tịch thường trực, nhảy luôn lên chức chủ tịch huyện, phải cán bộ có nhiều dũng khí lắm mới dám đề bạt. Ngay cả chú cũng không dám làm như thế, đó là chuyện nghịch thiên, chỉ có chủ tịch Phượng mới có quyết đoán này. Hẳn là như thế. Phong Thanh Lục như thoáng suy nghĩ, gật gật đầu. Diệp Phàm vừa rời đi. Phong Thanh Lục cười nói. Em rể, cậu đã nhặt được bảo bối. Hình như, cậu ta, ngay cả đứa con trai cậu cũng bị cậu ta lung lạc rồi, ha ha ha. Tiểu tử này vận số không phải tầm thường mà là rất tốt. Cái thằng nhóc Tề Thiên, cũng quái lạ, lúc nhìn thấy tiểu tử kia giống như con cậu vẫy đuôi, em hoài nghi không biết có phải con lão Tề này không nữa, mẹ kiếp. Tề Chấn Đào, anh giải thích cho em, không phải con của anh thì là con của ai? Hừ. Phong Nhã Mai không ngờ đứng ở lan can tầng thượng, mắt tròn xoe, cắn răng nhìn chằm chằm Tề Chấn Đào. Ha ha, bà xã, làm gì mà giận vậy, chỉ đùa một chút thôi. Tề Thiên nhà chúng ta, có khi ngay cả lời anh cũng không nghe, nó lại coi lời đại ca nó là thánh chỉ. Mắng một câu cho đỡ bực. Tề Chấn Đào hiếm khi lộ ra vẻ mặt cười gượng. Hừ. Về sau đừng để em nghe thấy lời này từ anh đấy. Phong Nhã Mai hừ một tiếng nói. Điều này có gì kỳ quái, An thuộc thế hệ cũ, Tề Thiên gặp anh giống như chuột thấy mèo, nó đi theo Diệp Phàm, là người cùng thế hệ, cảm thấy thân thiết. Hơn nữa, có thể giúp đỡ Tề Thiên, đừng nói với em anh là phó chủ tịch thường trực tỉnh, là quan lớn so với hắn, nhưng trong một khối quân đội, anh có giúp được gì nó. May mà nó nói với đoàn trưởng Thiết một chút. Tề Thiên mới may mắn được đi Hồng Kông, nghe Tề Thiên nói ngay cả Liên Thang Thành cũng rất khâm phục Diệp Phàm. Mà, thực sự cũng không tệ, tính cách tuy thẳng thắn một chút, nhưng đó là ưu điểm của hắn. Lão Tề, về sau phải giúp đỡ hắn nhiều, đừng lạnh lùng như vậy. Còn nữa, em cảm giác đứa nhỏ đó rất thần bí. Dù có may mắn thì cũng không thể may mắn lên tận trời chứ. Trong này không phải có cái gì chứ. Ôi, tiểu tử Tề Thiên kia phải vất vả. Bộ đội báo săn không phải bình thường, anh không có khả năng giúp nó, nếu là quân đội bình thường, bảo lão Trương ra mặt có thể giúp đỡ một chút, báo săn thì không được. Tề Thiên theo Diệp Phàm, coi như là may mắn, tới giờ, anh đã sớm coi hắn như là con trai mình. Không phải không giúp đỡ hắn, anh thấy hắn còn quá nhỏ, muốn hắn trải qua nhiều thử thách mới tốt, làm người, phải tôi luyện mới có thể trưởng thành. Ở trong nhà ấm khó có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Diệp Phàm. Chắc chắn sau này hắn sẽ vút thẳng lên trời. Chỉ cần Tề Chấn Đào anh còn một ngày làm ở nhà nước, hắn chắc chắn có thể đi lên một bậc. Hiện tại, tốc độ thăng quan của hắn quá nhanh, tuy nhiên tiểu tử này rất có khả năng, mới chỉ đến Ma Xuyên một tháng, không ngờ muốn làm ra đường lớn nối ba tỉnh, nghe nói ngay cả bí thư tỉnh ủy Quách cũng tán thưởng tiểu tử này. Lần trước mở hội nghị thường vụ, điểm danh, nói có Diệp Phàm huyện Ma Xuyên, tuy chức quan thấp, chỉ là một chủ tịch huyện. Nhưng tầm nhìn người ta cao ngất, làm một số chuyện mà ngay cả một số bí thư địa khu, chủ tịch thành phố cũng không dám nghĩ. Tuy bí thư Quách không nói ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ ông ta muốn nói chính là đường cái ba tỉnh. Một khoản kinh phí lớn, ngay cả Tề Chấn Đào anh cũng không dám nghĩ đến chuyện này, quá khó khăn. Tề Chấn Đào có chút cảm thán, lắc đầu. Đường cái thông ba tỉnh, thông với những địa phương nào? Phong Thanh Lục có chút tò mò. Thằng danh Diệp Phàm đó muốn làm, nói là lấy Ma Xuyên làm trung tâm, liên thông với ba tỉnh Giang Đô, tỉnh An Đông và tỉnh Nam Phúc. Gọi là quốc lộ thiên tường, tổng mức đầu tư phỏng chừng vài trăm triệu, còn làm vài phương án nữa. Nếu thật có thể thành công, Ma Xuyên thông qua Giang Đô cùng An Đông làm cửa ngõ của Nam Phúc. Không ngờ Tề Chấn Đào lộ ra một chút khâm phục. Quả là một khoản kinh phí lớn, ý tưởng cũng xé trời. Ở quốc gia không có một hạng mục xây dựng đường nào đến 100 triệu, cậu Tề, không phải là hồ đồ sao, cậu nên nhắc nhở hắn, đừng làm rồi cuối cùng đường không giống đường, lại trở thành trò cười của Nam Phúc. Mầm non còn chưa có trưởng thành đã chết, nếu chúng ta đều xem trọng tiểu tử kia thì cần phải giúp đỡ hắn. Phong Thanh Lục nhướng mày, nói rất rõ ràng. Trò cười,
sẽ không đâu, tiểu tử kia rất lợi hại, hiện tại khởi động đã có hơn 20 triệu tiền vốn, nghe nói toàn bộ là do người ta nể mặt hắn mà quyên tặng, ha ha tiểu tử này, thật đúng là không thẹn với danh hiệu đại sư, hiện tại không thể gọi là đại sư, mà phải gọi là tông sư. Tề Chấn Đào cười ha ha không ngừng. Chương 903, cả tổ A cùng hành động. A, 20 mấy triệu, kỳ tài. Với uy tín của hắn, nếu hắn không làm quan chắc đã phát tài từ lâu rồi, Phong Thanh Lục cũng cười lên, gật gật đầu. Hừ, 40.000 có đáng gì đâu, cha, một chữ ký của cha là có thể cấp xuống được rồi, con của Phong Thanh Lục Phong Bạch Tuyết bĩu môi nói. Ký, đâu có dễ như vậy, đây là tiền của nhà nước, mỗi khoản chi đều có tên, có đơn vị cấp và mục đích sử dụng rõ ràng. Hơn nữa còn phải được sự phê chuẩn của Phó Bộ trưởng mới được. Cha con chỉ là người thi hành thôi, con vẫn còn nhỏ, hiểu gì chứ? Phong Thanh Lục mặt tối sầm, quát lên. Lão Tề, sao chú tự tin vậy? Dù có 20 triệu vốn ba đầu, nhưng vẫn còn cách con số 100 triệu xa lắm. Nếu công trình này phải bỏ nửa chừng, ha ha, cuối cùng cũng là chú mất mặt thôi, đúng không? Phong Thanh Lục có vẻ vui vẻ vì người khác gặp họa. Nghe nói tướng quân Tống của Tổng cục Hậu cần hiện nay đang muốn về thăm Lang Kiều bối Diệp Cốc. Ha ha, Tề Chấn Đào cười nói. Đề nghị này hay. Phong Thanh Lục cười nói. Thoáng chốc, nhíu mày, nói. Tuy nhiên, muốn gặp tướng quân Tống cũng hơi khó. Thằng danh kia sẽ có cách. Tề Chấn Đào nói, trong lòng nghĩ có đoàn trưởng ở đó thì tướng quân nào mà thoát được. Miệng lại nói tiếp. Tuy nhiên lập trang ắt hẳn sẽ là một cửa ải khó khăn trong tỉnh. Cứ để hắn va chạm thử, thực sự không được em sẽ đánh tiếng sau, bằng không, Nhã Mai lại trách em không quan tâm hắn. Có lẽ anh không biết, tên nhãi này mới đến nhà có mấy lần, giờ em gái Nhã Mai của anh đã bị nó lấy lòng rồi. Lấy lòng? Phong Thanh Lục suýt nữa cười ra tiếng, liếc Phong Nhã Mai một cái. Đừng nhìn em, Tiểu Diệp người ta có bản lĩnh mà, khánh khách. Phong Nhã Mai cười nói, cảm thấy rất thoải mái. Cô ơi! Sao hắn lấy lòng được cô vậy? Lúc này, Phong Bạch Tuyết không kìm nổi, tò mò hỏi. Cháu thấy gần đây cô có thay đổi đúng không? Phong Nhã Mai có vẻ đắc ý, mặt hơi đưa về phía trước, cười nói. Dạ, cô đẹp ra rất nhiều. Phong Bạch Tuyết mở miệng nói. Đây là nhờ công lao của Diệp Phàm đó. Phong Nhã Mai vui cười. Rốt cuộc là sao? Lý Liên vợ của Phong Thanh Lục có chút động lòng. Mấy thứ mỹ phẩm này luôn làm phụ nữ động lòng. Hơn nữa Lý Liên mới đầu 40, sợ nhất là nhan sắc già đi. Hậu cung ngọc nhan hoàn. Phong Nhã Chi nói ra nguyên nhân Lý Liên và Phong Bạch Tuyết nghe như nghe thiên thư vậy. Cha, con cũng muốn có loại thuốc đó. Bạch Tuyết kêu lên, đến bên cạnh Phong Lục Thanh, túm tay của ông làm nũng. Cha không có, nhờ Dượng Tề con nghĩ cách đi. Phong Thanh Lục ngó con gái rồi lại nhìn ánh mắt chằm chằm như hổ rình mồi của Lý Liên vợ mình, cười gượng, chuyển vấn đề cho Đề Chấn Đào. Dĩ nhiên là muốn lặng lẽ thoát khỏi việc này. Anh rể, cái này không liên quan tới em. Lúc nãy hắn chỉ đắp mặt cho Nhã Mai thôi, nói là viên thuốc đó còn lại không nhiều, chắc là bây giờ đã hết rồi. Tề Chấn Đào không muốn dính vào những chuyện phiền phức như thế, hoặc là ông ta còn có ý đồ khác. Cháu mặc kệ. Dượng Tề, cháu muốn nó. Phong Bạch Tuyết nũng nịu, lại chạy đến túm tay Tề Chấn Đào. Cái này ắt hẳn, còn lại vài viên đó Tề Chấn Đào chẳng còn cách nào khác, ngó vẻ mặt hờ hững của, giống như không liên quan đến mình của Phong Thanh Lục, trong lòng suy nghĩ, tính được một kế, cười nói. Tuyết Nhi, muốn lấy được viên thuốc đó cũng không khó, lúc nãy cháu cũng nghe nói rồi, người ta đang sửa đường kia. Mà huyện Ma Xuyên hắn đang ở nghèo quá. Ba cháu lại là ông thần tài trong bộ. Với lại, nguyên liệu của loại thuốc đó toàn là hàng tốt, toàn là sử dụng sơn sâm và tuyết liên sống vài chục năm để pha chế. Ắt hẳn vừa mới đưa viên thuốc đó ra thị trường một cái. Những phụ nữ giàu có chắc sẽ đánh lộn nhau để giành được một viên. Một viên thuốc đó chắc phải hơn mấy chục nghìn đó. Nhưng viên thuốc đó không thể nào sản xuất số lượng nhiều được, chỉ có cao thủ mới có thể điều chế ra. Cộng thêm nguyên liệu cũng rất khó tìm, cho nên. Ha ha, Tề Chấn Đào thổi phồng giúp Diệp Phàm, Phong Thanh Lục liếc mắt nhìn y một cái, biết cậu em rể này chẳng có ý tốt gì, đúng là có dụng ý khác đây mà. Vậy cháu nói cha cấp xuống cho hắn 10 triệu, xem hắn có cho cháu thuốc không? Phong Bạch Tuyết lại túm cánh tay của Phong Thanh Lục.
10 triệu, con ơi, chào con đâu có khả năng này. Phong Thanh Lục trong lòng chợt lạnh, liền kêu khổ, thầm nhủ, cấp 1 triệu thì được, 10 triệu, con bé này, con cũng dám nói ra sao. Tiền của Bộ Tài chính đâu phải là cải thảo, tùy ý nhổ chỗ nào cũng được. Thanh Lục, có thể giúp vợ anh đẹp ra anh còn rên gì cái gì nữa. Bạch Tuyết chúng ta được xưng là công chúa Bạch Tuyết, chỉ tiếc muộn hơi nhiều, da không được trắng lắm. Như em rể anh đó, người ta đúng là thương nhã mai, ai như anh, hừ. Lý Liên nghiêm mặt nói như thế đương nhiên là muốn ép buộc Phong Thanh Lục. Khả năng của chồng, cô rõ nhất, 10 triệu, đối với anh ấy không là vấn đề, miễn là anh ấy đồng ý. Được rồi, anh sợ cả hai mẹ con rồi, nhưng, muốn lấy tiền thì cũng phải có hạng mục mới được, không thể vô cớ chi tiền, thế là vi phạm kỷ luật đó. Phong Thanh Lục lại tìm cớ né tránh. Làm bộ, anh thì cứ làm bộ tiếp đi, Thanh Lục. Lý Liên không muốn tha cho y, cái này, phụ nữ trước một gương mặt xinh đẹp tự nhiên sẽ trở nên ngu xuẩn, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Anh rể, anh đừng từ chối nữa. Anh là cao thủ đặt hạng mục, cái này có thể làm khó anh được sao? Ví dụ Ma Xuyên là một vùng nghèo, vùng xa xôi, còn là nơi giải phóng quân đã từng chiến đấu, không thể cho máu của chiến sĩ đổ xuống bị lãng phí. Có phải chúng ta nên chiếu cố họ, tuyên truyền một chút điều quan trọng nhất là sau khi chị dâu đẹp ra, dẫn đi đâu cũng hãnh diện hơn, đúng không nào, hơn nữa, cũng đâu phải xài tiền của anh, ha ha ha. Tề Chấn Đào đương nhiên là dậu đổ bìm leo, giúp Lý Liên một tay, khiến Phong Thanh Lục tức hết chỗ nói. Bảo tôi bỏ tiền mua cũng chẳng sao, chỉ là, chuyện này, có chút phiền phức. Được rồi, để tôi về tìm cách, cậu có thể bảo với thằng nhóc kia. Nghĩ ra một hạng mục có thể khiến ta hài lòng. Dù sao một thời gian nữa, hắn cũng phải đến Bắc Kinh tìm tướng quân Tống, luôn tiện anh cũng đi cùng và xử lý chuyện của Lý Liên và Bạch Tuyết luôn. Phong Thanh Lục cười đau khổ. Ha ha ha. Tề Chấn Đào cười gượng. Tổng bộ tổ đặc nhiệm A tại Bắc Kinh. Lãnh đạo tổ đặc nhiệm A, Thượng tướng Ủy viên Quân ủy Trấn Đông Hải đang nghiêm trang ngồi trước bàn hội nghị. Một đám người ngồi quanh bàn, ước tính trên 20 người. Hầu hết là những người nhậm chức quan trọng, riêng trung tướng thì có vài người, thượng tướng hai người. Có một hàng, à thiếu tướng, còn lại là bậc đại tá và thượng tá. Tổ trưởng tổ đặc nhiệm 1, cũng là tổ bảo vệ Trung Nam Hải Lang Phá Thiên, tổ trưởng tổ tình báo tổ đặc nhiệm thứ 2 Triệu Thanh Ngọc. Tổ trưởng tổ khoa học tổ đặc nhiệm thứ 3 Ngô Quang Bảo. Tổ trưởng tổ chiến long tổ đặc nhiệm thứ 8 Ngô Quang Bảo. Những tổ trưởng của 8 tổ này đều là thiếu tướng. Mọi người đều khó hiểu nhìn ông cụ dáng người bình thường đang ngồi bên cạnh Trấn Đông Hải kia, bởi vì bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên xuất ông ta hiện. Nghe nói ông ta chính là cao thủ số 1 đang ẩn núp trong tổ đặc nhiệm A, đại soái con át chủ bài Lý Khiếu Phong. Thẻ đặc nhiệm A được chia làm 5 cấp bậc, phân biệt là ngọc, vàng, bạc, đồng, sắt, mà thẻ ngọc chỉ có 3 cái, một là chủ tịch nhà nước Trấn Sơn Hà, một là Trấn Đông Hải, còn lại nghe nói chính là Lý Khiến Thiên. Vị siêu cao thủ thần bí này đã đạt đến bát đẳng, được đội viên đặc nhiệm xưng là đại soái chủ bài. Hôm nay, tôi tập trung mọi người đến đây là muốn thông báo một việc lớn cho tất cả mọi người. Rạng sáng hôm nay, một du khách trên tàu du lịch Hoàng Nhã nước Anh đang đi đến giữa Thái Bình Dương bỗng nhiên phát hiện có một vật thể hình đĩa từ trên trời bay xuống. Không bao lâu, vật thể đó bùng nổ ở vị trí cách tàu khoảng 100 dặm, trong phút chốc chỗ đó đã hỏa quỷ ngút trời. Trấn Đông Hải nói xong thì đưa mắt lướt nhìn đám người một lượt. Của thật là đĩa bay sao? Chẳng phải đã nói rằng không tồn tại đĩa bay à? Hay là nước Mỹ đang dở trò bịp bợm? Lang Phá Thiên vẫn còn trẻ tuổi, không kìm nổi hỏi. Việc lần này phải mời đồng chí Ngô Quang Bảo của tổ tình báo kể lại cho mọi người. Trấn Đông Hải gật đầu ra hiệu. Theo tình báo đáng tin cậy của nội bộ cho rằng, vật thể như đĩa bay lần này chắc không phải là đĩa bay thật. Mà là một thiên trạch giống đĩa bay từ ngoài không gian bị vỡ. Tuy nhiên, thông qua phỏng đoán, phân tích và nghiên cứu về màu sắc cùng ánh sáng phát ra V, đưa ra một kết luận, vật thể đó chính là một cục cặn uranium khổng lồ. Hơn nữa, căn cứ phỏng đoán của các chuyên gia cũng không biết lý do hình thành. Nồng độ của quặng uranium đó cực kỳ cao, với lại trong khi lơ lửng trong vũ trụ lại hình thành một lớp bảo hộ kỳ lạ. Rất đặc biệt và hiếm có để nó không xảy ra cháy nổ lớn, thậm chí không có cháy nổ. Chỉ có lớp bảo hộ bề ngoài hơi bị mòn, tràn ra một chút ánh sáng. Bằng không, tàu Hoàng Nha kia chắc sẽ.
Ngô Quang Bảo nói xong uống một miếng trà, y chỉ phụ trách cung cấp tình báo, không quan tâm đến việc khác. Tổ trưởng Ngô, nếu quang uranium đó quả thật như thông tin của cậu thì có thể chế tạo ra bao nhiêu bom nguyên tử? Thiết Chiếm Hùng hỏi. Chỉ năng lượng tràn ra mà đã lớn như vậy, chắc hẳn có thể luyện được vài chục ký uranium có nồng độ cao. Hơn nữa không biết quang uranium đến từ ngoài không gian này có phát sinh biến dị hay không, nếu có thì có lẽ năng lượng của nó càng lớn hơn. Giá trị khoa học của nó cũng không thể đo lường được, có ích cho việc nghiên cứu và phát minh ra một số nguyên liệu hạt nhân mới cho Sở Khoa học Quân đội và Tổ khoa học đặc nhiệm chúng ta. Ngô Quang Bảo vẻ mặt ngưng trọng, giải thích nói. Mọi người nghe vậy đều rất ngạc nhiên, đó quả thực là một khối kim cương vậy. Tình huống đại khái là vậy, các tổ có tên tuổi ngang với tổ đặc nhiệm A của Trung Quốc như Tổ Thần Đạo Nhật, Tổ Hải Lang Mỹ, Tổ Lam Sơn Hồ Anh và Tổ Hồng Quân Nga đều đã tranh nhau xuất phát từ sớm rồi. Buổi sáng, Mỹ, Nga, Anh đã phái tàu ngầm hạt nhân đi Thái Bình Dương để giành tài nguyên chiến lược hiếm thấy đến từ ngoài không gian này. Còn bên này, đội viên đặc chiến cũng đã dùng máy bay gấp rút lên đường, chắc hẳn nơi đó sẽ xảy ra một cuộc chiến liều chết giữa các đội viên đặc chiến. Vì đó là quặng uranium, nó cực kỳ quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đó là một cục quặng uranium đã biến chất, nó rất có giá trị đối với việc nghiên cứu tài liệu hạt nhân mới của nước ta, nó sẽ đánh dấu sự mở đầu của thời đại mới. Giọng điệu của Trấn Đông Hải leng keng hữu lực, ánh mắt như đuốc. Thế còn chờ gì nữa, tướng quân Trấn, nhanh chóng xuất phát đi. Lang Phá Thiên bắt đầu phấn khởi, còn ánh mắt của những người ngồi đây bây giờ đã rực sáng như mắt sói trong đêm. Chương 904, Triệu Phó Soái Tiểu Diệp về không? Tàu ngầm Thần Long M2 đã xuất phát, toàn thể đứng dậy. Trấn Đông Hải gào to một tiếng, giọng to như sét đánh, tất cả lập tức đứng thẳng dậy. Trấn Đông Hải cũng chạy qua bên cạnh, màn hình lớn ở sau lưng lập tức hiện lên bóng dáng cao to của Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, mặc bộ đồ kiểu áo tôn trung sơn, mặt tròn trán cao, nói với đội viên trong tổ đặc nhiệm A. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Tướng sĩ tổ đặc nhiệm A cùng đáp lại. Các đồng chí phải vất vả rồi. Trấn Sơn Hà uy nghiêm hô lên. Thề sống chết vì an ninh tổ quốc. Một làn sóng âm thanh kích động khắp căn phòng, ngay cả ly trà trên bàn cũng nhẹ nhàng run rẩy. Tốt, tốt, Thượng tướng Lý Khiếu Phong nghe lệnh. Toàn thể ủy viên trong cục chính trị nhất trí quyết định do cậu làm tổng chỉ huy của kế hoạch, Đoạt Thiên, lần này, cậu phụ trách chiến đấu tiền phương, dẫn toàn thể đội viên tổ đặc nhiệm A đi theo, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc trong hậu phương đều do Thượng tướng Trấn Đông Hải phụ trách. Các phòng ban cường lực trong nước, an ninh quốc gia, tổ đặc nhiệm A, công an, cục tình báo, bộ bảo mật V.V. Hạm đội Đông Hải, căn cứ địa vịnh Lam Nguyệt, tất cả quan tướng, quân ủy do Đại soái Trấn Đông Hải dẫn đầu, nhóm chỉ huy của tổ đặc nhiệm A tạm thời được toàn tổng điều động. Biệt hiệu hành động lần này là, Đoạt Thiên, các bộ và đơn vị nhất thiết phải phối hợp chặt chẽ, không cho phép bất cứ bộ môn nào. Đùn đẩy trách nhiệm, ai dám chống lại mệnh lệnh, bất kể là ai, hôm nay tôi, Trấn Sơn Hà sử dụng một câu cổ xưa, đó là, giết không tha. Ba chữ, giết không tha, khiến toàn thể đội viên tổ đặc nhiệm A trong lòng rung động. Đây là phong thái cứng rắn ít người biết được của chủ tịch. Những lời nói vừa rồi chỉ nói trước mặt đội viên tổ đặc nhiệm A thân thiết, chỉ khi quốc gia yêu cầu nhất mới nói. Thề sống chết vì bảo vệ tổ quốc, thề sống chết vì Đoạt Thiên. Trong khi quan tướng tổ đặc nhiệm A giống to, bóng dáng của chủ tịch trên màn hình cũng dần dần biến mất. Tiếp theo, tổng bộ tổ đặc nhiệm bắt đầu bận rộn. Lúc này, Thiết Chiến Hùng vào văn phòng của Trấn Đông Hải. Chiến Hùng, cậu nghĩ có nên thông báo Diệp Phàm quay về đội không? Trấn Đông Hải vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả cơ mặt hình như cũng đông cứng lại. Không ổn, tướng quân Trấn. Nếu đội viên trong tổ đặc nhiệm A đều xuất phát thì hậu phương sẽ trống không, dù sao cũng phải để lại vài người phòng thủ. Về mặt công kích ở tiền phương lần này chúng ta lấy tổ thứ 8 làm chủ lực, tất cả 20 đội viên, có hơn 10 người xuất phát, cộng thêm đội viên của các tổ khác, tổng cộng hơn 30 người. Cả tổ đặc nhiệm A chúng ta chỉ có hơn 50 đội viên chính thức, lần này phải tử chiến đến cùng. Tuy nói rằng trước khi chiến đấu không nên nói những lời không may. Nhưng sự thật là như thế, tôi không thể không nói. Nếu thất bại, đó sẽ tạo nên một hậu quả mang tính hủy diệt với việc xây dựng tổ đặc nhiệm A quốc gia chúng ta. Cho nên,
tôi đề nghị đừng thông báo cho đồng chí Diệp Phàm về việc lần này. Đồng chí Diệp chính là tương lai của tổ đặc nhiệm A quốc gia chúng ta. Cho dù chúng ta đều hy sinh hết, chỉ cần có đồng chí Diệp dẫn dắt thế hệ mới thì tổ đặc nhiệm A chúng ta vẫn còn có hy vọng để đứng trong hàng ngũ mạnh mẽ nhất trên thế giới. Bằng không, không đảm bảo được an toàn, ngay cả người đứng đầu thế hệ mới của tướng sĩ trong nước như hắn cũng hy sinh, thì tổ đặc nhiệm A chúng ta ắt hẳn sẽ rơi vào hàng ngũ chiến đấu tinh anh kém chất lượng sẽ trở thành nỗi đau của nước ta. Thiết Chiến Hùng sắc mặt vừa ngưng trọng vừa tối sầm. Y biết tính nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này, rất khả năng có đi không có về, năm phần là như thế. Đến lúc đó, tất cả các đặc nhiệm tinh anh của các nước bắt đầu chiến đấu thì đâu còn lo được chuyện khác nữa. Không phải anh chết thì tôi chết, đối với cục đá đặc biệt đến từ ngoài không gian của phát triển quân đội, có liên quan đến mệnh vận của quốc gia, các nước đều đã hạ quyết tâm thể chết cũng phải giành được nó. Nói tinh anh của các nước đi Thái Bình Dương lần này là, đội cảm tử cũng không quá mức. Đương nhiên, Thiết Chiến Hùng cũng có một phần tư lợi, về điểm này, người nhiều kinh nghiệm và thông minh như Trấn Đông Hải đương nhiên nhìn thấy được, nhưng y lại lập tức gật đầu, nói. Cứ như vậy mà làm đi, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì tất cả phải ưu tiên cho việc bảo toàn sinh mạng của đội viên tổ đặc nhiệm A. Nếu mất đi quặng uranium chúng ta vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng sinh mạng mà mất đi rồi thì chẳng cách nào lấy lại được. Các đồng chí đều là tinh anh của nước nhà, là giường cột trong công việc bảo vệ an ninh tổ quốc. Nếu giường cột bị gãy thì sẽ xảy ra hiệu ứng domino. Tôi không muốn hy sinh bất kỳ một đồng chí nào, nhưng chuyện lần này các anh đều phải chuẩn bị tâm lý. Tôi hiểu. Thiết Chiến Hùng đứng nghiêm một cái rồi mở cửa bước ra. Phàm tử, sao con vẫn chưa về nhà ăn Tết, đã mồng 4 Tết rồi đó. Mồng 4 cũng phải đi làm sao? Mới sáng sớm, Diệp Phàm đang ngủ nướng thì bị mẹ Lâm Tú Phương gọi điện đến đánh thức. Con ăn sáng rồi sẽ về. Diệp Phàm lập tức nhảy xuống giường, vội vàng ăn cơm xong, Tề Thiên và Lô Vĩ cũng đến, vì hai người nói là muốn đi chúc Tết bố mẹ Diệp Phàm. Ba chiếc xe phóng thẳng tới huyện Cổ Xuyên thành phố Mặc Hương. Ba người đi gần cổng nhà. Diệp Phàm chợt ngẩn người. Vì Ngọc Kiều Long mặc chiếc áo màu hồng đang đứng ở cổng sân. Đại ca, không ngờ chị dâu còn đứng ở cổng đón anh, thật là hạnh phúc. Tề Thiên nhắc tới chuyện không nên nói, lèo nhèo bên cạnh. Chị dâu gì mà chị dâu, cậu câm miệng ngay cho tôi. Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt thay đổi, thấy xung quanh không có người, lập tức nổi giận đùng đùng nhào tới phía trước, hét lên. Bà cô của tôi ơi, cô đến đây làm gì chứ? Còn ngại chưa đủ phiền phức sao? Rốt cuộc ra sao, anh Vĩ? Tề Thiên bị làm hồ đồ, không hiểu ra sao, cho nên hỏi Lô Vĩ. Mới ăn Tết mà bị hừ như thế thật sự là có chút khó chịu. Ai biết được, gần đây tâm trạng anh Diệp không tốt lắm, dù là bạn gái cũng có thể là kẻ thù cũng có thể trở thành bạn gái, cậu tốt nhất đừng có gây chuyện. Lô Vĩ hừ giọng nói, có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Em câm miệng lại là được chứ gì? Tề Thiên lẩm bẩm một câu thì không nói nữa, đứng một bên xem náo nhiệt. Đừng có tự mình đa tình, em cùng bạn học đến Cổ Xuyên chơi, luôn tiện vào thăm nhà anh thôi. Chẳng lẽ Ngọc Kiều Long em đến nhà bạn học chơi cũng là phạm pháp sao? Tử Y là bạn học em, nếu không hoan nghênh thì em sẽ lập tức ra khỏi đây, hừ. Ngọc Kiều Long liếc mắt đồng chí Diệp Phàm một cái, giả bộ lập tức ra đi. Lúc này từ trong nhà truyền ra tiếng của em gái Diệp Phàm Diệp Tử Y. Hừ giọng nói. Anh ba, anh là anh hùng hả, vừa mới về đến nhà thì đuổi chị dâu đi. Mẹ ơi, mẹ ra mau đi, chị dâu muốn đi rồi đó. Câu cuối cùng đương nhiên là Diệp Tử Y cố tình hô to lên để mẹ biết. Muốn đi, sao lại muốn đi, mới đến đây hai ngày thôi mà đi hả? Lâm Tú Chi vừa lẩm bẩm vừa đi ra. Mẹ, là con của mẹ muốn đuổi con đi, người ta bây giờ làm chủ tịch huyện rồi. Đã thay lòng đổi dạ rồi, mẹ ơi, để con đi thôi. Ngọc Kiều Long lại giở trò giả vờ khổ sở đáng thương, Diệp Phàm hoàn toàn hết chỗ nói. Tề Thiên miệng há thật to, sát gần tai Lô Vĩ thì thầm nói. Rốt cuộc là việc gì vậy, hình như hơi nghiêm trọng đó, ngay cả mẹ cũng dám gọi nữa. Cô này có phải là vợ mà đại ca nuôi trong nhà không, giống như là con dâu nuôi từ nhỏ đó. Ha ha, sức tưởng tượng của cậu thật phong phú. Ngay cả con dâu nuôi từ nhỏ cũng có thể nghĩ ra được, tiếp theo có phải là sẽ nghĩ đến năm thê bảy thiếp không?
Nghe nói cô em Ngọc này là Hoa Khôi Học viện âm nhạc Thủy Châu đó, có lẽ trước đây đại ca yêu cô ấy. Nhưng con người luôn thay đổi, đặc biệt là đối với những người ăn chơi như chúng ta, phụ nữ như quần áo, mặc lâu rồi sẽ thấy chán, đến lúc nên thay rồi vẫn phải thay, đúng không? Anh em như tay chân, cậu xem, đại ca thật sự rất tốt với chúng ta. Tay chân không thể thay được, tay chân cũ vẫn tốt hơn, đúng không? Lô Vĩ lý luận một phen, hình như rất có lý. Tề Thiên nghe xong liền gật đầu, nói. Nhưng cô em Ngọc hình như không muốn ra đi, lần này đại ca đụng trúng lửa rồi, loại phụ nữ như cô ấy là khó xử lý nhất. Con nhà quyền quý, một lòng một dạ chăm chú gia đình. Đại ca đã chiếm được thân thể người ta, hơn nữa người ta đúng là đẹp như tiên nữ, e rằng lần này đại ca đã tính sai rồi, không cưới cô ấy về sẽ không thoát được đâu. Phiền phức, may là em có dự kiến trước, Triệu Tư kia ngay cả gặp mặt em cũng không đi gặp, bằng không, loại phụ nữ đó, chắc còn lợi hại hơn cô em Ngọc này. Đó là đương nhiên rồi, gia tộc Triệu Tư có thế lực mạnh mẽ, phụ nữ như cô ta hay cậy thế ức hiếp người khác. Nhưng cô em Ngọc thì khác, khí thế không bằng Triệu Tư, đương nhiên là dở trò lấy nhu khắc cương, chỉ cần dùng ngón tay nhỏ và dài kia thôi thì có thể quấn lại được đại ca. Lô Vĩ nhỏ giọng cười nói. Phàm tử, sao còn không mời Kiều Long vào nhà đi, mới vài ngày không gặp thôi mà đã xa lạ rồi hả? Con nhìn lại con đi, mỗi dịp Tết, con chỉ lo đi chơi thôi, cả vợ mình cũng không cần nữa hả? Lâm Tú chỉ dạy cho Diệp Phàm một trận, Diệp Tử Y liền đưa tay kéo Ngọc Kiều Long vài cái, Ngọc Kiều Long đương nhiên là ỡm ở vào nhà. Tuy vậy, lúc vào nhà cô ấy bỗng nhiên quay mặt lại, mỉm cười với Diệp Phàm một cái, nét đẹp khiến người ta hồn siêu phách lạc đó như nguồn nhiệt bắn vào đồng chí Diệp Phàm. Tề Thiên và Lô Vĩ lập tức thấy lạnh cả người, thầm nghĩ, trời ơi, cô này đang dở trò đó, đại ca, xem ra có chút. Đi vào phòng khách. Lâm Tú Chi gọi Tề Thiên và Lô Vĩ ngồi xuống dùng trà. Lúc này Diệp Tử Y bỗng nhiên nói. Anh ơi, gốc cây mà anh lấy về đã bị chuột cắn hỏng rồi. Ba nói đem làm củi đốt, để ở đó khó nhìn quá. Làm củi đốt, vậy mà mọi người cũng nghĩ ra hả, gốc cây đó giá trị vài nghìn tệ đó, là bộ đồ trà Lâm Trường Cảnh Dương đặc biệt xuất khẩu đi nước ngoài đó. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, biết mọi người trong nhà không nhận ra đồ quý. Gốc cây đó vốn là để trong thị trấn Lâm Tuyền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng dứt khoát chuyển về nhà, vì mình đã đi khỏi nơi đó rồi, nếu còn chiếm một căn phòng lớn của người ta thì không được hay cho lắm. Ba người đi vào phòng tiếp khách bên ngoài phòng ngủ Diệp Phàm. Thấy bề ngoài của gốc cây vẫn còn tốt, nhưng khi ba người lật lại xem, lập tức ngẩn người. Vì bên trong đã bị chuột gặm thành một cái lỗ lớn bằng nắm tay người lớn. Chỉ động nhẹ vào một cái thôi. Mặt gỗ trong đó thi nhau rơi xuống. Xem con kìa, vừa mới quét sạch lại bị con làm dơ. Mẹ Lâm Tứ Chi đem chổi đến quét. Chờ chút bác gái. Lô Vĩ bỗng nhiên nhìn chừng chừng vào mặt gỗ như vụn gỗ cưa mà ngẩn người. Dùng tay lấy một ít mặt gỗ đưa lên mũi ngửi, không ngờ lại liếm vài cái, lại đập xung quanh gốc cây. Diệp Phàm trong lòng giật mình, nghĩ đến cái chết của Diệp Thủy Căn, ba của Diệp Nhược Mộng. Cho nên lặng lẽ nói mẹ đi ra rồi hỏi Lô Vĩ. Phát hiện cái gì rồi? Đại ca, anh nhìn kỹ đi, màu sắc của thành gỗ bên trong hình như hơi khác với mặt gỗ. Lô Vĩ nói. Chương 905, gốc cây sóng gió. Diệp Phàm lập tức lấy đèn pin, dùng mắt ưng quan sát một chút, nói. Đúng là hơi khác, hình như màu bên trong nhạt hơn màu của mặt gỗ, mà màu của mặt gỗ hơi đỏ, đậm hơn màu gốc cây. Tuy vậy, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Lạ nhỉ, theo lý, mặt gỗ này là mặt gỗ của gốc cây do chuột gặm ra, màu sắc phải giống nhau chứ, cùng một gốc cây sao lại có hai màu khác nhau nhỉ? Đó là do hai loại gỗ nối cùng một chỗ. Tề Thiên nói, cả người Diệp Phàm run lên, quay đầu sững sờ nhìn chằm chằm Tề Thiên, khiến Tề Thiên trong lòng thấy sợ, lẩm bẩm nói. Đại ca, chẳng lẽ em đã nói sai rồi sao? Không chỉ không sai, mà còn rất đúng. Diệp Phàm vỗ gốc cây, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói. Có lẽ những mặt gỗ này là do người ta nhét vào đó. Nhưng vì sao họ phải làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn giảm bớt trọng lượng, nhưng làm như thế thì khó lắm. Vấn đề không phải ở đây, em nghi ngờ những mặt gỗ này có vấn đề. Có phải là những mặt gỗ này có giá trị gì không?
Lúc nãy anh nói là những gốc cây này đều bán đi nước ngoài, chẳng lẽ là... Lô Vĩ nói ra nghi vấn trong lòng. Bổ ra xem thử. Diệp Phàm gật đầu. Sau khi bổ ra, ba người đều hơi ngây người, vì trong đó đã bị vét sạch, ở giữa có một cục mạt gỗ bị nén rất chặt, hình như đã được xử lý một cách đặc biệt, giống như ép thành bánh vậy. Tuy là một cục mạt gỗ lớn bằng nắm tay thôi, nhưng sau khi đánh tan ra thì có thể đầy cả một thau, những mạt gỗ được nhét trong một gốc cây lớn như thế sau khi đánh tan ra e rằng có thể đựng đầy cái thùng chứa phân ở nông thôn. Lạ nhỉ, nhân viên trong lâm trường Cảnh Dương rảnh quá hả, đào rỗng đi rồi sau đó nhét mạt gỗ vào, hơn nữa còn ép chặt như ép bánh, như vậy gốc cây này không phải càng nặng hơn sao? Đúng là tự tạo việc làm mà, người nước ngoài chỉ lấy để ngồi và bình thường chỉ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thôi, chứ đâu phải là lấy để ăn. Tề Thiên vừa cười vừa chửi. Ăn cơm thôi, làm gì mà đập đập gõ gõ cả buổi chiều vậy? Lúc này, Diệp Thần Tây, cha của Diệp Phàm đi vào. Khi nhìn thấy mạt gỗ đầy sàn ông ngẩn người, sau đó bước qua cười nói. Mau mau thu dọn đi, đâu đâu cũng là mạt gỗ, nếu bị gió thổi sẽ bay khắp nơi, với bẩn cả phòng, mẹ con chắc sẽ lại nhảy đó. Vừa nói vừa chuẩn bị quét đi, nhưng Diệp Phàm hô. Cha, đừng động vào, những mạt gỗ này có chút vấn đề. Vấn đề gì? Là mạt gỗ sam giả không mà? Diệp Thần Tây cười nói. Bác trai ơi! Gỗ sam giả là gỗ gì? Lô Vĩ hỏi. Gỗ sam thật có màu hơi trắng, còn gỗ sam giả thì là màu đỏ. Hai loại cây này nếu không cưa ra sẽ không biết được bằng mắt thường, sau khi cưa ra thì sẽ nhìn được rõ ràng. Diệp Thần Tây vừa nói vừa ngồi xuống xem những mạt gỗ này, chợt phát ra tiếng, hình như đã phát hiện được cái gì, dùng đầu ngón tay lấy một ít để liếm và ngửi. Vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng, hỏi. Phàm tử. Gốc cây này đến từ đâu? Là cơ sở đồ gỗ lâm trường Cảnh Dương tặng cho con đó. Diệp Phàm nói, lại hỏi. Cha phát hiện ra vấn đề rồi, đúng không? Thật quái lạ, những mạt gỗ này rõ ràng là không cùng một loại gỗ với gốc cây này. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, những mạt gỗ này chắc là được nghiền vụn từ cây tùng đỏ. Diệp Thần Tây nói. Cây tùng đỏ. Ba người Diệp Phàm kêu lên thất thanh. Kêu cái gì, lâm trường Cảnh Dương này rốt cuộc sao vậy? Sao lại tự nhiên nhét mạt cây tùng đỏ vào gốc cây này chứ? Nghe nói nhà nước cấm chặt cây tùng đỏ dại, nếu chặt thì sẽ bị phạt ngồi tù đó. Diệp Thần Tây nhíu mày. Ba ơi, ba có biết tác dụng của cây tùng đỏ không? Diệp Phàm truy hỏi. Không rõ lắm, hình như có thể làm đồ dùng trong nhà, và nó rất đắt tiền. Đương nhiên, bây giờ không ai dám chặt nữa. Những cây tùng đỏ mà dùng để làm đồ dùng trong nhà toàn là do người ta vun trồng, giá cả của nó cũng rẻ hơn nhiều so với cây dại. Người dân nước ta đều rất thích đồ nguyên sơ, ví dụ như gà rừng, nghe nói một ký hơn 20 tệ đó, tuy gà ta cũng thuộc gà rừng, nhưng giá cả thì rẻ hơn rất nhiều. Diệp Thần Tây cười nói. Buổi tối, vừa mới ăn cơm xong thì Diệp Phàm trực tiếp gọi điện tới báo săn định nhờ Trương Cường cha giúp mình tác dụng của cây tùng đỏ. Nhưng rất tiếc là không kết nối được với điện thoại của Trương Cường. Diệp Phàm hết cách, may là Lô Vĩ điều tra được một tin động trời bằng phương pháp đặc thù. Đại ca, người ta có thể tinh luyện ra tử sam thuần từ vỏ cây tùng đỏ, nó là một loại dược phẩm có thể phòng chống ung thư và đã được toàn thế giới công nhận. Loại dược phẩm này chủ yếu thích hợp cho ung thư buồng trứng, ung thư vú, đối với ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư hắc tố. Ung thư đầu và cổ, ung thư hạch bạch huyết và ung thư não cũng có hiệu quả nhất định. Hơn nữa, loại thuốc này khá là đắt tiền. Trước đây người ta chỉ có thể tinh luyện ra tử sam thuần từ vỏ cây thôi, hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển rồi, người ta còn có thể tinh luyện từ thân gỗ nữa. Với lại, cây tùng đỏ dại chứa rất nhiều tử sam thuần, chất lượng tốt, tinh khiết thiên nhiên, giá cả tất nhiên cũng là gấp mấy lần so với cây tự trồng. Lô Vĩ vẻ mặt phấn khởi nói. Vì cậu ta đã mơ hồ cảm nhận được manh mối của việc này. Chẳng lẽ lâm trường này bề ngoài là xuất khẩu bàn trà làm bằng gốc cây, thật ra là lén vận chuyển cây tùng đỏ ra nước ngoài, sau đó tháo mạt gỗ cây tùng đỏ ra để tinh luyện tử sam thuần, đây quả là siêu lợi nhuận đó. Một gốc cây có thể chứa được một cục mạt gỗ đã ép nhỏ có đường kính khoảng 20cm, như vậy có thể bán ra bao nhiêu tiền. Tề Thiên cũng xuất thân từ báo săn, mỗi từ nói ra đều phá thiên cơ. Hơn nữa,
Trong khu bảo vệ thung lũng Lang Đang Lâm Trường Cảnh Dương có một rừng cây tùng đỏ, vì nơi đó hẻo lánh quá cho nên ngoài nhân viên bảo vệ rừng ra chẳng có ai vào đó cả. Ngay cả bản thân nhân viên bảo vệ rừng cũng không muốn vào. Cha của Nhược Mộng, Diệp Thủy Căn chính là nhân viên bảo vệ rừng, sau đó không biết vì sao tự nhiên lại bị ngã xuống thung lũng Lang Đang, có phải là do ông ấy phát hiện cây tùng đỏ bị chặt cho nên mới bị người ta hạ độc thủ không? Diệp Phàm vẻ mặt buồn sầu, trong lòng lại bắt đầu đau như bị kim đâm. Buổi tối, vì có Lô Vĩ và Tề Thiên Ngọc Kiều Long không quấy rầy Diệp Phàm cùng đi dạo phố với Diệp Tử Y. Sáng hôm sau, ba người Diệp Phàm cộng thêm Lý Tuyên Thạch dẫn đường đến thung lũng Lang Đang rất sớm. Vì Lý Tuyên Thạch thường xuyên lén vào khu bảo vệ thung lũng Lang Đang để săn thú, cho nên chỉ cần nhắc đến rừng cây tùng đỏ kia thì cậu ta đã biết được đi đâu ngay. Đi gần 2 tiếng đồng hồ, Lý Tuyên Thạch chỉ vào một rừng cây ở xa nói. Anh Diệp, leo qua đồi núi này rồi sẽ đến. Vài năm trước em đi săn thú, khi đang đuổi theo một thỏ hoang đã nhìn thấy từ xa, nhưng rừng cây đó hình như có bảo vệ, không cho phép người ngoài tới gần. Tuyên Thạch, về việc hôm nay phải giữ bí mật, không được nói với bất cứ người nào. Lát nữa khi đi qua cần phải cẩn thận kẻo bị người ta phát hiện. Diệp Phàm thận trọng dặn dò. Anh Diệp có phải là muốn lấy một ít gỗ cây tùng đỏ về nhà làm đồ dùng không? Nghe nói giá cả trên thị trường rất đắt. Sao anh không nói sớm để em đi tìm Hoành Sơn và Lý Ngưu giúp đỡ? Chúng ta tối nay sẽ hành động, chờ nửa xe về. Sức lực của mọi người đã không còn như xưa, chúng ta cần phải đi điều nghiên kỹ lưỡng địa hình đã. Bộ dáng của Lý Tuyên Thạch rất giống kẻ trộm, khiến Lô Vĩ và Tề Thiền thấy rất buồn cười. Thôi, cây tùng đỏ dại thuộc loại thực vật nằm trong danh sách bảo vệ cấp một quốc gia, còn được gọi bằng cái tên rất hay là Đại Hùng Miêu, ai chặt loại cây này sẽ bị ngồi tù đó. Diệp Phàm than thở một tiếng, liếc mắt nhìn Lý Tuyên Thạch một cái, nói. Tôi đến đây là để điều tra vụ án. Nguyên nhân cái chết của ba Nhược Mộng vẫn chưa được rõ ràng, Nhược Mộng cho đến khi sắp chết vẫn không quên đi việc này và tôi đã hứa với cô ấy. Diệp Phàm dứt khoát kể hết ra, vì hắn nghĩ Lý Tuyên Thạch rất rõ tình hình của khu vực này, với lại bố trí gián điệp ở xung quanh cũng tiện cho sau này Lô Vĩ triển khai công việc điều tra. Mẹ kiếp, sao trước đây Nhược Mộng không nói với chúng tôi, mẹ kiếp, nếu Lâm Trường Cảnh Dương quả thật đã làm việc mất hết tính người này thì tôi sẽ dẫn cả làng đập nước Thiên Thủy đi phá hủy nó. Lý Tuyên Thạch vẻ mặt giận đùng đùng, một chân đá vào một cây lớn bên cạnh, làm mấy con chim đang ngủ nướng trên đó cũng sợ quá mà bay đi. Đừng nóng, đã có manh mối rồi thì rất dễ làm việc. Cho nên, nhất thiết phải giữ bí mật, nếu sự thật việc này quả thật là như thế thì việc này sẽ không phải là việc nhỏ mà là việc lớn, tôi nghi ngờ có lẽ một số lãnh đạo trong thành phố cũng có dính líu với việc này. Ít nhất Trần Nhị Thuận trong cơ sở đồ gỗ tuyệt đối có vấn đề. Phỏng chừng phó giám đốc phân quản cơ sở đồ gỗ Mã Chiếm Khôi, cục trưởng phân cục công an Vi Hổ đều có vấn đề. Đây là một mạng lưới khổng lồ, trước đây Nhược Mộng cũng đã nghi ngờ là Trịnh Khinh Vượng làm, cho nên y cũng đáng khả nghi, trước khi làm rõ việc này, tất cả mọi người trong Lâm Trường Cảnh Dương đều đáng khả nghi. Tuy nhiên, gốc cây này là giám đốc Trịnh tặng cho tôi. Nếu y cũng có tham gia việc này thì chắc không dám tặng cho tôi đâu. Hơn nữa, lúc ấy gốc cây này cũng là giám đốc Trịnh trong lúc nhìn thấy nhân viên sắp lên xe mới chỉ định tặng cho tôi đó, vì chuyện này y suýt chút nữa thì cãi loạn với phó giám đốc, người phụ trách công việc sắp hàng xe. Xem ra, Trịnh Khinh Vượng là người không đáng nghi ngờ nhất. Diệp Phàm nhíu mày nói. Đến gần, Tề Thiên tháo kính viễn vọng quân dụng ra quan sát một lát. Miệng nói, cô thật là có vấn đề, mọi người xem đi, hình như một số cây đang bị chặt xuống đó. Ăn Tết rồi mà vẫn còn có công nhân làm việc, chắc tiền lì xì cũng không ít đâu. Diệp Phàm lấy qua kính viễn vọng quan sát một lát, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề, nói. Tuyệt đối có vấn đề, phía đông rừng cây hình như đã bị chặt đi rất nhiều, mà trên những chỗ bị chặt lại trồng vào một số cây tùng đỏ. Nghe nói cây tùng đỏ tự trồng lớn rất nhanh. Giờ cho thay xà đổi cột thôi, vừa chặt vừa trồng, đến khi cây hoang đại bị chặt hết rồi thì cây tự trồng cũng đã lớn lên. Như vậy sẽ ứng phó được cấp trên khi họ xuống kiểm tra. Đương nhiên, họ cũng sẽ để lại một ít để che lại bề ngoài, mẹ kiếp, một đám tặc cướp nước. Lô Vĩ vừa quan sát vừa chửi. Trực tiếp bắt hết những người chặt cây về xét hỏi đi, như vậy chân tướng mọi việc hiện ran gay. Lý Tuyên Thạch nói. Không được, như vậy sẽ rút dây động rừng đó. Đến lúc đó,
nếu những con cá lớn bắt được mà chỉ bắt được vài người sai vặt thôi thì không thể điều tra được nguyên nhân cái chết của Diệp Thủy Căn. Chúng ta phải bố trí một mạng lưới thật chặt chẽ để bắt hết những người chặt cây, chế tạo công cụ và bán hàng mới được. Có lẽ họ cũng thật sự gia công ra một số đồ gỗ để che mắt người khác. Mấy năm nay, ngay cả giám đốc Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng tuy gần trong gang tấc nhưng cũng không phát hiện ra, họ quả thật rất là chu đáo. Có thể bố trí được một cái mạng lưới lớn như thế, xem ra người đó tuyệt đối là một cao thủ. Chúng ta cần phải cẩn thận khi đọ với người đó, bằng không sẽ làm cho con cá lớn này trốn thoát đi đó. Lô Vĩ dù sao cùng là người trong phòng điều tra của Bộ Công an, tâm tư kín đáo. Chương 906, hại nước hại dân từ nhỏ. Ẩn náu qua đó kiểm tra thử hiện trạng của rừng cây tùng đỏ như thế nào, nhiệm vụ này thì giao cho Tề Thiên và Lô Vĩ, còn Tuyên Thạch và tôi thì chờ ở đây. Diệp Phàm dặn dò, vì Tề Thiên là cao thủ tác chiến trong rừng, để cậu ta đi điều tra tuyệt đối không thành vấn đề. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Tề Thiên và Lô Vĩ trở lại. Tình hình không ổn, theo mật độ rừng cây, ước tính đã bị chặt đi khoảng 2 phần, chắc là vài trăm cây. Gan to bằng trời, đường kính cây đó khoảng 20 cm, nghe nói cây tùng đỏ phải sống 80 đến 100 năm mới có thể to như thế được. Khốn nạn, bị bọn chúng dùng cưa điện cưa một chút là cái cây cao to như thế đã ngã xuống. Tề Thiên trợn tròn mắt nói. Lô Vĩ, cần phải kết thúc việc này cho sớm, bằng không, chậm một ngày không biết sẽ có bao nhiêu cây tùng đỏ bị bọn chúng chặt đi. Diệp Phàm nói, em lập tức về thành phố chọn ra những cảnh sát hình sự xuất sắc nhất đến điều tra việc này. Lô Vĩ gật đầu nói, họ có đáng tin cậy không? Diệp Phàm hỏi, khó nói lắm, em vừa đến thì cục chưa lâu, nhưng trong đó 3 người tuyệt đối đáng tin cậy. Lô Vĩ chần chừ một chút, nói, nếu không đáng tin cậy thì tuyệt đối không thể dùng, phân cục công an Lâm Trường Cảnh Dương có quan hệ thân mật với thị cục, nhất thiết đừng có làm hỏng việc. Bảo Thiết Hải trong sở tỉnh điều phái mấy cảnh sát hình sự xuống đây, còn ở đây, tôi sẽ sắp xếp Phạm Cương dẫn mấy nhân viên trong đơn vị bảo vệ an ninh quốc gia đến giúp đỡ. Đồng thời sử dụng nhiều cách chắc sẽ bắt được bọn chúng. Lô Vĩ, việc này giao cho cậu làm, mặc kệ liên quan đến ai, đều phải kiểm tra tới cùng cho tôi. Nếu không gánh chịu được thì tôi sẽ đi gõ cửa của bí thư tỉnh ủy, dù phải treo tường cũng phải treo vào. Đôi mắt Diệp Phàm chợt lóe ra tia sắc bén sau đó lập tức biến mất. Vì người hại chết cha Nhược Mộng đã chọc tức Diệp Phàm, cho nên hắn quyết định sẽ đọ tới cùng với bọn họ, thậm chí còn quyết định mời đoàn trưởng Thiết đến giúp đỡ khi cần thiết. Cứ yên tâm đi đại ca, dù có dính líu với bí thư thị ủy La thì em vẫn dám kéo y xuống ngựa, ai biểu họ dám hại chết cha nuôi của chúng ta. Lỗ Vĩ ý chí kiên định, nắm tay đã nắm rất chặt. Bao gồm cả em nữa. Lý Tuyên Thạch nói, còn em thì khỏi phải nói rồi, nếu không xong thì tìm báo săn giúp đỡ. Tề Thiên Hừ nói, đều là anh em tốt, Diệp Phàm tôi cảm ơn mọi người. Diệp Phàm rất xúc động, vành mắt ngấn lệ. Xe vừa mới chạy đến đập nước Thiên Thủy thì điện thoại của Tề Thiên reo, nghe máy mới biết là tổ đặc nhiệm A có việc nên khẩn cấp triệu tập mọi người. Vì Tề Thiên là đội viên dự bị của tổ đặc nhiệm A, cậu ta cúp máy rồi nhún nhún vai. Chửi một câu, ăn Tết rồi cũng không cho người ta nghỉ, rồi vội vàng chạy tiếp. Lạ nhỉ, chẳng lẽ báo săn đã xảy ra việc lớn rồi sao? Ăn Tết rồi mà cũng không cho đội viên nghỉ Tết. Lô Vĩ lẩm bẩm, đương nhiên, hắn cũng đã từng nghe nói về một số việc của tổ đặc nhiệm A, chỉ là không biết Tề Thiên là đội viên dự bị thôi, điên người. Có lẽ, để tôi gọi điện hỏi thử. Diệp Phàm nói xong uống một ngụm trà rồi trực tiếp gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng. Nhưng đối phương không nghe máy. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, cảm giác đã xảy ra chuyện gì lớn, vì tối qua gọi điện cho Trương Cương cũng không ai nghe máy. Diệp Phàm không muốn gọi điện hỏi tổng bộ báo săn, cho nên chuyển sang gọi cho Lang Phá Thiên, lại không ai nghe máy. Xảy ra việc lớn rồi. Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm một câu, trong lòng thấy chịu nặng thật là khó chịu. Tuy nhiên, anh Thiết không thông báo cho mình cũng có nghĩa là đến giờ này tình hình việc đó vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Hắn tuyệt đối không biết được vì Thiết Chiêm Hùng muốn bảo vệ hắn cho nên mới phản đối đề nghị của Thượng tướng Trấn Đông Hải. Kỳ thật, Thượng tướng Trấn Đông Hải cũng đã từng có ý tưởng này, thân làm Tổng thủ trưởng của Tổ đặc nhiệm A, ông cảm thấy gánh nặng trên vai rất nặng, nếu lần này những tinh anh đều không trở về được thì Tổ đặc nhiệm A sẽ bị rơi vào tình trạng tê liệt.
vì những người còn lại trong nước hầu hết là những chuyên gia làm nghiên cứu, nhân sự và tình báo, sức chiến đấu đương nhiên không thể so sánh được với những tinh anh trên chiến trường. Có thể nói, hành động, Đoạt Thiên, lần này đã triệu tập hết tất cả tinh anh tổ đặc nhiệm A, ngay cả người mà đã ẩn thân từ lâu và đã đạt bậc giữa bát đẳng như Thượng tướng Lý Khiếu Phong cũng phải xuất động. Đây là con bài chốt của tổ đặc nhiệm A, nếu không có ông ta trấn thủ thì tổ đặc nhiệm A sẽ như cỏ trong gió mạnh. Thằng điên! Tuy nói Thượng tướng Lý bình thường ít khi lộ diện, nhưng có ông ta trấn thủ ở đâu thì uy nghiêm sẽ xuất hiện ở nơi đó. Tuy người ta không biết Thượng tướng Lý là ai, nhưng họ có thể cảm thấy được có người như thế, cho nên một số tiểu nhân trong nước cũng không dám manh động. Về việc lần này, Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên và Trương Cương V.V. đều đã ôm lấy quyết tâm chết chắc, vì khả năng sống lại chưa đủ 5 phần. Buổi chiều, Lô Vĩ cũng đã về đến thành phố triệu tập nhân viên và sắp xếp công việc, trong dịp Tết tìm người rất khó. Anh cứ đi chơi lung tung hoài, sao không dành thời gian để chơi với chị dâu? Em Diệp Tử Y có vẻ hơi giận, vì anh trai vừa về nhà, chẳng mấy chốc lại không thấy bóng người. Nghe nó ói như thế thì ba má đều trừng mắt nhìn Diệp Phàm, Ngọc Kiều Long thì tỏ ra vẻ rất tủi thân, hình như chỉ có Tử Y mới hiểu được nỗi khổ của cô. Cô nàng này thật là biết giả vờ, hắn chửi trong lòng, miệng thì nói. Ai nói, ăn cơm xong anh sẽ chơi với Kiều Long. Tuy nhiên, trong lòng hắn luôn cảm thấy Ngọc Kiều Long như âm hồn suốt ngày bám theo hắn, quấy rối hắn. Dáng của Ngọc Kiều Long rất đẹp, từ nhỏ đã đẹp đến mức hại nước hại dân. Đường đường là hoa khôi của học viện âm nhạc, có thể đứng đầu ở một nơi người đẹp nhiều như mây, thực sự chỉ có dáng vẻ cực kỳ đặc sắc mới được như thế. Đúng là nên dành chút thời gian cho Kiều Long đi, vài ngày nữa sẽ khai giảng, còn đi Ma Xuyên rồi có khi nào đến trường thăm không? Cha Diệp Thần Tây hừ ra một câu. Không hề đến lần nào, hừ. Diệp Tử Y như ăn phải thuốc súng, bắt đầu tố cáo. Thôi đi cha, anh ấy bận việc. Ngọc Kiều Long liếc mắt Diệp Phàm một cái, nói, khiến cả nhà đồng chí Diệp Phàm đều thấy cô rất biết điều, rất hiền lành. Trái lại, cảm thấy đứa con của mình rất là không có trách nhiệm. Con ăn xong rồi, Kiều Long, chúng mình đi nghỉ chút đi. Diệp Phàm dứt khoát để chén đũa xuống bàn, bắt đầu hạ âm thủ. Em phải giúp em gái rửa chén nữa. Ngọc Kiều Long đỏ mặt, liền từ chối. Tử Y, hôm nay mình em rửa chén thôi nhé, ha. Diệp Phàm cười gượng nói. Được, anh cứ đi với chị dâu đi, nhưng phải lì xì em đã, Tết rồi mà anh vẫn chưa lì xì em, còn chị dâu nữa, đừng có quên nha. Diệp Tử Y rất quỷ quái nháy mắt. Đi đi. Tử Y cũng đi dạo phố đi, để mẹ rửa chén. Mẹ Lâm Tú chỉ vẻ mặt yêu thương. Em đi dạo phố với Tử Y. Ngọc Kiều Long vội vàng nói. Những lời nói của Diệp Phàm lúc nãy rất ám muội, nói là chúng mình đi nghỉ, bây giờ mới sắp một giờ trưa thôi mà đi nghỉ, đó không phải có ý là hai người phải ngủ chung hay sao, điên. Kỳ thật, tâm trạng của Ngọc Kiều Long cũng rất phức tạp. Đôi lúc nhớ lại mặt mũi đáng ghét của đồng chí Diệp Phàm kia thì thấy nghiến răng nghiền lợi. Nhưng hôm trước tự nhiên lại đến Diệp gia Cổ Xuyên, lúc đi còn quyết tâm sẽ xử lý thằng danh này một phát để hắn không thể yên tâm ăn Tết được. Để người trong nhà mắng mỏ gì đó. Tuy nhiên, Ngọc Kiều Long làm sao nghĩ được, thật ra mình đã vô ý khắc bóng dáng đáng ghét của Diệp Phàm trong tận đáy lòng từ lâu rồi. Đi thôi, đi với em lại tìm cách từ chối. Không đi với em thì anh bị mọi người mắng, thật là khó chịu, chẳng lẽ em không sợ họ mách léo sao? Em là vợ của anh không đi với em thì đi với ai, vừa ấy anh khó mà được rảnh rỗi, ha ha. Diệp Phàm cười ám muội, nắm tay Ngọc Kiều Long thì đi lên cầu thang. Vừa mới vào phòng thì Diệp Phàm dùng chân đóng cửa lại. Anh muốn làm gì? Ngọc Kiều Long liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hung ác hỏi. Làm cái gì, em nói xem. Em là vợ của anh, tuy chưa cưới nhau, nhưng cha mẹ đều đã coi em là người trong nhà, vậy thì chúng mình ân ái một chút cũng rất bình thường, đúng không? Diệp Phàm giơ tay nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt trắng mịn của Ngọc Kiều Long, tấm tắc nói. Ôi, ngày càng xinh đẹp, như cải thảo, nhéo một cái là ra nước liền. Khách khách, được, ông xã, để em phục vụ anh nghỉ ngơi nha. Không ngờ Ngọc Kiều Long không giãy giụa mà cứ ngẩng đầu lên để Diệp Phàm nhéo. Bỗng nhiên xấu hổ mà cười một cái, hiện lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Mẹ kiếp,
đổi tính rồi đúng không, chắc là có âm mưu. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, liền rụt tay lại. Sao, anh là chồng của em phục vụ anh có sai không? Không dám hả, Ngọc Kiều Long em dù sao cũng là đứng đầu trong học viện âm nhạc, khanh khách. Không biết sao Ngọc Kiều Long tự nhiên lại mặt dày như thế, đang cười phóng đãng, bộ ngực cuồn cuộn như sóng biển vỗ bờ, có vẻ giống những cô gái làm trong lầu xanh. Thật là khó xử lý, một khi dính vào rồi thì không thoát thân nổi. Diệp Phàm trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng tuyệt đối không thể ngừng lại, bằng không thì mất khí phách đàn ông quá, và nếu bị Lô Vĩ và Tề Thiên hai thằng danh này biết được họ chắc sẽ cười bể bụng đó. Biết điều đấy. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, hai tay kéo một cái là Ngọc Kiều Long vào lòng liền. Điều kỳ lạ là Ngọc Kiều Long không những không tức giận, mà còn cho Diệp Phàm cứ ôm thoải mái, chỉ là đôi mắt long lanh như nước hồ thu kia lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mà khuôn mặt thì càng lúc càng phơn phất hồng. Chẳng lẽ cô ấy đã sẵn sàng nâng hiến cho ta rồi sao? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của đồng chí Diệp Phàm ta thật sự đến mức đẹp hơn Phan An mà khiến người đứng đầu của học viện âm nhạc phải khóc mà xin hầu hạ ta sao? Bất thường quá, tuy nhiên, ta còn sợ cái gì chứ, nam nữ ở gần nhau nam có khi nào là thiệt thòi đâu. Hắn đã có chủ ý dẫm đáng bước tới cạnh giường, quay người một cái thì cả hai người đều ngã xuống giường. Khi ép người lên thì Ngọc Kiều Long bỗng dùng mình một cái. Dù sao người ta vẫn còn trinh, chưa bao giờ trải nghiệm chiến đấu thân mật như thế. Anh muốn làm gì? Giọng nói của Ngọc Kiều Long có cả âm dung, đúng là người học Mỹ Thanh. Khi nói cũng dùng cả nghệ thuật này. Cái này còn không rõ hả? Trai gái cùng một chiếc giường còn có thể làm được chuyện đúng đắn gì nữa, cả thế giới đều gần như đều thế cả thôi. Diệp Phàm cười dâm đãng. Không được. Ngọc Kiều Long vùng vẫy muốn ngồi dậy. Việc này do anh làm chủ, hừ. Diệp Phàm hống hách mà kéo một cái thì áo khoác của cô đã bị kéo ra, lộ ra chiếc áo len màu hồng. Hắn dứt khoát làm thì là đến cùng. Hai bàn tay bắt đặt lên núi đôi của cô, rất có cảm giác và rất đầy đặn. Đừng! Ngọc Kiều Long vừa mới ừ ra được một chữ thôi thì không ừ ra được chữ thứ hai nữa, vì miệng cô đã bị đồng chí Diệp Phàm hôn rồi, còn có khe hở hay không thì không ai biết được. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, vì nó đã bị Diệp Phàm cướp đi khi lầu đầu tiên đến Diệp gia năm ngoái. Lúc đầu Ngọc Kiều Long còn vùng vẫy một chút, nhưng Diệp Phàm đâu phải là người bình thường mà là một đại sư thất đẳng. Dù vùng vẫy cách mấy cũng vô dụng. Đồng chí Diệp rất có kinh nghiệm, bắt đầu dùng lưỡi liếm mặt cô vài cái, người ta thường coi đây là dự nhiệt. Tuy vậy, Ngọc Kiều Long ngậm miệng rất chặt, chẳng qua chỉ để anh hôn mặt thôi. Chương 907, không bắt được em. Không bắt được em thì ông đây làm đàn ông quá uổng phí. Thằng nhãi này nổi khùng, một tay di chuyển xuống thân dưới của cô, trực tiếp tiến vào vùng tam giác. Không. Ngọc Kiều Long phản ứng bản năng, trong lúc vừa nói ra từ, không, thì bị lưỡi của Diệp Phàm kia thừa sơ hở chui vào. Trong khi hai lưỡi va chạm nhau, nước miếng trơn nhẵn, Diệp Phàm trong lòng chợt như có ngọn lửa thiêu đốt và bỗng ầm ầm phun ra như gang lỏng mới ra lò, đây đương nhiên là vì máu mãng xà đang tác quái, vì hắn ăn nhiều quá. Diễn giả làm thật, dưới sự tưới nhuận của luồng dương khí. Tuy Ngọc Kiều Long vẫn còn một chút xíu lý trí chút giận trong đáy lòng nhưng đều đã bị chìm ngập trong làn sóng cuồn cuộn. Trong khi tiến hành đại chiến của lưỡi, cô say mê há to miệng đón chào Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái thì áo khoác của Ngọc Kiều Long bị cởi ra. Hai bàn tay Diệp Phàm như rắn trượt vào trong và dụi hai ngực của cô, sau đó lại chui đầu xuống hạ thân, mũi lê nhẹ trong thảm cỏ rậm rạp như mơ. Mà những hạt xương bây giờ đã sắp hình thành một khe suối. Một người chưa trải qua việc đời trước mặt sự trêu chọc của một người đàn ông có tình yêu mờ khuất với mình, hơn nữa tâm lý phòng vệ của mình đã bị đánh tan, xê còn gì có thể ngăn cản nữa, nó hình như đang ra dấu hiệu cho người này rằng bây giờ có thể tiến hình rồi. Không bao lâu thì hai người đều không còn gì trên người. Theo kinh nghiệm phong phú của mình, đồng chí Diệp Phàm biết được đây chắc là lần đầu của cô, cho nên tuy đang nóng lòng sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại để khởi động cho tốt. Một phen tiền kịch xong thì Ngọc Kiều Long đã hoàn toàn quên mình, miệng tê dốc, khuôn mặt và cổ cô thì đã đỏ bừng như quả đào mật và như đang chờ đợi người ta đến hái ăn. Thằng nhóc của hắn cương lên, nhưng vừa động vào thảm cỏ vẫn chưa vào bên trong của đám cỏ. Diệp Tử, Diệp Tử! Từ bên ngoài truyền vào tiếng kêu lớn và gõ cửa của cha Diệp Thần Tây. À, chưa khóa cửa.
Ngọc Kiều Long chợt giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy hai người không mặc gì đang chơi trò xếp la hán, hơn nữa thân dưới của mình hình như có một cái gì đó cứng như thép hình như đang muốn công thành đoạt đất. Cô tỉnh ngộ, vội vàng đẩy người đang chuẩn bị công thành kia ra và hô lên. Ôi, chết cha, vì sao bóng đá Trung Quốc bao giờ cũng tệ như vậy, đá một phát vào khung thành cũng lây đến chuyện này sao? Diệp Phàm trong lòng tức muốn xé trời, nhưng cha đang đứng bên ngoài, chắc có việc lớn, hắn đành phải nhanh chóng mặc đồ vào. Phát hiện Ngọc Kiều Long vẫn nằm trong mền không dám động đậy, chắc là sơ ngại quần áo đã cởi hết rồi, trong lòng thằng nhóc này bực bôi, cười gượng nói. Ha ha, không dám mặc đồ sao? Nếu để cha nhìn thấy em nằm dưới mềm vậy thì chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? À, Ngọc Kiều Long chợt nhớ đến tính nghiêm trọng của việc này, liền ngạc nhiên hô một tiếng, vội vàng đứng dậy mặc đồ qua loa, cái mông vừa tròn vừa trắng nõn, núi đôi. Đã hoàn toàn lộ ra, cô nhất thời không nhớ tới có một con sói đang đứng bên cạnh nhìn trộm. Anh, thưởng thức, chỉ là thưởng thức thôi chứ không có ác ý. Diệp Phàm nhún nhún vai, rất đàn ông ra mở cửa. Xuống rồi mới biết được là trưởng phòng công an thành phố Mạc Hương Vu Kiến Thần đến chúc Tết lão nhị, mang theo cả đống rượu, thuốc lá và đồ bổ cao cấp. Cậu em Diệp, hơn một tháng không gặp, giờ thấy sắc mặt em tốt hẳn lên, ha ha ha. Vu Kiến Thần vẫn vui tính như xưa, nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt hồng hào thì cười vui, y đâu có biết đó là vì cơn tình dục đang cuồn cuộn dâng lên lại không được phóng ra nên hắn mới như thế. Anh Vu cũng không kém chút nào cả. Diệp Phàm đoán sở dĩ Vu Kiến Thần đến nhà mình chắc là vì có việc. Lên lầu, đến phòng khách em ngồi nói chuyện cho vui đi. Diệp Phàm nói, hai người vừa bước lên cầu thang thì mẹ nói. Phàm tử trưởng phòng Vu mang nhiều đồ đến như vậy, chúng ta cũng không nên nhận. Không sao cả, anh Vu không phải người ngoài, cứ nhận đi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đống đồ kia một cái, phát hiện có cả Mao Đài Trung Hoa, biết chắc không phải xài tiền của Vu Kiến Thần. Vu Kiến Thần chỉ là một kẻ trung gian thôi. Ngọc Kiều Long đã sớm thu dọn xong chiến trường, lặng lẽ đi pha trà. Giỏi lắm ông em, một cô xinh đẹp như thế cũng bị em lấy được, cô ấy thuộc dạng đẹp đến mức có thể hại nước hại dân đó. Vu Kiến Thần có vẻ dâm đãng, cũng không biết thằng nhãi này đã hãm hại bao nhiêu con gái nhà lạnh rồi. Không phải, cô là bạn học của em gái em, nhắc đến em ấy chắc anh vẫn còn nhớ được. Diệp Phàm giả vờ lạnh nhạt nói. Bạn học của em gái em hả? Thế thì càng tốt, thân càng thêm thân. Vu Kiến Thần cười gượng. Ông thần tài họ Ngọc trong tỉnh chúng ta chính là ông chú của cô ấy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngọc Sử Giới. Đôi mắt Vu Kiến Thần muốn rớt ra, có chút kinh ngạc, lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, giơ ngón tay cái lên, khen, cao thủ. Không những xào sơn trang của người ta, làm nhục ông già kia. Mà còn động vào cháu gái của người ta nữa, đúng là cao thủ thật. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng không đáp lại. Sau đó hai người hàn huyên một lúc, toàn là nói những chuyện không quan trọng. Dĩ nhiên, Vu Kiến Thần đang chờ thời cơ thích hợp để đi vào vấn đề chính, còn Diệp Phàm cũng đang chờ y nói ra ý đồ. Cậu im Diệp, thằng nhãi lô vĩ kia vênh váo thật, chắc sắp được lên chức rồi. Vu Kiếm Thần mào đầu. Đó là điều đương nhiên. Với gia thế và khả năng của cậu ấy, lên chức trưởng phòng chắc không thành vấn đề. Diệp Phàm cười nói, liếc mắt Vu Kiếm Thần một cái, nói tiếp. Không phải chức phó phòng thường trực chứ? Ừ, là tôi đề cử cậu ấy. Vu Kiến Thần nói thẳng. Thế em thay mặt hắn cảm ơn trưởng phòng Vu nhé. Diệp Phàm cười nói. Đều là anh em với nhau, khách sáo gì chứ, ôi. Vu Kiến Thần chợt thở dài. Đến rồi, đến vấn đề chính rồi. Diệp Phàm nghĩ thầm, giả vờ quan tâm hỏi. Sao, trưởng phòng Vu, cuộc sống không được thuận lợi hả? Thuận cái giám, cậu nhìn xem khi tôi làm trưởng phòng công an thành phố thì cậu em vẫn là một phó chủ tịch thị trấn. Còn bây giờ, Lô Vĩ sắp lên chức trưởng phòng, cậu thì đã lên từ lâu rồi. Nghe nói hiện đại cậu chủ trì công việc huyện Ma Xuyên, như ngày xưa, đã là một tướng soái rồi đó. Còn tôi, hai. Vu Kiến Thần nhíu mày, có vẻ nản chí. Đương nhiên đây là biểu diễn cho Diệp Phàm xem thôi, có thể trong lòng cũng thật sự là như vậy. Diệp Phàm đưa một điếu thuốc Trung Hoa, hai người bắt đầu nuốt xương nhả khói. Rất tiếc là cấp bậc của em không đủ. Diệp Phàm than thở, đây là sự thật, Vu Kiến Thần làm trưởng phòng công an, cũng là bậc trưởng phòng,
nếu lên nữa thì sẽ là kiêm chức bí thư ủy ban chính trị và pháp luật, Diệp Phàm khả năng đâu mà giúp đỡ y. Anh Tào nói thế nào? Anh ấy cũng không có ách nào. Vu Kiến Thần có chút nản chí, nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phàm đã từ một phó chủ tịch thị chưa trở thành người đứng đầu một huyện, còn y vẫn là trưởng phòng, mất mặt quá đi. Thế anh Vu có chỗ đi chưa? Diệp Phàm hỏi, có một chỗ, tiếc là tôi không có bản lĩnh để chen vào đó. Vu Kiến Thần vẻ mặt đau khổ, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Nên tôi mới đến tìm cậu, tôi hết đường rồi, đành phải nhịn nhục đến nhờ cậu giúp đỡ. Đời tôi không coi ai là anh em hết, ngoài cậu với lão Tào ra. Lời nói của Vu Kiến Thần rất chân thành, Diệp Phàm biết y không coi mình là người ngoài, lời nói đó tuyệt đối không phải là lừa người. Chức vụ gì? Diệp Phàm hỏi, trong thành phố thì không còn hy vọng nữa, Tần Thiên Cương, bí thư ủy ban chính trị và pháp luật nhất thời không đi được, cứ chiếm mãi hầm cầu mà không thải, mẹ kiếp. Vu Kiến Thần không kìm nổi, oán thán. Đây cũng khó trách lão Vu căm tức, Tần Thiên Cương không đi thì lão Vu tất nhiên sẽ hết đường đi. Còn lối đi khác mà, anh Vu, tục ngũ có câu, phía đông không sáng thì phía tây sáng, ha ha. Diệp Phàm cười hai tiếng, trước đây, bí thư Lý Sương Hải kiêm chức phó giám đốc sở, còn bây giờ anh ta chỉ là bí thư ủy ban chính trị và pháp luật thành phố Thủy Châu kiêm chức cục trưởng công an thôi, để chống chức vị phó giám đốc sở. Rất nhiều người muốn giành được vị trí này, số người đủ điều kiện trong tỉnh ta không dưới 10.000, còn những người ngoài tỉnh nữa có khoảng 5-60 người, cháo ít tăng nhiều. Khả năng thắng hầu như không có. Vu Kiến Thần nói. Chẳng lẽ do bị người ta mách léo nên Lý Sương Hải không thể kiêm chức nữa sao? Nghe nói anh ta là người của Mã Chính Quốc, bí thư ủy ban chính trị pháp luật, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lần trước ông đây còn bắt tay với anh ta để kéo ghỉa bảo toàn xuống ngựa đó. Nghe nói Mã Chính Quốc thuộc môn phái của Quách Phác Dương, qua được cửa của ông ta, không có khả năng. May mà Mã Chính Quốc chưa biết được việc của ghỉa bảo toàn là do mình tạo nên, bằng không, ông ta và Xuân Hoài Bắc, bạn học cũ của hắn, tức là phó bí thư tỉnh, chắc sẽ không tha cho mình đâu. Anh Vu đến tìm mình, chắc do anh đã biết được mối quan hệ của mình giữa Tề gia. Tuy nhiên, nghe Tề Thiên nói rằng, Tề Chấn Đào đang giành chức vị phó bí thư tỉnh ủy, trong thời điểm này không nên đi gây chuyện cho ông ấy. Người ta đã sứt đầu mẻ trán mà bản thân còn đi làm phiền người ta thì không được tốt lắm. Sợi dây của Tống Sơ Kiệt thì đã bị chặt đứt, phiền toái rồi. Còn có thể nhờ ai nữa nhỉ? Trấn Thăng Thành, tư lệnh quân khu tỉnh, chắc không giúp được gì cả, vì đây không phải việc trong mảng quân đội. Diệp Phàm trong đầu tìm kiếm những người quan trọng trong tỉnh ủy, suy đi nghĩ lại cảm thấy chỉ có trưởng ban thư ký Lô Minh Châu, tức là cô của Lô Vĩ có thể giúp được. Tuy nhiên, mình chưa gặp mặt bà ta lần nào, không có giao tình thì làm gì có chuyện người ta tự nhiên giúp mình chứ? Nếu cậu thấy khó xử thì thôi, anh biết việc này rất là khó. Thấy Diệp Phàm vẫn không hé răng nói, Vu Kiến Thần dứt khoát nói trắng ra, vì y là một người thẳng thính. Không phải huynh đệ em không giúp đỡ anh, mà là trong thời điểm này, người ta thân mình lo chưa xong còn sức đâu mà đi lo cho người khác chứ. Anh Vu, em nghĩ tới một người, anh đi thử xem nào, dù thành công hay thất bại, dù sao anh cũng không bị tổn thất gì cả. Diệp Phàm nói. Biết Vu Kiến Thần hiểu lầm mình. Cậu nói rõ đi. Trong mắt Vu Kiến Thần hiện lên niềm hy vọng. Anh Vu, anh kể lại việc này với Lô Vĩ đi, nói là em cũng biết về chuyện này nữa, là em bảo anh nói với hắn, ha ha. Diệp Phàm cười nói, có vẻ hơi thần bí. Lô Vĩ, cậu ấy có thể giúp được gì chứ? Chức vị phó cục trưởng thường trực của cậu ấy còn là tôi đề cử đó. Vu Kiến Thần không hề nghĩ ngợi thì trực tiếp phun ra câu này. Kỳ thát. Vu Kiến Thần cũng chẳng ngu, chỉ do gần đây đau đầu vì chuyện này nên mới nhất thời hồ đồ thôi. Chương 908, mệnh lệnh khẩn cấp của Trấn Đông Hải. Cậu ta không giúp được anh, nhưng trưởng ban thư ký Lô có thể giúp được anh đó. Diệp Phàm khuyên bảo, người đó cũng không được, nếu là vị trí trong thành phố thì người đó còn có thể đề cử cho, nhưng là trong sở, chắc không thể. Vu Kiến Thần đứng trong cuộc đã bị làm hồ đồ. Căn bản là không nghe được hàm ý trong câu nói của Diệp Phàm, chỉ nghĩ trong thành phố thôi, chẳng nghĩ tới tỉnh gì cả. Đương nhiên, điều đó cũng là do Lô Vĩ và Lô Trần Thiên hai người rất giữ bí mật. Anh Vu, anh nghĩ lại những người ở tỉnh đi, xem thử có ai là họ Lô không. Diệp Phàm thấy tức, đành phải tiếp tục nói rõ. Trong tỉnh,
Phu Kiến Thần trầm tư một lát, lắc đầu, vẫn chưa nghĩ tới Lô Minh Châu, cũng có thể là không dám nghĩ tới. Đại ca, em phục anh rồi. Diệp Phàm suýt chút nữa thì nổi điên, quát, thư ký Lô không phải là họ Lô sao? Lô Minh Châu, ý cậu là cô ta với Lô Vĩ có. Phu Kiến Thần kích động, bỗng đứng dậy như một cây cọc gỗ. Cô ruột của Lô Vĩ đó, anh nói đi, như vậy là có quan hệ không? Diệp Phàm líu díu một câu, ngay lập tức, Phu Kiến Thần cảm thấy hình như đã nghe thấy âm thanh dễ nghe nhất. Thằng danh này liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sững lại một hồi lâu mới bỗng một tay vỗ trên đùi mình, quát. Mẹ kiếp, thằng này nói sâu sắc quá đi, ngay cả ông đây, trưởng phòng công an cũng nghĩ không thông. Thôi, khỏi phải nói nữa, tôi đi đây. Phu Kiến Thần nói xong thì quay đầu ra đi liền, nhưng chỉ vài giây thôi mà thằng nhãi này lại trở lại, một tay nắm tay Diệp Phàm thật chặt, nói, dù thành công hay thất bại, sau này nếu có việc gì thì cứ nói với anh đi, anh sẵn sàng giúp đỡ, bất cứ việc gì ông đây đều làm hết. Nói xong, Phu Kiến Thần hùng hổ đi tìm Lô Vĩ. Phàm tử, con xem, rượu, thuốc lá nhiều vậy, vài ngày trước, huyện Ma Xuyên, nơi con làm việc cũng có vài người đến chúc Tết. Để lại rượu thuốc lá rồi về. Diệp Thần Tây nhíu mày nói. Nói thật lòng, từ khi Diệp Phàm bắt đầu làm quan đến nay, đã có rất nhiều người đem rượu thuốc và đồ bổ đến biểu hai ông bà già, giờ đã chất đầy cả một căn phòng trên tầng 2, đủ để mở một cửa hàng tạp hóa rồi đó. Tuy quà mà những đồng chí trong huyện Ma Xuyên tặng không cao cấp lắm, chỉ là Phù Dung Vương và Hồng Tháp Sơn, nhưng đối với một nơi nghèo như Ma Xuyên mà nói, chúng đã hàng rất cao cấp rồi. Còn đám người Trịnh Lực Văn Ngư Dương cũng đã từng đến thăm và tặng thuốc Trung Hoa, quà Vu Kiến Thần tặng cho thì càng cao cấp hơn, một thùng Mao Đài. Cha tự xử lý là được, nhưng tuyệt đối không thể nhận tiền của người ta. Diệp Phàm cười nói. Cha biết, không có gì quan trọng hơn tiền đồ của con. Diệp Thần Tây rất hài lòng, thấy đứa con của mình rất biết điều và rất có tiền đồ. Mẹ, Lâm Tú Chi cũng thuận miệng cười nói, Phàm tử. Bây giờ con làm quan chức gì trong huyện Ma Xuyên? Mẹ ơi, người ta là bí thư huyện ủy, nhân vật số một của Ma Xuyên đó. Con của mẹ bây giờ đã vênh váo rồi, hừ. Ngọc Kiều Long đứng bên cạnh hừ giọng, không biết là khen Diệp Phàm hay là châm biếm Diệp Phàm, nói chung có chút khó hiểu. Huyện, con là, bí thư. Ngọc Kiều Long nói xong, cả nhà rất ngạc nhiên. Bố mẹ và em út đều sững sờ nhìn Diệp Phàm thật lâu rồi mới tỉnh táo lại. Phải biết rằng, đối với họ, bí thư là một đại nhân vật cao không thể với tới. Cho dù là chánh văn phòng lao động trong huyện Cổ Xuyên như Diệp Thần Tây muốn gặp bí thư huyện ủy Cổ Xuyên cũng không có khả năng. Phàm tử, đây, có phải là thật không? Mẹ Lâm Tú Chi không dám tin, sợ nghe lầm. Dạ, là quyền bí thư, chứ không phải là chính thức, cũng có thể nói là chủ tịch huyện. Diệp Phàm vừa cười vừa liếc mắt Ngọc Kiều Long một cái, nhưng bị cô hung hăng trừng mắt nhìn lại. Nghĩ tới cảnh kỳ diệu lúc nãy, Ngọc Kiều Long thì thấy cả người mềm nhũn, liền dùng tay đỡ lan can, thầm mắng, đồ háo sắc, lúc nãy suýt chút nữa là bị há làm chuyện đó rồi. Mình bị sao rồi, hình như bị ướt nữa rồi, mắc cỡ quá đi. Ngọc Kiều Long chạy thẳng lên lầu. Đồ thần kinh, sao tự nhiên lại chạy lên lầu? Diệp Phàm lẩm bẩm, nếu hắn biết được cô là đi thay đồ lót chắc cả người hắn lại sẽ nóng lên liền. Một lát sau. Nhìn thấy Ngọc Kiều Long đi tắm. Em gái, Diệp Tử Y thè lưỡi, sát gần tai anh trai hỏi khẽ. Anh ơi, sao vậy? Chị dâu đã tắm hai lần rồi đó, buổi sáng mới tắm bây giờ lại tắm nữa. Không làm gì hết, không ra mồ hôi, người sao mà bẩn thế được? Người ta là tiểu thư, thích sạch sẽ. Diệp Phàm tùy ý nói, nhưng trong lòng lại đập một cái thật nặng, nhớ lại cảnh tuyệt vời lúc nãy, nghi ngờ cô chắc là lại bị ướt chỗ đó. Chưa từng trải, làm sao chịu nổi thủ pháp cao minh của ông đây chứ? Mẹ kiếp, đó là công phu chăn gối, là 18 chiêu thức xuân họa được học từ cổ mộ nhà Đường đó. Tuy nhiên, buổi tối sau khi đi dạo với em gái về đến nhà thì Ngọc Kiều Long vào thẳng phòng của Tử Y, khiến Diệp Phàm thao tức cả đêm, ôi, cái thứ này chưa gửi đi được thật là khó chịu. Thằng nhãi này dứt khoát tính tọa để giải quyết buồn bực. Sáng ngày mùng 6, không ngờ có khách bất ngờ đến thăm. Chính là Hầu Kim An, giám đốc chi nhánh tập đoàn Vũ Thánh Trung Quốc dẫn chị Triệu Phi Hoa, nhân viên bộ phận đối ngoại đến thăm. Quả của người ta là hàng cực kỳ cao cấp, hai củ nhân sâm lớn bằng lạp xưởng,
trên đó có rất nhiều rễ trùm, nghe nói đây còn là sâm vương trên núi Trường Bạch Sơn đó, giá trị chắc cũng không ít, tối thiểu phải 70-80 nghìn. Diệp Phàm đoán được ý đồ của hai người này không phải chỉ đơn giản là đến chúc Tết bố mẹ thôi, nên không dám nhận. Với lại mình cũng không phải rất quen thuộc với hắn, lần trước vì có Phạm Cương nhúng tay vào mới moi được một lọ thanh hoa ngọc tịch, sau đó còn góp tiền sửa con đường ma xuyên, nhưng về mặt giao tình thì không có. Quả thật, Tổng Giám Đốc Hầu nói, Bí Thư Diệp, chẳng phải đã nói sẽ khởi công sửa đường núi Thiên Sa trước Tết sao? Công ty chúng tôi đã sớm chuẩn bị hết xe xúc, máy đào và xe ô tô rồi đó, nhưng chờ mãi mà không thấy chỉ thị của Bí Thư Diệp, ha ha. Đúng vậy, góp sức cho nhân dân Ma Xuyên cũng là một tấm lòng của toàn thể nhân viên trong công ty Vũ Thánh chúng tôi, ngay cả ông Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn chúng tôi cũng rất tán thưởng đó. Ông nói rằng, phải làm nhiều việc từ thiện trong khi công ty được lời, tập đoàn chúng tôi thờ phụng Quan Công, kỳ thật, ông Quan Công ngoài dũng mãnh và trọng nghĩa ra, còn là một người. Tích thiện tu đức cũng là việc tập đoàn Vũ Thánh chúng tôi nên làm. Triệu Phi Hoa rất khéo nói, phối hợp Tổng Giám Đốc Hầu đóng kịch người tung kẻ hứng. Tích thiện tu đức cái gì chứ? Trước kia ông đây đi xin các người thì chẳng ai quan tâm tới ông đây cả. Muốn làm việc từ thiện còn sợ không có chỗ để làm sao? Chắc là đã được tin về con đường thiên tường nên nảy sinh ý đồ. Diệp Phàm trong lòng chửi hai người này, những miệng thì thản nhiên cười nói. Nhân dân huyện Ma Xuyên chúng ta đều đã biết được tấm lòng nhân ái của Tổng Giám Đốc Hầu, và hôm đó Tổng Giám Đốc Hầu cũng đã thay mặt công ty quyên góp vài trăm nghìn cho Ma Xuyên sửa đường. Tôi tin rằng, sau khi sửa đường xong, họ sẽ ghi nhớ các người mãi mãi đó, ha ha. Mấy người này nói chuyện không đến nơi không đến chốn một lát thì Tổng Giám Đốc Hầu cáo từ, chẳng nhắc đến việc gì khác cả. Diệp Phàm hiểu được, người ta đầu tư vào tình cảm trước. Nếu ngay lần đầu đến nhà người ta mà đã nói vào vấn đề chính thì tầm thường quá. Tuy vậy, họ cứ không chịu lấy nhân sâm về, Diệp Phàm hết cách, đành phải tặng cho họ một ít đặc sản quê hương coi như là đáp lễ. Bà xã ơi, mau mau bưng một ly trà lên đây nào. Diệp Phàm gọi Ngọc Kiều Long chạy lên nói. Ai là bà xã của anh, muốn uống trà thì tự pha đi, em đâu phải là nô lệ của anh. Ngọc Kiều Long liếc mắt hắn một cái, hừ nói. Ha ha, chúng mình lên lầu để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà chúng ta chưa hoàn thành lúc nãy nhé. Thằng nhãi này vẻ mặt cười gượng, lời nói đầy ý dâm đãng. Đừng có mơ, hừ. Ngọc Kiều Long đỏ mặt, dứt khoát bỏ chạy đi. Mất hứng quá đi, hai, cuối cùng vẫn phải tự pha trà. Thằng nhãi này lẩm bẩm một câu, lên thẳng lầu trên. Trong lúc này, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Tôi là Trấn Đông Hải. Từ máy điện thoại bỗng nhiên truyền ra năm chữ này. Diệp Phàm giật mình một cái, thật là kinh người. Tôi là Diệp Phàm, biệt hiệu Cẩu Tử, xin chỉ thị. Diệp Phàm tự đứng nghiêm một cái. Trấn Đông Hải chưa tê bao giờ đích thân gọi điện cho mình, mình cũng chưa bao giờ gặp mặt Trấn Đông Hải, trong lòng chẳng có chút ấn tượng về dáng y là thế nào. Vừa rồi phát hiện ra điện thoại đặc biệt mà báo săn cấp cho bỗng nhiên sáng lên màu ngọc, cái này có hàm nghĩa đặc biệt. Chỉ có nhân viên trong nội bộ tổ đặc nhiệm A khi liên lạc với nhau mới hiển thị màu này, hơn nữa, hiển thị màu ngọc có nghĩa là địa vị của người gọi cực kỳ cao. Máy điện thoại này giống màu sắc thẻ của tổ đặc nhiệm A, chia làm ngọc, vàng, bạc, đồng, sắt tất cả 5 cấp bậc. Đội viện tổ đặc nhiệm A dựa vào màu sắc của ánh sáng đèn để biết được địa vị của đối phương thuộc cấp bậc nào. Ví dụ, khi Diệp Phàm gọi cho người ta thì hiện lên màu bạc, vì thẻ chứng minh dân dân trong quân đội của Diệp Phàm chính là thẻ bạc tổ đặc nhiệm A. Loại thẻ này chỉ dành cho tổ trưởng, còn phó tổ trưởng, ngoài mình Diệp Phàm có thẻ bạc ra, còn lại toàn là thẻ đồng, đội viên thì là thẻ màu sắt. Bây giờ cậu đang ở đâu? Lời nói của Trấn Đông Hải rất ngắn gọn, thậm chí có vẻ dồn dập. Ở huyện Ma Xuyên thành phố Mạc Hương tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm càng ngắn gọn hơn, trong lòng biết chắc đã xảy ra việc lớn rồi. Trước khi chia tay, anh Thiết đã từng nói rằng, nếu không có việc gì lớn mà không thể giải quyết được thì chắc sẽ không chịu đến mình. Lúc đó còn nói đùa là chỉ hy vọng sẽ mãi mãi không nhận được cuộc gọi của anh, vì nhận được cuộc gọi thì có nghĩa là đã xảy ra việc rất lớn. Rất có khả năng là việc phải hy sinh cả tính mạng. Hơn nữa, hôm qua mình đã gọi điện cho anh Thiết và Trương Cường, nhưng đều không ai nghe máy, ngay cả đội viên dự bị như Tề Thiên cũng đã bị gọi về, chắc đã xảy ra việc cực kỳ nghiêm trọng, Diệp Phàm trong lòng có một dự cảm không tốt.
lập tức về căn cứ địa Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu với tốc độ nhanh nhất. Giọng nói Trấn Đông Hải rất trầm thấp, có vẻ hơi khàn, sắp cúp máy rồi còn lo tốc độ Diệp Phàm không đủ nhanh, nên bổ sung một câu. Thiết Chiêm Hùng bị trọng thương rồi, còn đám người Lang Phá Thiên thì không liên lạc được, không biết còn sống hay không. Tôi lập tức đi ngay. Diệp Phàm không nói nhiều, trong lòng run lên một cái, nhanh chóng chạy xuống lầu, lên chiếc xe Wrangler phóng đi liền. Mẹ ơi, có thể lần này con đi rồi sẽ không về được nữa, bảo trọng nhé. Diệp Phàm liếc mắt nhìn bố mẹ một cái, không giải thích gì hết, hô. Con có việc gấp phải về Thủy Châu ngay. Đứa con này, như nổi điên rồi vậy, đã làm chủ tịch huyện rồi mà vẫn không thận trọng một chút. Mẹ Lâm Tú Chi không giận cười mắng. Khi đi qua thành phố Mặc Hương, thấy xe rất đông, dứt khoát ấn một cái, nhô ra một cái còi cảnh sát, tiếng đèn cảnh báo vang lên rồi phóng đi. Nhưng khi xe chạy tới cầu Phi Lai thì phát hiện phía trước có hai chiếc xe đang ngăn chặn đường đi, một chiếc là hãng Ferrari màu đỏ, một chiếc là hãng Hoàng tử Sa Mạc. Chương 909, chỉ lệnh của Phó Chủ tịch Quân ủy. Diệp Phàm liên tục kéo còi cảnh báo, không ngờ hai chiếc xe đó không quan tâm tới, không những thế còn chạy tiếp, đuôi xe uốn éo, không chịu nhường đường. Tuyệt đối là cố ý. Diệp Phàm nhắm thấy một khoảng trống liền vượt lên. Nhưng mà vừa vượt được một nửa lại bị chiếc xe Ferrari chặn lại. Chiếc xe Ferrari là xe mui trần nên khi những người trên xe quay đầu lại, Diệp Phàm nhìn qua là nhận ra, đó thì ra là đối thủ cũ, con trai của bí thư tỉnh thành Hứa Vạn Sơn, bọn Hứa Thông. Hồi đó Hứa Thông hãm hại mình, con trai của phó chủ nhiệm phòng đốc tra của tỉnh vừa mới gặp vận rủi vào phòng trực ban, Hứa Thông chẳng qua là bị xử phạt ghi một tội là xong. Hắn vừa nhìn lên không ngờ lại là Diệp Phàm liền cười to nói. Đến đây, có giỏi thì đâm vào, ha ha ha. Đám người trên xe khoe khoang nhưng mà đối với việc xe Diệp Phàm có đèn hiệu cảnh sát, Hứa Thông còn nghĩ có lẽ Diệp Phàm kiếm được một chiếc xe đã bị bỏ đi của quân đội ở đâu đó. Bởi vì hôm đó, tại sân gâu đánh thua nhưng dở trò vô lại không nhận, bị Thiết Chiêm Hùng đánh gãy một cái răng. Thiết Chiêm Hùng là quân nhân nên Hứa Thông nghĩ rằng chiếc xe quân nhân rác rưởi này của Diệp Phàm cũng là do Thiết Chiêm Hùng lấy cho. Mẹ kiếp, một chiếc xe rác rưởi mà cũng dám mạo nhận là xe cảnh sát, đến đây, thử coi. Tiếng cười âm trầm của cậu chủ tập đoàn Tinh Huy Thẩm Khai có thể chọc thủng trời, Diệp Phàm nghe thấy giống như tiếng quả kêu gào, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Hứa Thông thì thầm bên tai Thẩm Khai gì đó, có lẽ định dựa vào chuyện này để gây sự. Cút ngay. Nếu không cút ngay ông đây sẽ đâm xe. Diệp Phàm gào vào trong loa của xe. Đâm xe, có giỏi thì thử xem, lái xe quân sự giả mà dám lớn lối như vậy. Hứa Thông gào to, nhất định không cho xe tránh ra nhường đường. Tao đếm đến ba, không tránh ra thì ông sẽ đâm, một, hai, ba. Lời nói của Diệp Phàm người ta không coi ra gì, Diệp Phàm thực sự nổi giận, nhưng hắn trấn tĩnh lại, trong đầu lóe một tia lóe cười lạnh. Gọi điện thoại cho Trấn Đông Hải. Trấn tướng quân, trước đường bị Hứa Thông con trai của Thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh thành Thủy Châu Hứa Vạn Sơn, gọi đến một đám người lái hai chiếc xe cố ý chặn đường, một chiếc là Ferrari, một chiếc là Vương tử Sa Mạc. Tôi đã liên tục kéo cảnh báo, khuếch đại âm thanh truyền âm bọn họ cũng không nhường đường, không những thế còn liên tục kêu gào, chỉ ngón tay lên trời khiêu khích. Không cho đi qua, xin cho chỉ thị. Diệp Phàm sốt ruột gào to. Bọn khốn kiếp, súng có ở đó không, bắn súng cảnh cáo. Trấn Đông Hải thiếu chút nữa bạo nộ. Không đem. Thực ra súng ở trong hộp đặc chế, Diệp Phàm cố ý nói vậy. Xe của cậu là xe Wrangler đặc chế, đâm lên, đụng chết đáng chết. Trấn Đông Hải không nói dài dòng nữa, trực tiếp ra lệnh. Rõ. Có được thượng phương bảo kiếm, vậy thì không cần nói gì nữa, lùi lại mấy chục mét trước, lúc bọn người Hứa Thông đang cười châm biếm. Diệp Phàm nhấn ga, như một con hổ lao xuống núi vọt qua. Chiếc xe đó của Diệp Phàm là xe Wrangler đặc chế, thân xe cao và rộng, giống như một chiếc xe tăng loại nhỏ, cao nhất đâm qua ở mã lực. Diệp Phàm biết, xe của mình tuyệt đối không có vấn đề gì, thanh chống va ở phía trước có vài thanh, thông thường đều là đâm người mà không bị thương chính mình. Bùm bùm bùm, một loạt những tiếng đông đáng sợ truyền tới, Ferrari và Vương tử Sa Mạc nào chống lại được sự va chạm của xe Wrangler đặc chế. Hơn nữa Hứa Thông có nằm mơ cũng không dám nghĩ Diệp Phàm thật sự dám đâm tới, cho nên, trong lúc không hề có sự phòng bị nào, hai chiếc xe Ferrari và Vương tử Sa Mạc đều bị đâm bay ra ngoài.
nhóm người Hứa Thông dĩ nhiên cũng phải biểu diễn người bay trên không, nhằm thẳng lề cỏ bên cạnh đường bay tới. Xoạch vài cái liền biến thành hồ lô lăn trên mặt đất, máu tươi chói mắt tức thì từ trên rơi xuống, giống như một trận mưa máu. Diệp Phàm không biết có chết hay không, không kịp nhìn xem. Nhưng mà Diệp Phàm đã căn chuẩn lực đạo N, chắc là không đến nỗi chết, Diệp Phàm không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Đương nhiên, có thể trở thành Lý Thiết Quải một trong số những bát tiên hay không, không phải là không có khả năng. Xe của họ vì muốn chặn Diệp Phàm nên tốc độ không cao. Lúc này, xe của Diệp Phàm còn cách Thủy Châu ít nhất là một giờ xe nữa. Khốn kiếp, dám làm bị thương con trai của Hứa Vạn Sơn ta. Hứa Vạn Sơn, Thường vụ tỉnh ủy, nhân vật số một tỉnh thành đang ngồi uống rượu trong phòng, cốc rượu đập xuống mặt bàn. Mã Bí Thư, Hứa Thông con trai tôi, công tử của Tào Tư lệnh quân khu tỉnh, còn có Thẩm Khai của tập đoàn Tinh Huy cùng nhau, đều bị bọn lưu manh lái xe đâm bị thương, trước mắt sống chết chưa rõ, thỉnh cầu tỉnh sở lập tức phong tỏa vòng quanh Thủy Châu 100 km, bắt tên lưu manh. Hứa Vạn Sơn gần như giống lên với Mã Quốc Chính, Bí Thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh. Tôi lập tức sắp xếp, Hứa Bí Thư, đừng nóng vội. Mã Quốc Chính trong lòng ngầm chấn động, thật không ngờ mấy tay thiếu gia trong tỉnh cũng bị báo ứng rồi, người lái xe đó cũng thực quá vênh váo, làm tốt lắm. Nhưng mà, Mã Quốc Chính trong lòng lại đang nói thầm, hét cái gì, lão tử cũng là thường vụ, chức vụ còn cao hơn ngươi, việc gì chứ, thời buổi bây giờ thật không cho người ta sống nữa, tuy vậy, Mã Quốc Chính cũng không dám chậm trễ. Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến vài vị thái tử gia của tỉnh thành, đến công tử của Tào phó tư lệnh quân khu tỉnh cũng bị thương rồi, đám người này mà chết thì rắc rối to. Lập tức bắt tay an bài Trung Chính Lương, thường vụ công an tỉnh, phó giám đốc sở dự ân soái. Chỉ vài phút sau, trong tỉnh thành vào lúc giữa Tết lại vang lên tiếng còi cảnh sát, trên đường, xe cảnh sát chạy tán loạn, trên quốc lộ A07 xe cảnh sát xếp thành hàng dài, đằng đằng sát khí mà đi. Đến cả đại viện của quân khu tỉnh cũng bị kinh động, không lâu sau, cũng có vài chiếc xe quân sự đi ra. Quân nhân vác súng trên vai, đạn lên nòng anh Vũ đứng ở trên xe cũng tham gia vào. Diệp Phàm dĩ nhiên là không biết những việc này, đang liều mạng phóng xe, hai trạm thu phí hạ lan can xuống để ngăn xe lại đã bị Diệp Phàm trực tiếp đâm gãy, trực tiếp phóng qua. Đương nhiên, chiếc xe Wrangler cũng sắp đến lúc bị phế rồi, chỗ nên hỏng thì đã hỏng, chỗ lồi ra thì đã bị nát. Lần này thì thật sự là hỏng rồi, không phải là giả. Xe đi đến sườn núi. Phía trước một hàng xe đang dừng tại bên cạnh đường, đèn cảnh sát nhấp nháy đến nhức mắt, mấy chiếc xe tải cỡ lớn như xếp hàng đỗ ở giữa đường, toàn bộ phong kín, lúc này mà đụng nữa thì chỉ là tìm chết, trừ phi bay qua, như vậy thì thành người bay mất thôi. Biết đây là do Hứa Vạn Sơn làm, giải thích khẳng định là không được, sẽ chẳng có ai tin. Diệp Phàm vừa lái xe vừa gọi điện thoại đến phòng làm việc của Trấn Đông Hải. Vừa gọi xong điện thoại, xe liền dừng trước xe cảnh sát. Xuống xe, giơ tay lên. Một nhóm cảnh sát uy vũ có kèm cả mười mấy quân nhân đeo súng bao vây chiếc xe Wrangler. Đi lên xe, đánh cho tàn phế trước rồi nói sau. Không ngờ là Hứa Vạn Sơn đã tự mình tới rồi, điên cuồng hét lên, sắc mặt đều đã trắng bệch. Vừa mới nhận được tin tức. Con trai hắn vẫn chưa chết, chỉ còn một hơi thở, vẫn đang kiểm tra. Lôi xuống. Tào Chính Đức, phó tư lệnh quân khu tỉnh hét lên với vài vị quân nhân, mặt hắn một mảnh xanh tím, con trai hắn nghe nói là cũng giống Hứa đại thiếu gia, cũng đang phải kiểm tra, còn thở, nhưng lúc nào tắt thở thì không nói chính xác được. Người phụ trách việc này, đồng chí Trung Chính Lương, phó giám đốc sở, thường vụ công an tỉnh còn chưa nói gì, ngược lại hai người này đã tranh trước. Đang muốn ra hiệu cảnh sát tiến lên cưỡng ép bắt người. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên, trong điện thoại truyền đến tiếng hét của Mã Chính Quốc, giám đốc sở. Lập tức dọn sạch đường đi, để cho chiếc Wrangler đi qua, giữ cho xe có một đường thông hành. Lập tức, rõ, Trung Chính Lương mặc dù cảm thấy ù cạc cạc nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Mã Quốc Chính, lập tức hét lên với những cảnh sát ở phía sau, kéo mấy chiếc xe tải đi ngay lập tức. Dọn sạch đường đi cho xe Wrangler đi qua. Trung Chính Lương, đầu óc của anh sốt hỏng rồi hả, bắt người cho tôi. Hứa Vạn Sơn từ trước tới giờ luôn luôn cường thế, cứng rắn quát. Đối với một thường vụ, phó giám đốc công an sở hoàn toàn không đáng để vào mắt. Xin lỗi Bí Thư Hứa, tôi đang thi hành chỉ thị của Bí Thư Mã. Trung Chính Lương nhíu mày, hướng về phía đám cảnh sát còn đang xô đẩy quát.
còn không thi hành, không muốn làm nữa à? Đấy là con trai của tôi, Mã Quốc Chính là có ý gì vậy? Đâm bị thương, đâm chết người, tội phạm điên cuồng như vậy còn bao che. Việc hôm nay lên đến Trung ương tôi, Hứa Vạn Sơn cũng phải hỏi Mã Quốc Chính, quốc pháp ở đâu, thiên lý ở đâu? Mã Quốc Chính trái tim công chính của hắn có phải là bị cẩu ăn rồi không? Hứa Vạn Sơn hung tợn chất vấn Trung Chính Lương, đã có đôi chút lâm vào trạng thái điên cuồng, quay người liền quát lên với những người cảnh sát đứng đó. Ai dám làm loạn, hôm nay tôi Hứa Vạn Sơn nói rõ cho các người, ai động người đó liền bị cho thôi việc. Đúng vậy, con mẹ nó, Mã Quốc Chính đầu bị hồ đồ rồi. Tôi Tào Chính Đức quyết không đồng ý, muốn bao che cho tội phạm, không có cửa đâu. Tào Chính Đức thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban pháp chính tỉnh mới không sợ Mã Quốc Chính này. Quay đầu nói với đám quân nhân. Còn không lên ngăn bọn họ lại, ai dám đưa xe tải đi bắn ngay cho ông đây. Soạt một tiếng. Mười mấy quân binh thô bạo tiến lên, sức mạnh lớn của súng trường toàn bộ nhắm ngay vào đám tiểu súng lục của cảnh sát. Bí thư Hứa, theo tư lệnh, các người đã ngang nhiên kháng phạm, hiểu pháp luật mà phạm luật, gây trở ngại cho tỉnh thi hành pháp luật. Tất cả hậu qua do các người chịu. Trung Chính Lương cau mày, trong đầu cũng tương đối phẫn nộ. Anh Hứa Vạn Sơn thế mạnh, cũng không thể coi đường đường là phó giám đốc thường vụ tỉnh tôi là không khí chứ. Hơn nữa, việc này là do tôi chấp hành mệnh lệnh của Bí Thư Mã. Chợt đám cảnh sát luống cuống hét lên. Lập tức dọn sạch đường. Không muốn làm nữa a hát. Tôi xem ai dám. Hứa Vạn Sơn và Tào Chính Đức đồng thời lên tiếng, như là hẹn với nhau trước. Việc này làm cho đám cảnh sát đáng thương lúng túng rồi, lúc thì nhìn Hứa Vạn Sơn, chốc chốc lại nhìn Trung Chính Lương, tạm thời trở thành quần chúng vây quanh. Đầu sỏ gây chuyện Diệp Phàm tạm thời bỏ qua, chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó ngồi. Bởi vì, thế mạnh của Hứa Vạn Sơn mọi người đều nghe nói rồi, hơn nữa người ta cùng mặc chung quần với chủ tịch tỉnh Chu mà. Thật sự gây sự ông ta không cần nói cảnh sát phía mình, mà cả vài cán bộ cấp sở người ta cũng từng lôi xuống ngựa vài lần rồi. Được chính trị Thủy Châu xưng là bí thư có bàn tay sắt. Trung Chính Lương không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại xin chỉ thị. Kéo lão già xuống dưới giáo huấn một trận rồi tính. Hứa Vạn Sơn cùng cảnh sát và quân binh vây xung quanh Wrangler của Diệp Phàm hô lớn. Tào Chính Đức càng quát thẳng. Đánh chết tao chịu trách nhiệm, mẹ nó. Mấy cảnh sát không dám động, bởi vì Trung Chính Lương đang xin chỉ thị, nhưng mấy quan quân thật sự lộ khí phách. Một đạp chiếc Wrangler đã lung lay, hướng về phía Diệp Phàm quát. Mau mở cửa xe, bằng không tao nổ súng. Nói xong còn dùng súng bắn vào mấy miếng thủy tinh vang lên loảng xoảng, thật khiếp. Đồng chí Chính Đức, lập tức quay lại, giao cho quân quan bảo vệ tốt thông hành cho chiếc Wrangler. Lập tức, lúc này, điện thoại Chính Đức vang lên, bên trong truyền đến là tiếng nói ồ ồ của tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành. Vì sao? Tào Chính Đức tức giận quát. Chấp hành mệnh lệnh, Trấn Thang Thành cũng không giải thích, hừ nói. Không được, dựa vào cái gì, họ Trấn kia, chết không phải là con của ông, Tào Hồng sinh tử không rõ, thiên vương đến cũng không quản được ông đây, hừ. Tào Chính Đức giận dữ, hướng về Trấn Thang Thành hét lớn. Dựa vào cái gì, phó chủ tịch, điện lệnh của quân ủy Triệu, chính ông phải suy nghĩ một chút đi, miệng nói tay làm đi. Trấn Thang Thành không dài dòng cúp điện thoại. Loảng xoảng một tiếng. Chương 910, đấm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Điện thoại cầm trên tay Tào Chính Đức lập tức rớt xuống đất, cơ thể run lên bần bật như sốt rét, cảm giác xương cốt mềm nhũn ra ngã xuống đất, may mà bên cạnh có một sĩ quan nhanh tay đỡ, vội đưa đi bệnh viện. Tại sao? Tào Chính Đức nằm trên xe cấp cứu vẫn còn đang thì thào mấy chữ này. Một trung tá phụ trách hiện trường cũng nhận được điện thoại của quân khu. Lập tức phung tay lên, toàn bộ binh sĩ sĩ quan tiến lên trước bắt đầu tiến hành lái xe tải tránh ra. Đồng chí Vạn Sơn, lập tức quay lại, không được gây cản trở chấp hành pháp luật tỉnh. Giọng nói nặng như núi trong điện thoại vọng đến bí thư tỉnh ủy Quách. Tại sao, một tên phạm nhân giết người, ông là bí thư tỉnh ủy cũng muốn bao che? Bí thư Quách, đó không phải là con trai ông, hôm nay ai nói cũng vô dụng, hừ. Hứa Vạn Sơn tức giận hồ đồ rồi. Việc này liên quan tới con đẻ của mình, cũng khó mà giữ cho đầu óc được minh mẫn, cộng thêm chính kiến bất hòa với Quách Phác Dương, cho rằng Quách Phác Dương dung túng bao che, cho nên căn bản là không nghe hết câu nói của Quách Phác Dương thì đã dập máy rồi.
đường phố thì đã bị cảnh sát và binh sĩ dọn dẹp xong. Diệp Phàm nổ máy Wrangler định đi thì điều bất ngờ xảy ra. Hứa Vạn Sơn liếc mắt nhìn cảnh sát và binh sĩ quanh mình, cảm giác mất hết mặt mũi, mình đường đường là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không ngờ lại không sai nổi đám người này. Thế này thì ông đây còn lăn lộn thế quái nào được. Thằng nhãi này gầm lên giận dữ, bỗng nhiên như điên rồ, bước từng bước dài tiến thẳng tới đứng trước Wrangler, quát. Mẹ nó, có bản lĩnh thì nghiền qua xác Hứa Vạn Sơn tao đây này. Hứa, bí thư Hứa, bình tĩnh chút nào. Lúc này, Trùng Chính Lương vội vàng chạy lại khuyên nhủ, giơ tay định kéo Hứa Vạn Sơn sang, thế nhưng bị Hứa Vạn Sơn hất tay hừ nói. Cút ngay ra cho tao, hôm nay ai nói cũng vô dụng, một lũ khốn nạn hung ác chúng mày, sau này sẽ trừng phạt chúng mày. Diệp Phàm lùi lại mấy bước, điều chỉnh lại vị trí xe định vòng qua, dù sao năng lượng của Hứa Vạn Sơn cũng quá lớn, nhượng được thì nhượng một chút, không nhất thiết phải chỉnh gì cả. Thế nhưng ý tốt của Diệp Phàm Hứa Vạn Sơn lại không cảm kích, lùi lại vài lần mà đều bị Hứa Vạn Sơn đến chắn trước xe. Mẹ kiếp ông thực sự nghĩ rằng ông to nhất thiên hạ à? Diệp Phàm nổi nóng, nghĩ tới sinh mạng của anh Thiết đang gặp nguy ở Sáng Thích, không thể nhịn thêm được nữa, mở cửa xe, một bước tới trước mặt Hứa Vạn Sơn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngắm chuẩn bụng Hứa Vạn Sơn đá một phát, thuận tay câu một quyền vào mặt Hứa Vạn Sơn, sau cùng một cước hung hăng thẳng xuống. Trực tiếp đạp thẳng vào mông Hứa Vạn Sơn, thằng nhãi giống như đạn pháo bay ra xa hơn 3 mét, ngã bệt xuống đất không thể đứng dậy nổi nữa. Cảnh sát và sĩ quan bên cạnh co rụt cổ, không ai dám tiến lên, chỉ sợ xui xẻo ăn đòn của đồng chí Tiểu Diệp, hơn nữa, trong lòng thì lạnh toát mà trán cứ đổ mồ hôi nóng. Mẹ kiếp, chơi chiêu với ông đây à, may là chưa bắn chết mày đó. Diệp Phàm chửi một câu rồi nhanh chóng lên xe, phóng điên cuồng. Để lại dưới đất cặp kính, một loạt mấy chục cảnh sát và sĩ quan đều ngơ ngác như gà gỗ, miệng không hẹn mà đều đồng thanh thốt lên hai chữ. Lợi hại! Đây là ai? Chẳng lẽ là cháu trai chủ tịch nước? Lợi hại hơn cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy điên cuồng, tỉnh thành số 1. Chắc chắn đây là mấy người của Bộ Chính trị. Đưa đi bệnh viện thôi. Trung Chính Lương nhíu mày, cho rằng tên tiểu tử này cũng hơi chút độc ác. Không ngờ lại dám đánh cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa mặt của lão Hứa đã thành đầu heo rồi, trên mặt xuất hiện một cục u to màu xanh tím, mũi miệng đều chảy máu. Đương nhiên, Diệp Phàm có chừng mực, chỉ là động chút ngoài da, xương cốt hẳn không sao, đây chính là kỹ thuật thành thạo của cao thủ thất đẳng đỉnh. Thế nhưng, nội thương chắc chắn là có, hơn nữa thủ pháp của Diệp Phàm tương đối thâm hiểm, không có cao thủ đặc nhiệm kiểm tra rất khó tìm ra nguyên do. Đồng chí Vạn Sơn khó có thể khỏi bệnh hoàn toàn trong mấy tháng. Tướng quân trấn, Hứa Vạn Sơn nhất định không chịu nhường đường, ngang tàng dùng thân thể ngăn cản đường xe chạy, rơi vào đường cùng nên tôi chỉ xử lý anh ta một chút, xin lãnh đạo phê bình, xử phạt hành vi lỗ mãng của tôi. Diệp Phàm vừa lái xe vừa báo cáo công tác. Xử phạt cái rắm, bị hắn làm cho lỡ gần một giờ đồng hồ, nếu thành viên tổ A vì sự việc này mà bị tổn thất nghiêm trọng, tôi bắn chết, hừ. Trấn Đông Hải hầm hầm sát khí cúp điện thoại, đến cả Diệp Phàm cách xa mấy ngàn dặm còn cảm nhận được sát khí của Thượng tướng Trấn từ Tổng bộ Bắc Kinh truyền tới. Xe vừa tới căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, hai bên cửa sơn môn đã sớm được mở ra, sĩ quan đứng đầu hai bên lực lượng binh sĩ hùng mạnh, vừa thấy Wrangler của Diệp Phàm đi qua, toàn thể theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội hô một tiếng. Chào Thủ trưởng! Đương nhiên Diệp Phàm cũng không rảnh đến nỗi nói được câu. Chào các đồng chí, đi thẳng sâu vào chỗ Bộ Tổng Tư lệnh Trung tâm của Báo Săn. Phó đoàn trưởng Mã cùng đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ Quân và những người liên quan đang ngồi chờ. Đứng đầu tiên là một ông già quyền thế, người khoác bộ quân phục trung tướng, đằng sau còn có một thiếu tướng trung niên đi theo, đều không quen biết. Phó Soái Diệp, xin chào, tôi là Tổ Phó Tổng Bộ Cố Toàn. Ông già vẻ mặt nghiêm túc đưa hai tay ra, chỉ vào người thiếu tướng trung niên đằng sau giới thiệu nói. Vị này là đồng chí Tưởng Đại Hải, tổ trưởng tổ đặc nhiệm liên lạc quân ủy. Tình huống khẩn cấp, chúng ta vào trong nói chuyện. Chào thủ trưởng. Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội. Mấy người vào một phòng họp bí mật. Tất cả đứng dậy. Ở trong vọng ra tiếng hô hùng hồn. Bá lạp một tiếng. Trong phòng hội nghị 7-8 vị thượng tá đại tá toàn bộ đứng lên, quân dung chỉnh tề, quyền thế phi phàm, mắt nhìn phía trước, sừng sững như núi Thái Sơn. Mời ngồi Phó Soái Diệp.
Trung tướng Cố Toàn giơ tay làm động tác mời ngồi, tuy nhiên Diệp Phàm không dám, chẳng lẽ để người ta đường đường một trung tướng ngồi cạnh một tên nhóc con như mình. Đúng lúc đang nhường thì Cố Toàn mặt nghiêm nghị nói. Hôm nay anh là chủ soái, ngồi đi. Diệp Phàm đành phải ngồi lên, cảm giác chiếc ghế bình thường Thiết Chiêm Hùng ngồi này dường như có lông rậm đâm ra, hơi kẹp vào mông. Ngồi đi. Diệp Phàm chỉnh lại người, khí thế của cao thủ đỉnh bậc thất đẳng phát ra, dùng tay ra hiệu, bá lạp một tiếng, thành viên tổ A ngồi hết xuống. Trưởng phòng tưởng, anh giới thiệu qua về tình hình đi. Trung tướng Cố nói. Vâng thủ trưởng. Tưởng Đại Hải lập tức đứng lên, chào theo nghi thức quân đội, nói. Ngày mùng 3, du thuyền Hoàng Nhã trong lúc vận chuyển qua chỗ sâu ở Thái Bình Dương phát hiện một vật thể hình đĩa không rõ ràng rơi thẳng trên đảo rắn ưng Glasgow. Đảo này ở Xích Đảo. Vào đêm hôm đó, đợt sóng công kích thứ nhất của tổ đặc nhiệm A chúng ta đã xuất phát, tối mùng 4 đến rắn ưng Glasgow, phát hiện diện tích của đảo đó tương đối lớn, một rừng cây cối rộng như biển cả, người đi vào căn bản không nhận biết được hướng đông nam tây bắc nữa. Hơn nữa, bởi vì trên đảo không có người ở, dân chúng thường trú là đại bàng và rắn. Và, tương đối hung tàn, chim ưng phi tới công kích có thể làm người ta trọng thương. Rắn còn đáng sợ hơn, bị cắn chúng mấy tiếng sau mà không trị liệu kịp thời rất có khả năng chết luôn. Đợt sóng công kích thứ nhất gồm 30 đồng chí hiện bị thương nặng đang lui về, 10 đồng chí hiện tai tung tích không rõ. Chắc rằng đang kiên trì trên đảo chờ đợt sóng công kích thứ hai đến cứu trợ. Bởi vì các loại sóng điện vân vân không được sử dụng dễ dàng, sợ bị chặn lại, cho nên bộ đội đặc biệt của các quốc gia đều rất ít sử dụng tới, tình huống khẩn cấp mới dùng để nói vài phút, chỉ sợ bị đối phương phát hiện ra phương vị. Vốn tưởng phát hiện thiên thạch uranium khoáng thạch từ ngoài bay tới, tuy nhiên qua kiểm định của các chuyên gia tổ đặc nhiệm A phát hiện trên đảo không có hiện tượng các loại bức xạ hạt nhân. Vì vậy khoáng thạch từ thiên ngoại rất có khả năng là một loại vật chất khác mà người trái đất chúng ta chưa từng phát hiện, bởi vì hôm đó khi rơi xuống sinh ra năng lượng dao động quá lớn. Cách vài trăm dặm ở ngoài Hoàng Nhã Luân còn cảm nhận được. Toàn bộ đội đặc chủng phái đoàn tinh anh của các quốc gia đều bước vào cuộc chiến cướp đoạt, tuy nhiên gần đây trải qua vài ngày chiến đấu kịch liệt, ám chiến, các quốc gia cũng hình thành một nhận thức chung là không thể tiến thêm bậc nữa. Có nghĩa là tất cả quân hạm chi bằng cách ra xa khỏi đảo này chừng 200 hải lý, cấm bất kỳ các quân hạm cập bờ. Tinh anh mà các quốc gia phái tới không được vượt quá 40 người, cơ bản là dùng máy bay vận chuyển đến chỗ khoảng không rồi trực tiếp hạ xuống. Nếu phải vận chuyển những người trọng thương về thì dùng tàu nhỏ chữa bệnh của quốc gia đó dưới sự giám sát của quan sát viên cập vào bờ của hải đảo. Hơn nữa, nghiêm cấm sử dụng vũ khí có uy lực lớn, nói cách khác là chỉ cần người có thể vác được vào. Ví dụ như loại ống phóng rocket loại nhỏ cũng không được mang vào. Chiến tranh trong rừng rậm, hoàn toàn là thực binh dã ngoại đối kháng, dùng vũ khí là súng lục, súng tiểu liên v.v. các loại vũ khí khinh hình, nhưng các quốc gia đều trang bị theo vũ khí hiện đại nhất, có uy lực nhất để chuẩn bị cho đội viên đặc chiến, không thể qua loa được. Đương nhiên, còn có phi tiêu, cung nỏ, dây móc, bẫy v.v. các loại binh phẩm ứng dụng lạnh. Lựu đạn có thể dùng. Địa lôi cũng có thể dùng. Đây chính là trận chiến tay không, đảo rắn ưng Glasgow đã trở thành vũ đài để bộ đội đặc chủng của các quốc gia biểu diễn huyết sát của mình. Thế nhưng, vũ đài này lại dùng mạng để biểu diễn, chứ không phải là diễn tập nữa. Lần này các cậu xuất phát là đợt sóng công kích thứ hai, tổng cộng có 10 thành viên. Thành viên của tổ đặc nhiệm A khẩn cầu, để tiếp cận chọn người, đặc biệt xin chỉ thị của tổng bộ, do Phó Soái Diệp làm tổ trưởng tổ công kích thứ hai. Tự mình đi chọn 3 thành viên trong tổ dự bị đi trước. Đúng lúc này, một quân lính từ ngoài đi vào báo cáo. Thủ trưởng, quân cơ đã đến, xin ra lệnh. Phó Soái Diệp, anh hạ lệnh đi. Cố Toàn vẻ mặt nghiêm túc nói. 20 phút sau xuất phát, chuẩn bị hết những vật thiết yếu. Diệp Phàm vừa đứng lên, âm thanh trên ghế ba lạp một tiếng. Vâng, bên trong 6 thành viên của đợt sóng công kích thứ hai hét lớn. Ánh mắt đều sáng như sói. Đồng chí Diệp Phàm, tinh anh của tổ đặc nhiệm A không còn nhiều, trọng trách lớn anh gánh vác là phải dẫn được bọn họ sống sót trở về. Tinh anh tổ A chúng ta không để thua được, quốc gia của chúng ta không để thua được, đợt sóng công kích thứ hai phó tổ trưởng Trương Hùng vừa đạt lục đẳng, anh ta toàn lực phối hợp với anh dẫn đội theo. Năng lực ngũ đẳng chỉ có một là Đinh Hương Thủy, còn lại các đồng chí khác đều giống như Trấn Đông Tà. Triệu Thắng V, V, chỉ mới đạt tới tứ đẳng thôi.
đẳng cấp cao đều tham gia vào đợt sóng công kích thứ nhất rồi, tổn thất thiệt hại nặng nề. Đến cả vương bài thượng tướng Lý Khiếu Phong của tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng bị thương, hiện tại chắc cùng với mấy người Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên đang trong khổ chiến chờ tổng bộ trợ giúp. Lần này các anh đi không thể không đạt được mục tiêu, đây là nhiệm vụ chính. Quặng thiên thạch rất quan trọng đối với an ninh quốc gia chúng ta. Thế nhưng, các quốc gia khác cũng vậy, thuyền chữa bệnh của họ cũng đến vài lần, tổn thất cũng không ít so với chúng ta. Át hẳn họ cũng phái đội ngũ đợt sóng thứ hai đến rồi. Lần này là tử chiến, nếu không đoạt được thì không có đợt sóng thứ ba đâu. Đồng chí Triệu Thắng vốn là ở tổ tình báo cũng phải ra trận rồi. Tổ đặc nhiệm A của quốc gia đã rơi vào thế không còn người có thể sử dụng. Bằng không, chúng tôi cũng không dùng đến vương bài cuối cùng là anh đâu. Lão tướng quân Cố Toàn vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ vỗ vỗ vai Diệp Phàm nói. Nghe nói anh thắng cả Lang Phá Thiên, tổng bộ ký thác kỳ vọng cao vào anh đó. Chương 911, đội trưởng đội cảm tử. Ừ, cảm hóa được lão tướng quân trung niên nặng nề, ánh mắt Diệp Phàm kiên định, gật đầu, đi chọn ba người của đội dự bị. Đồng chí Cố Thiên Kỳ, toàn lực mở hệ thống đoàn quân phòng vệ thứ hai, toàn thể quan binh vào trạng thái chuẩn bị tác chiến, bảo vệ bộ đội trung tâm báo săn. Lời nói của lão tướng quân vang vọng khắp phòng họp. Diệp Phàm đưa tay bôi lớp ngụy trang màu đen lên mặt, đương nhiên cũng phải hóa trang một phút, bước vào phòng bí mật. Đội dự bị, các đội viên dự bị toàn bộ đứng thẳng dậy. Thấy bóng Diệp Phàm xuất hiện, lập tức hô to. Chào thủ trưởng. Chào các đồng chí. Diệp Phàm gật đầu. Mẹ ơi, hình như là đại ca, gương mặt hơi giống, chắc là đúng rồi. Đại ca là phó soái đội thứ 8 tổ đặc nhiệm nòng cốt A, mẹ ơi. Trước đây còn tưởng là hắn khoác lác, sao có thể, quá nghịch thiên rồi. Tề Thiên không kìm được hét to. Tuy nói Diệp Phàm bôi lớp ngụy trang đen, tóc tai cũng cào vài cái, nhưng hình dáng khuôn mặt vẫn giống, tương đối quen thuộc với hắn như Tề Thiên và Mai Diệp Thu đều có thể nhận ra được. Những đội viên khác không thân lắm đương nhiên không thể nhận ra, sau này đụng trên đường cũng chưa chắc nhận ra được. Cô nàng kia toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến chuyện lần trước mình dùng súng chỉ vào tên khốn kiếp, nào ngờ lại là phó soái đội 8 tổ nòng cốt, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Vốn cứ tưởng chẳng qua hắn ỷ là vào uy phong của ông anh kết nghĩa Thiết Chiêm Hùng, ai ngờ đâu thằng nhãi này cũng có lai lịch lớn như vậy. Lúc đó nếu làm bị thương hắn, chắc là cả nhà Mai gia ở Bắc Kinh cũng bị tổ đặc nhiệm A nhổ tận gốc. Tới cả các gia tộc vương bài ở Trung Quốc, bao gồm cả những gia đình cách mạng, những gia tộc khai quốc, có thể nói, chẳng ai có thể chịu nổi cơn giận của toàn bộ đội viên tổ đặc nhiệm A. Nên biết tổ đặc nhiệm A tổng cộng có 8 tổ, chỉ có người lãnh đạo của tổ Chiến Long, tổ thứ 8 mới có thể xưng phó soái, nhân số cũng nhiều nhất, là một tổ công kích nhỏ, nhưng kỳ thực cũng là trụ cột của tổ đặc nhiệm A quốc gia. Có thể nói không có tổ thứ 8, không có sự huy hoàng của tổ đặc nhiệm A. Phó soái của tổ thứ 8, người đứng đầu, Mai Diệp Thu nghĩ lại mà đổ mồ hôi. Xoay người, sắc mặt Mai Diệp Thu trắng bệch, bởi vì cô nghĩ bản thân mình luôn có thái độ căm thù và khinh thường phó soái Diệp Phàm này. Giờ hắn đến chọn người, bản thân mình chắc chắn không có đất diễn rồi. Nên biết, có thể là thành viên chính thức trong tổ đặc nhiệm A, Mai Diệp Thu ngay cả nằm mơ cũng khó gặp, vừa hay gặp phải sự kiện lớn, mới tạm thời rút 3 thành viên đội dự bị bổ sung làm thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Tuy nói là tạm thời bổ sung, nhưng những người lăn lộn trốn quan trường quân trường đều hiểu. Chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công, sống sót trở về thì chuyện trở thành đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A như ván đã đóng thuyền. Đầu óc Tề Thiên đương nhiên linh lợi hơn, tin là lần này đại ca sẽ cho anh ta cơ hội. Dù nói trong đám người này, bản thân mình cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có thể xem là có chút trình độ thôi. Tuy nhiên, nếu trọng trách chọn người vào tổ đặc nhiệm A được giao cho Diệp Phàm, thì sẽ do hắn quyết định. Nên biết bình thường, muốn trở thành thành viên chính thức đó còn phải thông qua một loạt những kiểm tra có thể nói là làm khó dễ của nhân sự tổng bộ, các bài trắc nghiệm nhiều vô số kể. Cuối cùng, mỗi người được gia nhập vào tổ đặc nhiệm A còn phải có được chữ ký của đích thân thủ trưởng số 1 quốc gia, mới có thể trở thành đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Trừ phi trình độ của anh là ngũ đẳng, lúc đẳng thì có thể vào trực tiếp không qua những quy định kia. Cái loại này chỉ có con cưng của trời thôi. Con cưng của trời như Diệp Phàm liệu có mấy người. Tuy nhiên, dù hiện giờ tâm tình hai người phức tạp, cũng nhưng cũng chẳng dám hé răng.
Diệp Phàm vừa nhìn thấy Tề Thiên cũng hơi ngạc nhiên, bước từng bước dò xét các đội viên. Đến trước mặt Mai Diệp Thu, dừng lại một lúc, hỏi. Đẳng gì? Báo cáo thủ trưởng, năm ngoái tiến vào khai nguyên chi cảnh tứ đẳng. Mai Diệp Thu đáp vang dội, trong lòng nghĩ, cũng là nhờ anh dùng Hà Thủ Ô giúp tôi thăng lên, lúc đó nghe nói toàn thân tôi sốt mà còn bị anh cho vào nước đá, ắt hẳn cả người đều bị anh mò hết rồi. Giờ còn giả ngu, chắc chắn là muốn trêu chọc tôi. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, hỏi từng người một. Đến chỗ Tề Thiên, Diệp Phàm nhíu mày, đột nhiên hỏi. Lần này hy vọng sống chỉ có hai phần. Báo cáo thủ trưởng, chẳng có hy vọng sống tôi cũng đi. Xin thủ trưởng cho tôi cơ hội, tôi đã viết xong di chúc rồi. Tề Thiên ngẩng cao đầu, mí mắt luôn nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay vỗ vỗ. Tôi nguyện ra ngựa bọc thây vì quốc gia. Thằng danh Tề Thiên này lại giống lên, đương nhiên là muốn thể hiện thái độ với đại ca rồi, ông đây không sợ chết, chỉ muốn thành đội viên chính thức. Diệp Phàm mở ra tư liệu, nhìn vài lần nói. Không tệ, tuy nói cấp bậc hơi thấp, nhưng dũng cảm là tốt, tinh thần xông lên không sợ chết, chính là cậu, Tề Thiên, bước ra khỏi hàng. Hừ, điển hình của đi cửa sâu, bình thường anh em, giờ còn giả vờ không quen, đẳng cấp còn thấp hơn mình, lại được lựa chọn đầu tiên. Ta phỉ, Mai Diệp Thu trong lòng mất mát, miệng chu lên nhưng không dám lên tiếng. Mai Diệp Thu, nghe nói nhà cô ở Bắc Kinh là nhà quyền quý, nhưng lần này rất nguy hiểm. Không còn mạng nữa thì lấy gì mà dùng ngôi nhà đó? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Thủ trưởng, tôi không sợ, chỉ muốn nỗ lực vì quốc gia, chết cũng không tiếc. Mai Diệp Thu la lớn, ánh mắt mong ngóng nhìn đồng chí Tiểu Diệp. Thực không hối hận. Diệp Phàm nói. Chết không sợ còn hối hận cái gì? Mai Diệp Thu gan cũng lớn, cho rằng Diệp Phàm đang đùa mình, bèn bước lên. Bước ra khỏi hàng. Những chữ Diệp Phàm thốt ra, đối với Mai Diệp Thu mà nói, chính là thiên tốc tri âm. Thầm nghĩ, coi như anh cũng biết nhìn hàng đó, nếu mà không cho bản cô nương tham gia, thì ta sẽ làm ồn ào lên vụ của Tề Thiên, bằng bất cứ giá nào. Không phải là hắn sờ soạng người mình rồi, nên trả cho mình một ân tình. Danh ngạch cuối cùng dành cho tứ đẳng cao thủ Kiều Viên Viên. Dáng cô nàng này thực sự không thể chê vào đai được, khuôn mặt tự nhiên rào rạt thanh xuân, giống như có đánh một lớp phấn mỏng, nhưng kỳ thực không hề có chút phấn nào. Chiếc mũi vểnh hoạt bát kiêu ngạo mà tự tin, môi hơi nhếch lên, ngũ quan tinh xảo giống như một bức tranh tiên nữ. Nhất là cặp mắt dưới hàng mi dài, nhẹ nhàng lay động, đáng yêu như búp bê, làm động hồn phách mà còn khiến người ta mê man bất định. Cô nàng này có thể so sánh sự thanh khiết với Ngọc Kiều Long, đều có khí chất cao quý, nếu như thay bộ đồ công chúa vào, chắc chắn sẽ có khí chất giống như công chúa Bạch Tuyết, thuộc cấp bậc hại nước hại dân. Ngọc Kiều Long so với cô nàng, chỉ có thể là đóa hoa bách hợp núi thôi. Hơn nữa, hiện nay cô nàng mặc bộ đồ quân nhân, có một tư thế đặc biệt khí khái oai hùng, nhìn sơ qua sơ yếu lý lịch, tốt nghiệp học viện âm nhạc hạng nhất trong nước. Ngoài ra, còn có bằng thạc sĩ học viện âm nhạc và thạc sĩ y học đại học phục đán. Vào thời điểm đó, có hai bằng là một chuyện không hề đơn giản. Khiến cho Diệp Phàm thầm kinh ngạc, nhìn qua tuổi, không ngờ tuổi vẫn còn nhỏ, quả thực người này còn nghịch thiên hơn cả một thiên tài như hắn, có lẽ có một cảm giác muốn biết, với lại cô nàng này cấp bậc cũng cao nhất, nên đành trực tiếp chọn cô nàng. Tuy nhiên, đối với những kỳ lạ về lai lịch cô nàng này, ngoài mặt không hề thể hiện rõ. Diệp Phàm dù ngạc nhiên nhưng cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Đi một ngày một đêm, sau khi nghỉ ngơi đơn giản trên máy bay một chút thì cùng cả tổ bàn đối sách. Nhưng, nói trắng ra căn bản cũng chẳng có đối sách gì tốt, lần này rắn ưng Glasgow tạm thời chiếm đoạt toàn bộ hiện trường. Vì, trong khu rừng rậm nguyên thủy, quá nhiều nguy hiểm ẩn nấp. Thiên nhiên, so với diều hâu, rắn, cùng với một số thú dữ bất cứ lúc nào cũng đòi mạng người. Những người này dù là tinh anh của quốc gia, nhưng cũng chẳng có tin tức mục tiêu gì của đối thủ, hoàn toàn dựa vào mày mò và vận may của bản thân. Tạm thời không liên lạc với các đội viên còn lại của tổ A. Nguy hiểm trong cả khu rừng, vô ý một chút là toi mạng ngay. Cuối cùng mục tiêu ở trên không. Trong bóng tối, chiếc máy bay vận tải lớn mở cửa. Từng âm hồn nhảy xuống bầu trời đen kịt. Lần này địa điểm hạ xuống là một địa phương tên Xà Quật. Vừa mới nghe tên đã khiến người ta lạnh tim gan, rắn độc chắc chắn rất nhiều. May mắn, quá trình hạ xuống coi như thuận lợi.
Các đội viên đều đã tới, Diệp Phàm cũng hạ xuống mặt đấy, mới phát hiện mọi người đều bị mắc trên đỉnh cây lớn, có đội viên còn bay qua bay lại trên không trung, muốn cởi dù ra cũng khó. Nếu cắt đứt dây dù, ngã xuống chết là chuyện không còn phải nghi ngờ. Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật, thấy hang rắn này thực sự rất lớn, từng khối cũng mở rộng phạm vi đến mấy trăm mét, cao cũng vài mét. Vội vàng giúp mọi người thoát khỏi dù, bằng không, nếu bị công kích, dù và nhánh cây sẽ làm toàn quân bị tiêu diệt hết. Lúc này tuyệt đối không được mở đèn, màu tối của đêm đen còn dùng để làm màu bảo vệ. Diệp Phàm có thuật ưng nhãn, và bức nhĩ thông thuật, nhị giác và thị giác tốt hơn nhiều so với những người khác. Hơn nữa, quốc gia cũng có cung cấp mắt kính hồng ngoại nhìn ban đêm theo công nghệ cao nhất, Diệp Phàm cảm thấy so với khi trời mưa âm u của buổi sáng còn rõ hơn. Các đội viên khác đương nhiên không có được vận may này, dù nói họ có mắt kính ban đêm, nhưng nhìn vẫn rất lờ mờ, chỉ có thể phân biệt đại khái hình dáng mà thôi, nếu đối thủ núp trong đám lá cây rậm rạp, căn bản cũng chẳng phân biệt được đâu là người đâu là cây, tính nguy hiểm rất lớn. Ở đây, sát nhân có muốn giết người thì còn dễ hơn giết một con gà, chẳng có chút tâm lý gánh nặng nào, cũng chẳng cần anh phụ trách. Cao tầng của mỗi quốc gia hình như đều ngầm có phương thức chém giết này. Nghĩa là nếu anh có bản lĩnh thì cướp đi, không cướp được thì tự giải quyết mạng mình. Tính tàn khốc của chiến tranh chính là ở đây. Diệp Phàm giải quyết ràng buộc cho mọi người một cách thuần thục, giống như một linh vượn đang chuyển cành, thực sự còn linh hoạt hơn cả khỉ. Vì khinh thân đề túng thuật của Diệp Phàm được thi triển tới cực điểm rồi. Thấy tổ phó Trương Hùng cách đó không xa, y cũng là cao thủ lục đẳng, Diệp Phàm giải quyết vướng mắt cho y đầu tiên. Lạc Bảo Tiền xoay tròn không tiếng động lượn vòng ra ngoài, vài tiếng xoẹt nhỏ vang lên, dây dù đứt ngay, y nhảy xuống thân cây. Hai người một thủ thế, một phân công hành động. Lần trước lấy được Lạc Bảo Tiền từ tay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Tăng Thiên Tập đoàn Bảo Đức Lai Hong Kong, trước đây Diệp Phàm cũng không hiểu chuỗi dây dạng đồng tiền này có lợi gì. Chương 912, có bắt được tạp chủng không? Lúc đó chỉ cảm thấy những đồng tiền này có một tia nội tức quen thuộc, cho nên quyết định phải nhanh chóng chiếm được nó. Sau này, trong một lần thử nghiệm, đã vô ý nhập toàn bộ nội tức vào trong Lạc Bảo Tiền, sinh ra kỳ tích. Những đồng tiền trong này không ngờ tự động mở ra, để lộ những răng cưa nhỏ như hạt cát. Lúc đó Diệp Phàm khoát tay Lạc Bảo Tiền liền xoay tròn bay lên, xoay tròn đến cây cổ thụ to bằng miệng bát, cây cổ thụ kia chỉ vang lên tiếng trả lời răng rắc rồi gãy. Đồng chí Diệp Phàm liền sợ ngây người, miệng thở dài. Uy lực quá lớn, chẳng lẽ nào những chiếc răng cưa này làm bằng kim cương? Nhưng, mấy cái này, uy lực quá lớn, sau này dùng mà không thu lại được thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Sau đó, nhờ tập luyện một thời gian dài, dần dần Lạc Bảo Tiền cũng bay theo quê tích. Hiện nay Lạc Bảo Tiền khi được kinh lực khống chế thì bay chính xác như một chiếc đĩa bay, sau khi công kích xong đối tượng sẽ trở về trong tay. Mấu chốt là phải nắm kinh lực cho thật chuẩn xác. Diệp Phàm khổ luyện. Qua nửa năm không ngừng luyện tập, giờ dưới điều khiển của khí tức, Lạc Bảo Tiền ó thể xoay trong, cắt đứt một cây cổ thụ to bằng miệng bát cách 500-600 mét mà không có tiếng động. Giết người chỉ là vấn đề nhỏ không đáng nói, hơn nữa, điểm lợi lớn nhất của chuỗi dây nào là công kích vô thanh vô tức, không một tiếng động nào vang lên, chắc hẳn chỉ khi Bảo Tiền bay sát cao thủ rồi mới phát hiện ra được, nhưng khi ý nghĩ vừa lóe lên thì đã không còn kịp nữa rồi. So với lý đao của mình, Lạc Bảo Tiền có khả năng công kích ở khoảng xa, nhưng tốc độ không nhanh bằng lý đao công kích tốc độ nhanh, nhưng cự ly lại không xa bằng Lạc Bảo Tiền. Cho nên, mỗi cái đều có đặc điểm, có thể bù trừ cho nhau, lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Trong chốc lát, 10 đội viên chỉ còn lại Kiều Viên Viên vẫn treo trên không trung vội vàng cắt đứt dây dù. Diệp Phàm vừa nhìn thấy, vội vàng lao qua, vừa mới lao đến gần Kiều Viên Viên. Trong tai nghe đã truyền đến tiếng cảnh báo của Trương Hùng. Có tình huống, ngoài 400 mét trước mặt về phía đông. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm lại thêm kính nhìn đêm, thấy có hai bóng đen tuyển cách 400 mét, trong tay đang cầm súng trường nhắm về phía Kiều Viên Viên. Tia định vị hồng ngoại đã tập trung mục tiêu, sinh mạng của Kiều Viên Viên đang bị đe dọa. Diệp Phàm biết hai bóng đen kia chắc chắn không phải người cùng một nhà, vì tổ viên tổ A có cách liên hệ đặc biệt với mình. Ở gần như vậy, nếu là người mình, thì đã truyền tín hiệu đến trước. Có để ý nữa cũng không kịp. Đạn đã bắn, giống như một con đại điệu mượn lực đàn hồi của nhánh cây bắn ra trên không trung, tiểu lý đao vội bay ra khỏi tay cắt đứt dây thừng trên người Kiều Viên Viên.
Kiều Viên Viên kinh hãi mồm miệng há to, nhưng không thốt ra được âm thanh gì, tố chất tâm lý vẫn còn. Cô nàng này không khống chế được cơ thể nữa rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét, biết mình chắc hẳn xong rồi. Cho dù mình có là cao thủ tứ đẳng đi nữa, nhưng ngã xuống từ độ cao trăm mét, trong lực giống như một viên đạn pháo, dù có là một cao thủ thất đẳng rơi xuống, chắc hẳn cũng chỉ còn một đống thịt, không thể nào sống sót được. Những đội viên đã cứu được cạnh đó cũng không đến kịp, phẫn nộ tập trung hỏa lực bắn về phía hai bóng đen cách 400 mét. Nhưng, đối thủ cũng là cao thủ, điều này chẳng cần phải nói rồi, có thể ở trong rừng này đều là cao thủ, là tinh anh nhất của mỗi quốc gia, chẳng có một ai yếu đuối cả. Tay súng kia lập tức lăn vòng, trốn mình vào trong bụi cây cao, có bắn chúng hay không cũng chẳng ai biết, ắt hẳn là không rồi, vì cự ly quá xa. Còn hai viên đạn uy lực cao cũng xoạt qua đầu Kiều Viên Viên, xuyên qua dù găm vào hai cây đại thụ. Diệp Phàm vừa thấy, dù có dùng phi tác chảo cũng không kịp. Dùng lực đạp mạnh lên cây, giống như sấm chớp bắn về phía Kiều Viên Viên. Vì hắn dựa vào thân thủ thất đẳng đỉnh của mình có thể nắm chắc tư thế trên không trung. Vô cùng may mắn. Vừa vồ ra đã may mắn ôm được người Kiều Viên Viên hạ xuống, hai thân cây bị Diệp Phàm dùng lực đạp xuống đã bay ra ngoài. Nhưng, không gian trung tâm lại được mở rộng, chừng 5-60 thước, Diệp Phàm đánh giá có thể hạ xuống cành cây đối diện. Tuy nhiên, lý thuyết so với thực tế khác nhau. Thêm sức nặng của hai người, cành cây đối diện cách mặt đất 20 mét không chịu nổi, hai người ôm lấy nhau lao thẳng xuống. Ông đây còn chưa cưới vợ lẽ nào đã xong ở đây rồi sao? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, sống chết ngay trước mắt ai có thể ngoại lệ chứ? Dư quang của thằng nhãi này thấy hai mắt Kiều Viên Viên đang được ôm chặt trong lòng mình đang mở to, dường như hơi sợ hãi. Cô nàng này cũng đang tính toán làm thế nào đưa báo tin đến địa phủ, may là còn có một bạn đồng hành, đường đến Hoàng Tuyền chắc cũng không cô đơn. Hơn nữa, đi cùng mình đường đường là phó soái Diệp Vương bài thần bí, thân hình coi như cũng không làm người ta thất vọng. Nói chậm nhưng mà rất nhanh. Mắt nhìn thấy cách đấy khoảng 40 mét, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Dường như chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Bà mẹ nó, trong lòng Diệp Phàm giống to, vận toàn bộ nội kình, mấy miếng lạc bảo tiền từ tay phải cùng lúc bắn ra ngoài, giống như thiên nữ tán đạn cuồng bạo công kích. Kiều Viên Viên đương nhiên không hiểu mục đích của Diệp Phàm, hơn nữa, cô cũng chẳng nhìn thấy lạc bảo tiền kia. Đột nhiên, cô nàng này chớp mắt vài cái, đưa lưỡi liếm cổ Diệp Phàm một chút dưới tình hình nguy hiểm cùng cực này, mạng sắp không còn rồi. Dĩ nhiên Diệp Phàm chẳng có tâm trí đâu mà hưởng thụ môi thơm của người đẹp. Hai, trước khi chết có thể đem nụ hôn đầu tặng cho người không quen, liều mạng cứu mình, coi như là không có gì hối hận, chỉ mong kiếp sau mình có thể trở thành của người ta. Trong đầu Kiều Viên Viên không ngờ lại có những suy nghĩ lộn xộn này, nếu Diệp Phàm có thể đọc được suy nghĩ, thực sự cũng hết chỗ nói. Kỳ thực, thằng nhãi Diệp Phàm này cũng chẳng phải người cao thượng gì. Sao lại cam tâm tình nguyện xông vào nguy hiểm cứu cô nàng này, đó cũng vì chút công lợi. Vì trước khi ra khỏi căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, Diệp Phàm lên máy bay cuối cùng. Trung tướng Cố Toàn Tổ phó tổ đặc nhiệm A đưa hắn lên máy bay không ngờ đã than thở bên tai Diệp Phàm. Kiều Viên Viên, hai. Ba chữ này, cố tướng quân hình như không cố ý nói ra, dường như chỉ là tiếng thở dài. Ngay tức khắc đã khiến trong lòng Diệp Phàm chấn động, có chút khó hiểu. Thầm nhủ Kiều Viên Viên này chẳng lẽ có lai lịch gì? Bằng không, lão cố sẽ không vô duyên vô cớ than thở bên tai mình như vậy, dường như chỉ than riêng cho mình nghe, dù lão cố than rất tự nhiên nhưng Diệp Phàm có thuật xem tướng, có thể cảm giác được, cho nên, thấy rất kỳ lạ. Vì vậy, vừa rồi Kiều Viên Viên gặp nạn, thằng nhãi này mới liều mạng vật lộn. Nếu Kiều Viên Viên rất có lại lịch, chắc chắn biểu hiện của mình có thể chiếm được cảm tình tốt của cô nàng. Bằng không, cô nàng chưa khai chiến đã chết, chắc chắn Kiều gia sẽ ghi hận lên người mình. Diệp Phàm dù nói không sợ điều này, nhưng cố tướng quân đã đặc biệt thở dài thành tiếng, dường như có ý nhắc nhở hắn chiếu cố cho tốt cô nàng này kẻo lại gây ta chuyện phiền toái. Các gia tộc quân chính ở Trung Quốc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính trị trong nước. Mình là một chủ tịch huyện có thể làm được gì? Đương nhiên, đồng chí Diệp cũng không phải mãng phu, trong lòng hắn sớm đã tính đâu vào đó rồi. Chỉ có điều chưa qua thực tiễn chứng minh, có một số cái chưa chắc chắn thôi, giờ là lúc để chứng minh rồi. Xoẹt xoẹt, lạc bảo tiền cắt không khí, trở về dưới chân Diệp Phàm. Đây chính là điểm lợi hại của lạc bảo tiền, nó bay trở về như món đồ chơi đĩa bay,
dĩ nhiên, cái này cũng liên quan đến thân thủ của Diệp Phàm. Tinh thần Diệp Phàm rung lên, bàn chân giẫm chính xác lên lạc bảo tiền, mượn phản lực của bảo tiền, ôm người đẹp nặng nề rơi xuống bụi cỏ. Còn tốt, tuy nói tương đối đau, nhưng chí ít còn giữ được mạng. Thêm một cái nữa được không? Diệp Phàm đặt mông ngồi xuống đất, kề sát nói vào tai Kiều Viên Viên. Mặt của cô nàng họ Kiều đỏ hồng lên, thuần khiết như mầm cỏ dại, đỏ tươi khiến người ta thấy đáng yêu. Trợn mắt liếc Diệp Phàm không lên tiếng, nụ hôn đầu khi nãy đương nhiên là cử chỉ hoang đường khi biết chắc đã rơi vào chỗ chết, giờ thằng nhãi này không ngờ lại mặt dày mày dạn nhắc đến, cô nàng nào chịu được chứ? Các đội viên đều tới, hơi sửa sang lại một chút. Có bắt được hai tên tạp chủng kia không? Diệp Phàm hừ giọng nói, sự phẫn nộ đầy mùi máu tanh. Không ạ, chắc hẳn chưa chạy xa, có lẽ có một đội, không biết là người của nước nào. Tổ phó Trương Hùng nói. Giết! Diệp Phàm tê vung tay lên, 10 đội viên thương lượng xong chia nhau đi, như báo biến mất trong đêm đen. Như một mũi ngọn, Diệp Phàm tiến lên trước. Vốn Diệp Phàm là tổ trưởng, nên bọc lót phía sau, nhưng, đây là sắp xếp của bản thân Diệp Phàm. Vì hắn có mắt ưng và tai rơi, các đội viên khác đương nhiên không biết được điều này, nên đối với tổ trưởng Diệp Phàm thí tốt phía trước, tinh thần cam thâm tình nguyện hy sinh chính mình khiến cho họ khâm phục suýt chút nữa nước mắt lưng tròng. Kỳ thực mọi chuyện đâu được như vậy, đồng chí Diệp Phàm quý cái mạng mình nhất, sao có thể tặng không mạng mà không chuẩn bị gì. Nằm sấp như rắn được ngàn mét, cuối cùng Diệp Phàm cảm giác ở bụi cỏ phía xa cách 500-600 mét có vấn đề. Lập tức thủ thế, toàn thân dán chặt xuống đất bất động. Tai Diệp Phàm nhẫn nại dán xuống đất cảm nhận, xác định trong bụi cỏ chắc chắn có gì đó, dường như cổ tử khí rất quen thuộc. Chẳng lẽ y chính là ma sư y hạ kia, y gia nhập tổ thần đạo Nhật Bản từ khi nào? Diệp Phàm báo tình hình với tổ phó Trương Hùng. Bình thường nghe nói một đợt sóng công kích của tổ thần đạo Nhật Bản có gần 20 người, theo tin tức đáng tin cậy, sau khi bọn chúng đến khu rừng, không may mắn. Gặp ngay tổ Hồng quân của Nga, hai bên bắn nhau chết mất 8 người, sau đó lùi vào nhà kho càng xui xẻo, gặp phải tổ Hải Lang giường cột của Mỹ. Sau một hồi vật lộn, còn lại 6 người lùi xuống bãi biển, toàn bộ đều bị thương, đợt sóng đầu tiên có lẽ đã rời trận đấu. Nhưng, có lẽ đợt sóng thứ 2 đã tiến vào. Còn tổ đặc nhiệm A chúng ta theo sau tổ thần đạo Nhật Bản cũng gặp phải tổ Hải Lang của Mỹ, trong lúc hỗn chiến không ngờ còn gặp tổ Lam Sơn Hồ của Anh. Dưới sự vây ép tấn công của hai bên, tướng quân Lý Khiếu Phong đã bị thương. Chương 913, diệt sát. May là nền tảng của chúng ta vững vàng, Trung Quốc là một nước lợi hại, bằng không, trong rừng rậm thế này, chắc hẳn toàn quân đã bị tiêu diệt rồi. Trương Nhã nói trong tai nghe, tâm tình tương đối nặng nề. Quan hệ Nhật-Mỹ không phải tương đối tốt à? Sao lại đấu tranh nội bộ? Diệp Phàm hỏi. Trước lợi ích. Quan hệ gì cũng đều là giả dối. Mỹ bề ngoài quan hệ tốt với Nhật, là vì Mỹ muốn lợi dụng nước Nhật có vị trí địa lý gần Trung Quốc chúng ta nên liên kết để chế ngự Trung Quốc chúng ta quật khởi. Còn Nhật lại muốn dựa vào hậu thuẫn quân lực mạnh mẽ của Mỹ, bằng không, trước mặt bầy sư tử Trung Quốc chúng ta, Thái Dương Nhật Bản chắc chắn ngày nào cũng bị dọa hết hồn. Bọn họ là mặt trời chỉ có một, còn ngôi sao 5 cánh chúng ta có tới 5 ngôi sao. Nghe nói những ngôi sao xa xôi nhiều hơn so với mặt trời nhiều. Cho nên, dù sao, trong quá khứ, những tội ác của bọn họ đối với người dân Trung Quốc chúng ta là hành vi tội ác không thể tha thứ được. Hơn nữa, lần này để cướp được thiên thạch lớn không rõ ngoài hành tinh có giá trị thúc đẩy thay đổi thời đại quân giới mới, làm gì còn có đồng minh nữa. Ở đây, trừ thành viên của bản quốc, những người khác, đều là kẻ thù. Ai cũng không muốn bị người khác cướp đi một mili nào, vì hòn đá kia, liên quan đến chiến lược an toàn quốc gia. Trương Hùng giải thích, những chuyện này trên quốc tế, cũng hơi giống như đấu tranh trên quan trường. Vì lợi ích có thể liên minh, vì lợi ích có thể đâm nhau một dao. Diệp Phàm một tiếng, hạ lệnh. Tản ra đi, theo dõi chặt chẽ lùm cây đối diện. Chúng ta phải đấu với họ một trận. Ắt hẳn tổ viên đợt sóng thứ hai của tổ thần đạo Nhật Bản cũng là một số tạp quân, dễ đối phó hơn so với đợt thứ nhất. Trong rừng rậm này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Những đội viên nằm mai phục dưới đất không nhúc nhích, cũng có hai đội viên bị rắn độc ghé thăm, một con bò qua cổ, một con bò qua đáy quần của Tề Thiên, chuyển động ở đám cỏ dưới quần trong của Tề Thiên một vòng, cảm thấy không thoải mái, nên lùi đi mất.
Đồng chí Tề Thiên, dĩ nhiên là sợ đến nỗi suýt chút nữa là tiểu ra quần, may là tố chất tâm lý của thằng nhãi này vẫn coi là cứng rắn, nên vẫn cố nín không tè ra quần. Sau này khi về nước tên nhãi này đã hét lớn. Mẹ nó, suýt chút nữa là đã quan hệ với em rắn rồi. Phong cách của thiếu tá Tề Thiên ngon lành quá, ha ha ha. Đồng chí Diệp Phàm trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh nhân thú chi chiến. Nhưng mà tên Tề Thiên này cũng tiền vệ quá, không giờ còn người rắn chi giao. Vài giờ sau Diệp Phàm dẫn đầu hành động, khinh thân đề túng thuật của thằng nhãi này đã luyện rất tốt. Ngụp lặn đến lùm cây đối diện giống như mèo rừng. Sau khi rán sát xuống đất trinh sát, thấy trong bụi cây chính xác có 5 mục tiêu, đương nhiên, rốt cuộc có phải người hay không còn khó nói. Vì còn có khả năng là động vật dã thú gì đó. Nhưng, có dấu vết của con người. Sau khi thương thảo nhanh gọn với Trương Hùng, trong các đội viên đợt sóng thứ 2 Trương Hùng là mạnh nhất, cũng lặng lẽ đi theo sau Diệp Phàm. Động tác của những thành viên khác cũng tương đối lớn, giả bộ thối lui. 8 người lui ra sau mấy dặm tạo thành hình chữ nhất. Dĩ nhiên, đồng chí Diệp đang làm như thể để dụ dỗ. 5 người trong bụ cỏ không biết đồng chí nước nào quả nhiên trúng kế, không chịu nổi nữa. Kỳ thực đám người này cũng rất giảo hoạt. Vì bọn họ nắm được chính xác số thành viên tổ đặc nhiệm A Trung Quốc hạ xuống. Vừa rồi Diệp Phàm vì cứu Kiều Viên Viên, nên bọn họ nhận định là đã có 2 người chết. Vì, ở tình huống như vậy tuyệt đối không cách nào sống được, thế thì vẫn còn lại 8 người đúng không? Chỉ là bọn họ gặp phải loại dị biệt Diệp Phàm, đã dùng lạc bảo tiền cứu chính mình. Nếu tổ đặc nhiệm A đã lui ra ngoài mấy dặm, thì bọn họ cũng từ trong bụi cây nằm sấp tiến lên phía trước. Dĩ nhiên không dám tìm phiền phức với tổ A rồi. Đám người này chính là 5 cao thủ còn lại từ đợt sóng công kích thứ nhất của Nhật Bản. Rất lặng lẽ, ngay cả hệ thống tình báo của các quốc gia cũng bị lừa. Không thể không nói, phương diện công nghệ cao của Nhật Bản quả thực là đạt tiêu chuẩn đỉnh cao thế giới. Nhưng do mấy ngày hôm trước đã chiến đấu kịch liệt, nên ai nấy đều bị thương, đến bây giờ vẫn còn kiên trì, là để chờ đội viên đợt sóng thứ 2 của Nhật Bản đến thay bọn họ. Trong đó có cao thủ do Y Hạ Ma Cung triệu đến, đó là sát thủ được tổ thần đao Nhật Bản thuê đến. Động thủ. Trong lòng Diệp Phàm thầm nhắc, nhắm chính xác mục tiêu, quang phi đao bão táp ra. Vâng. Một tiếng vang lên, tiếp theo phía ngoài đám cỏ bị đè xuống được truyền tới. Có lẽ là giải quyết được một tên. Đồng chí bên cạnh nóng nảy, vì không hề nhìn thấy phi đao của Diệp Phàm, còn tưởng rằng đồng bọn không cẩn thận bị ngã, vội vàng đi qua muốn đỡ lên, phi đao thứ hai của Diệp Phàm dĩ nhiên không nương tay, một ảnh tử vừa lóe lên, người thứ hai cũng bị giải quyết. Quy Điền Đạo Quân, ma sư ngũ đẳng của ma cung kia dù sao cũng không phải thành viên chính thức, tố chất tâm lý chưa đủ cao, vì người vừa ngã xuống là Quy Điền Đạo Quân người thân của hắn. Thằng nhãi này nóng nảy, đứng lên, đưa thanh xung giảm âm lên bắn loạn xạ. Trương Nhã cách đó không xa vừa nhìn thấy một đầu dạn bắn tới. Bèn kêu mọi người nằm xuống đất, súng còn bắn lên trời vài phát, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Kỳ lạ là, hai người còn lại không hề nhúc nhích, nhìn thấy hai đồng bọn của mình bị giết nhưng vẫn không xuất hiện, cố nhịn xuống. Tiếng súng nhỏ nhoi qua đi, Diệp Phàm nằm xuống đất quan sát, nhưng không thấy hai tên kia. Không biết đã di chuyển đi đâu, vì tình hình trong bụi rậm quá phức tạp. Cao thủ. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, dặn dò Trương Nhã nằm sát xuống đất không được lộn xộn. Ánh bình minh dần dần ló dạng, trời đã tảng sáng, cả một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy hai tên kia. Chẳng lẽ hai tên còn lại bị dọa sợ chạy mất rồi? Diệp Phàm có chút hoài nghi. Đúng lúc này, trong tai nghe liên lạc vang lên giọng nói lo lắng của tổ trưởng Đinh Hương Thủy. Báo cáo cầu tử, biệt hiệu của Diệp Phàm, lọt vào phục kích, thôn kê bị thương, yêu cầu chi viện. Vì tổ viên tổ A thi hành nhiệm vụ đều dùng biệt hiệu, hơn nữa, trước khi đi còn phải tiêm, uống một lọ thuốc, đó là mánh lới của tổ khoa học năng lượng. Dưới kích thích của loại thuốc tiêm này, sau khi tiêm không lâu có thể làm cho các cơ trên mặt của anh nhô lên hoặc bị vùi lấp, sau khi mặt của anh nhô lên vùi xuống vài lần, thì sẽ được thay hình đổi dạng, vốn dĩ tướng mạo sẵn có của anh sẽ tạm bái bái. Ngay cả mẹ của anh nhất thời cũng khó nhận ra anh được. Đương nhiên, loại thuốc kích thích này cũng có những tổn hại nhất định đối với cơ thể, không phải những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm thì khuôn cần dùng, tùy theo số lượng dược vật sử dụng gia tăng, thời gian biến hình liên tục cũng dài hơn. Lần này, thành viên đợt sóng thứ 2 đi, ắt hẳn thuốc đó cũng duy trì được một lần.
Dĩ nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn lập tức hồi phục, phải thêm lần nữa, bằng không, anh có thể đợi một tuần sau nó tự nhiên sẽ hồi phục. Nhưng, loại thuốc này muốn thay đổi khuôn mặt một người lâu dài là không được, trước mắt chưa làm được. Khi nào nhiệm vụ yêu cầu, thì phải tiêm liên tục. Tuy nhiên, sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể. Người bình thường không dám dùng, có lẽ nếu sử dụng rồi, sẽ đánh mất công năng giới tính, hoặc vĩnh viễn lưu lại căn bệnh khó chữa. Nghĩ lại cũng bình thường, cơ thể con người là hình dáng sinh trưởng tự nhiên, anh cố gắng dùng dược liệu tạm thời thay ra đổi thịt cơ thể, đương nhiên là phải trả giá rồi. Loại thuốc nước này, chẳng những Trung Quốc có, mà ắt hẳn những nước lớn như Mỹ, Nga, Anh cũng có. Nhưng nghe nói bọn họ làm không tốt bằng tổ khoa học năng lượng tổ A. Vì một nửa dược liệu của loại thuốc biến hình của tổ khoa học năng lượng đều là bằng thảo dược tinh khiết, nghe nói là dung hợp phương thuốc cổ truyền trong cổ mộ dung hợp với mấy món đồ chơi khoa học kỹ thuật hiện đại. Thời cổ đại không phải có thuật dịch dung sao, có lẽ là tham khảo. Còn bên phương Tây thì đều làm từ dược phẩm hóa học. Cho nên, tổn hại lớn cho người sử dụng. Bọn họ đương nhiên là muốn cướp đồ quý của Trung Quốc, nhưng, trước nay chưa có cách nào đắc thủ. Cái này, cũng là cơ mật cao nhất của tổ A, phải dùng khí nội tức mới có thể chế thành công. Chẳng hạn biệt hiệu cầu tử của Diệp Phàm nghe thì quê mùa. Lúc đó Thượng tướng Trấn Đông Hải Thượng coi danh sách cũng hơi giật mình. Bắt hẳn lão già này thầm oán đồng chí Diệp là phó soái tổ nòng cốt thứ 8, nhưng tư tưởng nông dân vẫn còn nghiêm trọng. Lấy một cái biệt hiệu quá quê mua, cứ kêu là, thổ cẩu, còn dễ nghe hơn. Lang Phá Thiên gọi là sát thần, rất có phong cách. Thiết Chiêm Hùng thì gọi là nê thối tử, chắc hẳn lão Thiết chưa làm qua chuyện nhà nông, cho nên tôn trọng chuyện trở về thiên nhiên, muốn về làm nông dân trồng ruộng. Còn Đại Soái Vương Bài Lý Khiếu Phong danh hiệu là đầu sư tử cùng tên với thần ý hỉ lai lạc trên phim truyền hình, nhưng Lý Khiếu Phong là cao thủ bát đẳng trên thiên hạ ai dám đi chọc đầu sư tử. Khác nào là đi tìm chỗ chết. Biệt hiệu của Triệu Thắng là Thôn Kê, là đồng chí đáng thương vừa báo cáo bị thương lúc nãy. Còn Đinh Hương Hoa biệt hiệu là Miên Lý Trung rất hợp với người con gái dịu dàng như bông này. Nhưng, đóa hoa bông như cô có thể kẹp được người khác đấy. Biệt hiệu của Trương Hùng là Vô Tình, chắc ảnh hưởng của tứ đại danh bộ. Giác Đắc Vô Tình, đồng chí Tiếp Phong, nhưng, chân của Trương Hùng không thẳng, chẳng giống chút nào. Biệt hiệu của Tề Thiên là Thối Miết vì tên nhãi tự cho chân mình là lợi lại, kỳ thực cũng chẳng phải lợi hại gì, cho nên đằng trước đặc biệt đem vào chữ miết, ý là công lực chân khá tốt mà thôi. Biệt hiệu của Kiều Viên Viên là Tuyết Trùng, ăn khớp với vẻ thanh băng, ngọc khiết, trang nhã, đáng yêu và có chút làm điên đảo quần chúng của cô gái này. Biệt hiệu của Trấn Đông Tà càng phong cách hơn, con rắn chắc chắn có thể làm thối chết cả đám người, nhưng, hình như cũng có thể làm thuốc. Đội viên nữ thú vị nhất, đều được gọi là trùng, Mai Diệp Thu được gọi là mao trùng sâu lông. Lúc Diệp Phàm nhìn lướt qua, lập tức nổi da gà, tính cách của Mai Diệp Thu đúng là giống sâu long. Vừa nghĩ người con gái này kêu réo muốn cắt thứ đồ chơi lông lá trong quần của anh chàng háo sắc, Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh. Cho nên, lần đó Thiết Chiêm Hùng nói là làm mai cho hắn, thằng nhãi này kiên quyết phản đối. Giờ nghĩ lại, quyết định này vô cùng anh minh. Ngủ chung giường với một con sâu lông, không bị cô nàng làm ngứa chết mới lạ. Chương 914, chống lại đội quân cảm tử Đông Dương. Cho nên, đội viên tổ A khi thi hành nhiệm vụ toàn kêu bằng biệt hiệu, hoặc cũng có khi sắp xếp theo con số. Chẳng hạn Diệp Phàm chính là số 1, Trương Hùng chính là số 2. Làm như vậy đương nhiên là không muốn các thành viên đặc nhiệm của các nước khác tra được gốc gác. Các chiêu thức phòng chống đối thủ của đội viên chiến đấu đặc biệt các nước nhiều vô số kể, thường khó mà biết được gốc gác của đối thủ. Dù là một cao thủ lợi hại, anh cũng chỉ biết một biệt hiệu mà không biết rốt cuộc hình dạng người này như thế nào. Chẳng hạn Lang Phá Thiên rất nổi tiếng, vì biệt hiệu của anh ta là sát thần, các đội viên đặc chiến của nước ngoài chỉ biết sát thần của tổ A, dù Lang Phá Thiên có đức trước mặt anh cũng chẳng biết anh ta chính là sát thần kia. Bí mật. Đó là gốc rễ sinh tồn của tổ viên đội A. Quân bài mà bị người ta mò được rồi thì người ta có thể chỉ súng vào anh, dùng súng ống hiện đại giết một siêu cao thủ cấp bát đẳng hình như cũng không cần tốn quá nhiều sức lực. Cho nên, đừng để đẳng cấp giả dối của tổ A làm mê hoặc. Đẳng cấp chỉ là một loại thể hiện sức mạnh, so sánh với người thường, cao thủ tổ đặc nhiệm A có sức mạnh rất lớn hơn, bản thân linh mẫn hơn, cảm giác linh hoạt hơn, kỹ thuật lợi hại hơn thôi.
chẳng hạn nói về quyền vương Tyson đi, một quyền của anh ta, hoàn toàn có thể so được với sức mạnh của cao thủ ngũ đẳng. Cao thủ tổ A cũng là người, không phải là thần, càng không phải là siêu nhân mặc quần lót. Chỉ giống như 007 thôi, bọn họ đều là người, chỉ có điều họ lợi hại hơn người bình thường một chút. Vô tình, anh cứ nằm sát xuống đất, tôi qua xử lý. Nghi binh, Diệp Phàm ra lệnh, cảm giác tổ thần đao này không dễ đối phó, có lẽ chúng ta đã rơi vào bẫy của họ rồi. Diệp Phàm bật người dậy, quả nhiên, hai viên đạn nhẹ nhàng bắn vào không khí. Hóa ra là nấp chỗ vũng bùn, không phải là ninja trong truyền thuyết chứ, nghe nói những người đó thích độn thổ, giống như chuột vậy. Diệp Phàm trong nháy mắt đã hiểu rõ. Tốc độ kia chắc chắn không chậm, phi đao sớm đã bay ra, sau hai tiếng bang bang, đã đụng độ với viên đạn, thừa khoảng thời gian chênh lệch của viên đạn, cả người Diệp Phàm nghiêng qua. Khẩu súng trong tay bắn ra, Trương Hùng đang nằm sát trên đất bên kia cũng không chậm, nhắm người kia bắn một loạt đạn. Dưới sự tấn công mạnh bạo người trên kẻ dưới, cuối cùng hai cao thủ cũng bị giải quyết. Hai người cũng không để ý đến chuyện kiểm tra chiến lợi phẩm, vội vã chạy qua. May mắn, Triệu Thắng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị trúng đạn phần chân. Diệp Phàm và Trương Hùng tấn công qua mặt bên, một trong số ba thành viên của tổ thần đạo một ẩn nấp ở cây đại thụ trên đầu Diệp Phàm. Lão này giống như một con gấu treo nửa người trên cây đại thụ. Một phi đao của Diệp Phàm bay qua, chân của thằng nhãi kia trúng đao đã rơi xuống, lăn vòng trên đất muốn bỏ lên, Diệp Phàm sao có thể cho y được như ý nguyện, nước một bước lớn, toàn lực đá một cước lực độ cũng gần 7-8 ngàn cân. Lập tức, anh bạn của tổ thần đạo rơi xuống lập tức biến thành huyết nhân, phần eo, bị Diệp Phàm đá vào có một lỗ máu to như nắm tay, dạ dày lòng ruột gì đều bắn tung tóe lên người Diệp Phàm. Xui xẻo. Diệp Phàm tức giận mắng. Lách cách, tên nhãi kia vẫn chưa chết, sống dai như dán. Hắn hét lên một tiếng, một cỗ khói nhẹ bốc lên. Mau lui ra, lựu đạn. Trương Hùng hoảng hốt kêu lớn. Mày khá lắm, sắp chết rồi mà còn muốn kéo theo ông đây làm bạn đồng hành. Dưới đôi mắt ưng, lựu đạn kia hiện ra rõ ràng trong mắt. Diệp Phàm đưa chân đá vào, lựu đạn hóa thành một đường cong xinh đẹp, bay ra xa. Nhưng, Diệp Phàm đã nhắm chuẩn, vừa hay bay đến chỗ thành viên tổ thần đạo thứ ba thì nổ. Vậy là đã tìm được người bạn đồng hành thịt nát xương tan cho anh chàng thủng bụng, cùng nhau đi đến âm ti địa phủ. Nhưng, tên kia thấy lựu đạn bay tới, biết trốn không thoát, không ngờ lại nảy sinh độc ác, trước khi bị nổ chết còn kéo theo một đệm lưng, một băng đạn bắn ra, lưng của một đội viên tổ A trúng đạn. Giờ phút này không phòng ngực được, còn chưa ngửi được bong dáng quặng thiên thạch. Không ngờ đã tổn thất hai viên đại tướng. Diệp Phàm tức giận đến nỗi suýt chút nữa là bạo nộ. Rơi vào đường cùng, sau khi Kiều Viên Viên xử lý đơn giản thì lập tức lui xuống, lệnh cho hai đội viên hộ tống hai người bị thương, nửa ngày thì tới bãi biển, tiễn Triệu Thắng và đội viên kia về, đợt sóng công kích thứ hai còn 6 đội viên. Vì theo quy tắc ngầm, đội viên của bên nào sau khi bị thương có thể đưa lý do rút lui. Chỉ cần trong tay cầm cờ chữ thập đỏ, sẽ không bị các tổ khác công kích. Nhưng, anh phái vài người hộ tống người bị thương về, những người hộ tống người bị thương cũng phải theo tàu trị liệu về nước, không được quay lại tham gia trận đấu. Đương nhiên, cũng có người nói cứ giả mạo lăn lộn vào cũng được, vệ tinh trinh sát của các quốc gia, còn có giám sát viên quân sự trung lập giám sát, anh đừng có mà mơ tưởng làm loạn. Cho nên, có hai đội viên của đợt sóng thứ hai bị thương, hai người hộ tống, thành 4 người đi, giờ chỉ còn 6. Vốn Diệp Phàm muốn gọi Tề Thiên hộ tống, như vậy vừa bảo vệ được cho Tề Thiên, vừa không thiếu công lao. Nên biết, trong những hành động giết người và bị người giết thế này, chỉ cần anh tham gia, chỉ cần không bị đánh chết, đối với anh mà nói, sau này hồ sơ chính trị sẽ rất thâm hậu. Nói tới anh, người ta sẽ nói, anh đã từng tham gia cuộc chiến đoạt thiên, hai chữ này là đủ rồi. Nhưng, tên nhãi này là phần tử thô bạo thích động tay động chân chém giết, giờ chưa giết được người nào. Kiên quyết thỉnh cầu ở lại, không chịu rời đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Kỳ lạ là những đội viên khác cũng vậy, ai cũng sát khí đỏ mắt, không sợ chết, cũng chẳng muốn quay về. Hai cô gái Mai Diệp Thu và Kiều Viên Viên cũng thế. Ai nói nam không bằng nữ, chắc chắn là sai. Cậu tử, coi như là không tệ rồi, chúng ta mới xuất động, nửa ngày đã giết được vài tên, ắt hẳn mấy tên tổ thần đạo cũng chẳng còn bao nhiêu. Rất có khả năng bị loại trước tiên,
đỡ một đối thủ cũng tốt. Trương Hùng vô tình vẻ mặt hưng phấn nói. Trong nháy mắt, lại u sầu. Chẳng biết mèo rừng còn sống trở về nước không, hai. Mèo rừng vốn là một vị tứ đẳng khai nguyên tên Ngô Thanh. Chúng đạn ở bụng, có thể trở về nước hay không, còn khó nói. Lũ chó Nhật, nếu mèo rừng hy sinh, ông đây nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ thành viên đợt sóng thứ hai của tổ thần đạo. Diệp Phàm đấm một đấm vào đại thụ. Nhưng, khi Diệp Phàm và Trương Hùng trở lại nơi 5 người công kích ban đầu, đã phát hiện có 3 thi thể nằm lại. Trên thân có ký hiệu, quả nhiên là lá cờ có một mặt trời nho nhỏ, độ rộng 2 ngón tay, đây là tiêu chí quốc tế, thành viên của mỗi nước đều phải đeo. Thành viên tổ A đương nhiên là đeo lá cờ đỏ 5 sao rộng 2 ngón tay rồi. Chó Nhật, trốn thoát được 2 tên, đáng tiếc. Trương Hùng giận đến nỗi suýt thổ huyết, đôi mắt đỏ kè. Được rồi, có lẽ là 2 tên ban đầu vốn bị trọng thương, hơn nữa, đẳng cấp chắc chắn không dưới lục đẳng. Bằng không, dựa vào 2 chúng ta, chưa chắc có thể làm bị thương được 5 người bọn họ. Còn may, ít nhất là giết được 3 tên, bên ngoài cũng xử lý được 3 tên là 6. Bằng không, đợi đám người này hồi phục, hưu chết về tay ai còn khó nói. Diệp Phàm rất thỏa mãn, lục soát xung quanh một trận, không phát hiện được gì, bèn tìm một chỗ ẩn náu. Ban ngày không nên hành động. Cho nên, ban ngày toàn bộ tìm một nơi ẩn nấp nghỉ ngơi hồi phục. Nhật Bản Tokyo tổng bộ tổ thần đạo. Một người trung niên mặt mày trắng bệch đập tay lên bàn, chiếc bàn phát ra âm thanh răng rắc, hét lớn. Tổ đặc nhiệm A. Tao Fujiwara thể không đội trời chung với chúng mày. Hai, không thể ngờ đợt sóng công kích thứ hai của tổ đặc nhiệm A lại mạnh như vậy, chẳng lẽ đợt sóng công kích thứ nhất chỉ là trò bịp bợm? Bọn họ ẩn giấu lực lượng, đợt sóng thứ hai mới là cao thủ chân chính. Đã làm chúng ta tổn thất 6 đội viên, trong số 6 cường nhân tứ phẩm, Thu Điền Nhị Lang là một cường nhân ngũ phẩm. Một lão già, Sơn Bản Thập Bát Lang tổ phó thần đạo sám mặt, nói. Nghe nói bọn họ chỉ có 2 người bị thương nặng, 6-2, người ta còn chưa chết, đúng là mất mặt. Fujiwara không ngừng giậm dữ, tiếng nghiến răng vang lên. Hẳn là bọn họ người nhiều, thứ hai, bọn họ vừa mới từ không trung hạ xuống, tinh thần sung mãn, người đợt sóng thứ nhất của chúng ta đều đã bị thương. May là 2 thanh niên cao thủ Vũ Nhân Tam Lang lục phẩm và Đằng Thua Tử lục phẩm còn sống, bằng không, tổ công kích đợt sóng thứ nhất, thêm cả những người ẩn tính. Chẳng còn ai. Tổ trưởng, đợt sóng công kích thứ hai của chúng ta có nên mời gia tộc Akiyama không? Không thể để người Trung Quốc càn rỡ như vậy. Bằng không, Nhật Bản chúng ta làm sao còn có chỗ lập thân? Các cơ thịt cạnh quai hàm của Sơn Bản Thập Lang đều nhảy nhót. Thất phu Akiyama kia, là dũng sĩ của Nhật Bản, riêng cao thủ ngũ đẳng trong phủ chỉ có 3 người, bản thân ông ta là cao thủ siêu cấp bát phẩm, lại đi tìm niềm vui của mình, dạo quanh thế giới. Tìm cao thủ khiêu chiến, chẳng có chút khái niệm về hưng vong quốc gia. Muốn mời gia tộc Akiyama ra tay, chẳng cần nghĩ nữa, dù có nhờ thiên hoàng của chúng ta, cũng vô dụng. Fujiwara lắc đầu. Tên dâu cá chê cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.